Tuy Hạ Tưởng không đoán được Trương Thục Anh có ảnh hưởng lớn tới mức nào ở huyện bá, đám người Lưu Thế Hiên quan hệ gần gũi với cô ta tới mức nào, sức ảnh hưởng của cô ta ở ban tổ chức cán bộ thành ủy tới mức nào, có dùng được không, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, ngay từ đầu hắn nghĩ Trương Thục Anh là người trầm phục Minh phái tới thử Lý Đinh Sơn có lẽ là hơi đánh giá quá cao trình độ của cô ta. Hiện tại ngẫm lại, có khi trầm phục Minh phái một người bao che cho người nhà như Trương Thục Anh tới huyện bá chính là vì muốn gây thêm phiền toái cho Lý Đinh Sơn, khiến cô ta làm người ta phải chán ghét. Việc khác không nói, chỉ riêng việc Lưu Thế Hiên thật sự một lòng với Trương Thục Anh, trưởng ban tổ chức cán bộ Hoàng Bằng Phi lại cùng một chiến tuyến với Lưu Thế Hiên, lại có thêm phó bí thư Trịnh Khiêm là phái trung gian, nếu Lưu Thế Hiên liên hợp Hoàng Bằng Phi mà không đưa nổi một cán bộ lên cấp phó phòng, có lẽ Trịnh Khiêm sẽ không kiềm chế nổi. Hơn nữa trước khi Lý Đinh Sơn nhậm chức đã thăng cấp cho Trương Tín Dĩnh nửa cấp. Cho dù Đỗ Song Lâm có không thích Trương Tín Dĩnh thì có lẽ cũng sẽ không chịu được áp lực, phải buông tay mặc kệ. Nhưng cho tới tận hôm nay, Trương Tín Dĩnh vẫn bị Đỗ Song Lâm chèn ép gắt gao, việc này cũng đã nói rõ vấn đề. Đỗ Song Lâm có thể làm đến trưởng ban tuyên giáo, cho dù tính cách có chút ngay thẳng cũng sẽ không phải người khinh suất. Y dám công nhiên đối kháng với Trương Thục Anh, khẳng định là sau lưng cũng có chỗ dựa. Hẳn là cũng biết Trương Thục Anh cũng không có lời nói gì ở ban tổ chức cán bộ thành ủy. Ban tổ chức cán bộ quản chính là mũ quan, là đơn vị khảo hạch cán bộ. Cho dù Đỗ Song Lâm ghét Trương Tín Dĩnh cũng sẽ không vì một tiểu nhân vật mà vì việc nhỏ hỏng việc lớn. Cho dù y không muốn tiến thêm bước nữa nhưng là người làm quan đều suy xét tới việc xuống đài. Ai chẳng muốn khi về hưu có thể được đề cao đãi ngộ. Nếu Trương Thục Anh thực sự có bối cảnh, thật sự có lời nói trước mặt bí thư thành ủy hoặc là trưởng ban tổ chức cán bộ, Đỗ Song Lâm cũng sẽ không đánh đổi hạnh phúc cuộc sống sau này của mình để cứng rắn chiến đấu tới cùng với Trương Tín Dĩnh. Nói cho cùng, chính là lực ảnh hưởng của Trương Thục Anh với đám người Lưu Thế Hiên không đủ. Hoặc là nói, giữa bọn họ cũng tồn tại mâu thuẫn mà không phải bền chắc như thép, vẫn còn có vấn đề chưa hoàn toàn giải quyết. So với Trương Thục Anh ra chiêu lung tung, Lưu Thế Hiên trầm ổn mới càng khiến Hạ Tưởng lo lắng hơn. Lưu Thế Hiên có thế lực khổng lồ, có sức ảnh hưởng không gì sánh kịp ở huyện bá, làm cho phái trung gian không thể lên tiếng, khiến cho phái ngoại lai cũng phải kiêng kỵ ba phần. Y mới chính là đối thủ mạnh nhất, cứng rắn nhất của Lý Đinh Sơn. Chương 88, vững vàng bắt lấy quyền chủ động. Đương nhiên Hạ Tưởng cũng sẽ không quên Thạch Bảo Lũy vẫn làm người ta cân nhắc đoán không ra. Làm chủ tịch huyện, Thạch Bảo Lũy biểu hiện quá mức khiêm tốn. Y không phải người huyện bá mà là người của huyện Bắc Bộ sát huyện bá. Nghiêm khắc mà nói cũng không thể xem như phái ngoại lai. Huyện Bắc Bộ và huyện bá chẳng những giáp giới mà trước kia vốn còn là một huyện, sau này mới tách thành hai huyện. Hai thị trấn rất gần nhau, chỉ cách 50 km. Quan hệ nhân dân hai huyện rất chặt chẽ giống như một huyện, cũng qua lại như thân thích. Thông qua tình huống nói chuyện với Hoàng Hải, có lý do tin tưởng rằng Thạch Bảo Lũy cũng không phải không có nền tảng ở huyện bá. Dù sao y cũng đã làm chủ tịch huyện của huyện bá đã hơn 2 năm. Chỉ có điều hắn vẫn ẩn nhẫn không phát, đến tột cùng là muốn ngư ông thủ lợi, hay là có mưu tính khác. Hạ Tưởng cũng không muốn sau khi Lý Đinh Sơn vất vả đối phó với Lưu Thế Hiên xong, đến khi nắm được quyền chủ động trong tay thì đột nhiên Thạch Bảo Lũy đột nhiên nhảy ra đánh cắp thành quả thắng lợi, làm cho bọn họ mừng hụt một hồi. Kẻ trốn ở sau lưng không kêu lên mới là người đáng sợ đáng đề phòng nhất. Lúc này Trương Thục Anh vừa nghe được tin liền vội vàng chạy từ thành phố Trương Trình tới, lấy danh nghĩa về nhà thăm người thân, ra mặt vì Trương Tín Dĩnh vốn đang mất kiên nhẫn, khó dằn nổi. Theo điều này có thể thấy, Trương Thục Anh đúng là không phải một cán bộ hiểu được hàm xúc của ban tổ chức cán bộ. Sự tình liên quan tới vấn đề cá nhân tôi tránh ra thì tốt hơn. Hạ Tưởng cười tủm tỉm nói, thái độ tuy không thể nói là quá tốt nhưng giọng điệu cũng không cho Trương Thục Anh đoán được điểm gì. Như thể hắn không cần quan tâm tới tiền đồ của mình vậy. Bí thư Lý là bí thư huyện ủy của huyện bá, sẽ chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nhân dân huyện. Vấn đề đề xuất cán bộ khẳng định sẽ được ông ấy suy xét toàn diện. Tôi là thư ký của ông ấy, chỉ cần để ý làm tốt công tác bản thân là được. Trương Tín Dĩnh ở bên cạnh thấy thái độ Hạ Tưởng thản nhiên không hề sốt ruột như vậy, không kìm nổi chen vào. Hạ Tưởng, bí thư Lý rốt cuộc là có ý tưởng gì? Rõ ràng nói rất tốt lại chẳng có câu dưới. Đây không phải là hại người sao? Đường đường bí thư huyện ủy, như thế nào có thể nói mà không giữ lời? Anh hỏi ông ấy một chút, khi nào thì thăng tôi lên làm phó phòng?
chỉ một điểm nhỏ thế này cũng phải khiến bác tôi trở về một chuyến, thật là. Trương Tín Dĩnh thật sự coi bác mình là phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, là một nhân vật cực kỳ to lớn. Ban tổ chức cán bộ thành ủy là quản lý và khảo hạch cán bộ không phải là giả, nhưng vẫn không có quyền can thiệp vào quyền lực của đảng ủy cấp dưới. Cho dù bí thư thành ủy Trầm Phục Minh đến thị sát công tác, cũng chỉ có thể phát biểu ý kiến chỉ đạo phương hướng chung, không thể hỏi tới mọi chuyện quá cụ thể được. Nếu không còn làm bí thư huyện ủy làm cái gì? Còn cần huyện ủy thường ủy làm cái gì? Nhất là Trương Thục Anh lại là phó trưởng ban, chưa chắc đã có bao nhiêu tiếng nói trong ban tổ chức cán bộ. Vậy mà đã bị Trương Tín Dĩnh cầm lông gà lên nghĩ là tên thép, còn muốn đẻ đầu Lý Đinh Sơn. Thật là quá khờ, Hạ Tường thầm cười lạnh, liền ôn hòa nói. Nếu là chuyện nhỏ, phó trưởng ban Trương cứ gọi một cuộc điện thoại cho bí thư Lý là được. Giữa các lãnh đạo kết nối một chút mới tốt, tôi cũng không thể nói rõ cái gì. Hơn nữa mặc kệ là việc lớn hay việc nhỏ, nếu đề cập tới bản thân mình thì vẫn nên tránh xa một chút mới tốt. Đây là vấn đề nguyên tắc. Phó trưởng ban Trương là lãnh đạo ban tổ chức cán bộ, chẳng phải vẫn không hề trực tiếp đi tìm bí thư Lý sao? Trương Thục Anh không ngờ Hạ Tường thoạt nhìn yếu ớt không có cá tính nhưng hóa ra nói chuyện lại vô cùng sắc bén khiến cô giật mình, hơn nữa vừa rồi đúng là Trương Tín Dĩnh nói chuyện không suy tính gì cả, Trương Thục Anh không khỏi hơi xấu hổ. Tiểu Hạ đừng hiểu lầm, tôi tới huyện bá chính là thăm người thân tiện thể nhìn một chút, không nói chuyện công việc. Không phát biểu ý kiến cá nhân đối với việc phân công và hoạt động của huyện ủy huyện bá. Hạ Tường cũng không dự đoán được Trương Thục Anh lại rút lui đúng lúc. Hắn còn tưởng rằng cô sẽ rằng co không chịu yên, bắt hắn phải chuyển lời tới Lý Đinh Sơn. Biết thoái nhượng là chuyện tốt, hắn liếc Trương Tín Dĩnh một cái, thấy sắc mặt cô đỏ bừng, muốn nói lại bị Trương Thục Anh dùng ánh mắt ngăn lại, biết Trương Tín Dĩnh vẫn không cam lòng, liền nói vẻ thần bí. Kỳ thật bí thư Lý không phải không muốn mạnh dạn dùng cán bộ sinh viên, chính là lo lắng tiếng phản đối quá lớn, cho nên đành phải tạm gác lại. Bí thư huyện ủy là người người đứng đầu, ông ta đã quyết định, ai dám phản đối. Trương Tín Dĩnh cuối cùng cũng thốt lên được một câu hơi có trình độ, tuy nhiên bộ dạng vẫn phi thường tức giận, dường như Lý Đinh Sơn không đề cập tới mình chính là cực kỳ không đúng. Bí thư huyện ủy cũng không thể nào nói một không hai đúng không? Hạ Tưởng cười, lại hỏi Trương Thục Anh. Cũng như ban tổ chức cán bộ thành ủy, nếu trưởng ban Vương nói một không hai, không để cho các phó trưởng ban khác phát ra ý kiến khác, phó trưởng ban Trương khẳng định cũng sẽ bất mãn, sẽ phản ứng vấn đề với lãnh đạo cấp trên. Bí thư Lý cũng phải tôn trọng ý kiến của các thường ủy khác, phải dân chủ mà không được lộng quyền. Trưởng ban Vương mà Hạ Tưởng nói đương nhiên là người đứng đầu ban tổ chức cán bộ thành ủy Vương Thiếu Mẫn. Trương Thục Anh đứng dưới tán cây, ánh mặt trời xuyên qua tán lá dừng lại trên mặt cô, hình thành bóng dáng loang lổ, lúc ẩn lúc hiện, không thấy rõ lắm biểu tình trên khuôn mặt cô. Tuy nhiên Hạ Tưởng vẫn có thể thấy rõ một tia bối rối trong mắt cô. Nhắc tới trưởng ban Vương, cô bối rối cái gì? Nghĩ không ác ý, Hạ Tưởng tin rằng đứng trước mặt Vương Thiếu Mẫn, khẳng định Trương Thục Anh sẽ khó tránh khỏi khép nép. Trương Thục Anh miễn cưỡng mỉm cười nói. Thư ký Hạ nói đúng. Người đứng đầu cũng không thể chuyên quyền độc đoán, cũng phải nghe theo ý kiến của đa số. Trương Tín Dĩnh không biết nghĩ gì thình lình thốt lên. Hạ Tưởng, anh đen thui, thật khó coi. Khó coi một chút cũng là chuyện tốt, nếu không cả ngày có mỹ nữ tìm tôi cũng không thể chịu nổi. Hơn nữa một người đàn ông có bộ dạng đẹp đẽ thì có ích lợi gì, chẳng lẽ để đi làm công tử bột. Hạ Tưởng cũng không tức giận, trên mặt vẫn tươi cười như có như không. Hỏi với giọng vô cùng chân thành. Trương Tín Dĩnh, có phải cô cảm thấy mình rất được hay không? Trương Tín Dĩnh cũng thành thật, nghe vậy liền gật đầu. Khẳng định, bản tiểu thư chính là cô gái đẹp nhất huyện bá, còn xinh đẹp hơn cả Dương Bối. Dương Bối, trong mắt Hạ Tưởng lại hiện lên cảnh tượng Dương Bối kiên quyết cùng Lưu Hà rời đi, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Không nói tới bà mẹ tham lợi của cô, chỉ với việc cô đi theo người như Lưu Hà. Cô không bao giờ đáng để hắn quý trọng như trước kia nữa. So sánh với nhau, tuy rằng Trương Tín Dĩnh hơi ngốc nhưng tâm tư đơn thuần, vẫn còn tốt hơn Dương Bối không ít. Hắn nhìn Trương Tín Dĩnh, thấy cô hơi ngẩng mặt lên, thần sắc kiêu ngạo mà tự mãn, trong mắt lóe lên vẻ tự tin, cũng không biết là nên cười cô tự kỷ hay nên hâm mộ cô có một trái tim hồn nhiên. Bạn bè còn chờ tôi. Hạ Tưởng cảm thấy không cần phải nói tiếp nữa, dù sao hắn cũng đã thuyết minh. Giờ chờ xem Trương Thục Anh sẽ nói điều kiện với Lưu Thế Hiên thế nào.
chỉ cần Lưu Thế Hiên và Hoàng Bằng Phi chủ động ra mặt đề xuất đề bạt Trương Tín Dĩnh, quyền chủ động liền nắm trong tay Lý Đinh Sơn. Hắn cười gật đầu với Trương Thục Anh. Rất xin lỗi Phó trưởng Ban Trương, xin lỗi không tiếp được. Trương Thục Anh gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, chần chừ hỏi. Thư ký Hạ và thị trưởng Hồ quen nhau à? Chương 89, chuyện bàn tay sau lưng. Lần trước sau khi đưa Lý Đinh Sơn tới huyện bá nhậm chức, Trương Thục Anh trở về báo cáo công tác với Trầm Phục Minh, vừa lúc gặp Hồ Tăng Chu ở hành lang. Thị trưởng Hồ vốn luôn có quan hệ bình thường với cô, đột nhiên dừng chân lại tò mò hỏi một câu. Phó trưởng Ban Trương, cô có gặp thư ký Hạ Tưởng của bí thư Lý không? Lúc ấy Trương Thục Anh liền ngây ngẩn cả người. Nếu thị trưởng Hồ mở miệng hỏi bí thư Lý thế nào thì thôi, nhưng đột nhiên hỏi Hạ Tưởng thật sự khiến cô giật mình không nhẹ. Hơn nữa, bình thường cô không quen thân với thị trưởng Hồ lắm, chỉ có thể xem như quen biết sơ, đột nhiên bị ông ta cười hỏi như vậy, không ngờ nhất thời không phản ứng lại, đứng sững sờ tại chỗ. Cũng may Hồ Tăng Chu thuận miệng hỏi, thấy Trương Thục Anh sững sờ liền cười cười quay người đi, không đợi cô trả lời. Sau đó Trương Thục Anh cũng quên mất việc này. Hôm qua khi cô tìm Vương Thiếu Mẫn xin phép thì may mắn thế nào lại gặp Hồ Tăng Chu trong phòng làm việc của Vương Thiếu Mẫn. Thị trưởng và trưởng ban tổ chức cán bộ cùng một chỗ nói chuyện đã là chuyện quái dị, càng quái dị chính là khi nghe thấy Trương Thục Anh muốn về huyện bá thăm người thân, Hồ Tăng Chu lại cười hỏi. Hạ Tưởng đang ở huyện bá, phó trưởng ban Trương lần trước đi hẳn là có gặp cậu ta nhỉ? Trương Thục Anh lại sửng sốt lần nữa, đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Thật sự không rõ vì sao thị trưởng Hồ cao cao tại thượng lại lặp đi lặp lại việc hỏi thăm một thư ký nhỏ bé của một bí thư huyện ủy. Nếu không có chút đầu óc chính trị, Trương Thục Anh cũng không có khả năng lên làm phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy. Cô đang muốn hàm xúc xin chỉ thị của thị trưởng Hồ thì Hồ Tăng Chu đã khoát tay, nói. Không có việc gì, tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Không có việc gì. Sau đó ông ta cười ha hả đi ra. Lãnh đạo nói việc nhỏ không có gì. Càng không có việc gì càng là có việc. Trương Thục Anh cũng cảm thấy mơ hồ. Tuy thị trưởng Hồ không phải lãnh đạo trực tiếp của mình, bình thường không có gì tiếp xúc với mình, nhưng dù sao thị trưởng cũng là nhân vật số 2 ở thành phố, quyền lực rất nặng trong thường ủy, hơn nữa lúc nào đó sẽ trở thành nhân vật số 1, trở thành lãnh đạo trực tiếp của mình. Trương Thục Anh vốn muốn hỏi Vương Thiếu Mẫn vài câu, muốn tìm hiểu chút gì đó từ miệng ông ta lại bị ánh mắt lạnh lùng của ông ta đảo qua, hỏi một câu. Còn việc gì nữa không? Cô thầm mắng Vương Thiếu Mẫn cố tình ra vẻ, chỉ là một trưởng ban tổ chức cán bộ mà còn làm bộ làm tịch hơn cả thị trưởng, có gì đặc biệt hơn người chứ? Vương Thiếu Mẫn bộ dạng không có gì đặc biệt, năm nay 43 tuổi, mặc dù tuổi không nhỏ nhưng tướng mạo nho nhã, vẻ mặt nhã nhặn, mơ hồ có thể thấy được nếu trẻ lại 20 tuổi, thật sự không khác gì một công tử bột. Chỉ có điều ông ta thường xuyên sắc mặt âm trầm, rất ít khi tươi cười. Thậm chí còn lạnh lùng hơn 3 phần so với bí thư ủy ban kỷ luật lãnh tá. Sau khi đến huyện bá, Trương Thục Anh gặp Trương Tín Dĩnh, nghe kể tỉ mỉ chuyện gần đây, cảm thấy tự mình tới tìm Lý Đinh Sơn sẽ có ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa chưa chắc Lý Đinh Sơn đã nể mặt mình, ngược lại nếu làm không tốt còn khiến người ta phản cảm. Bởi vậy cô nghĩ rằng có lẽ từ Hạ Tưởng mở ra cửa khẩu đột phá là tốt nhất. Cho nên cô luôn dặn Trương Tín Dĩnh nhất định không được tiếp tục gây sự, giữ kín miệng. Cho dù không thể trở thành bạn tốt của Hạ Tưởng cũng không được trở thành đối đầu. Trương Tín Dĩnh có thể nghe vào bao nhiêu thì Trương Thục Anh cũng không tự tin cho lắm. Cô biết tính cháu gái mình, kiêu ngạo tự mãn, tự cho là đúng, không coi ai ra gì, có thể nói hàng đống tật xấu, ưu điểm lại không có bao nhiêu. Nhưng cô vẫn yêu thương Trương Tín Dĩnh, có lẽ bởi vì không có con nhỏ cho nên cô đặc biệt thân thiết cũng rất cưng chiều Trương Tín Dĩnh. Vì chuyện của Trương Tín Dĩnh, cô đã cầu tình không ít người xung quanh. Hôm nay vừa gặp được Hạ Tưởng, cô liền nhân cơ hội kéo gần quan hệ, hỏi thăm tin tức. Ai ngờ Hạ Tưởng cẩn thận, tuy nhiên cuối cùng vẫn mơ hồ để lộ ra một chút khiến cô nghĩ thầm, chẳng lẽ Hạ Tưởng ám chỉ cần cô thuyết phục Lưu Thế Hiên và Hoàng Bằng Phi, lại thêm Trịnh Khiêm gật đầu là sự tình có thể thành. Lưu Thế Hiên và Hoàng Bằng Phi còn dễ nói, coi như cùng một mặt trận với cô. Trịnh Khiêm thì hơi khó khăn một chút, tuy nhiên cũng không phải vấn đề quá lớn. Dù sao cũng chỉ là đề bạt một phó phòng, lại không ảnh hưởng trở ngại tới y, cần gì phải phản đối chứ. Hơn nữa cho dù y thực sự đưa ra ý kiến phản đối, dù y là phó bí thư chủ quản ban tổ chức cán bộ nhưng bên dưới có trưởng ban tổ chức cán bộ gật đầu,
trên có nhân vật số 1 đồng ý, kẹp ở giữa, y cũng phải suy xét hậu quả. Trương Thục Anh nghĩ thông suốt, tâm tình sáng sủa lên rất nhiều. Thấy Hạ Tưởng sắp đi, cô mới đột nhiên nhớ tới thị trưởng Hồ hai lần hỏi Hạ Tưởng, không kìm nổi hỏi một câu, muốn từ miệng Hạ Tưởng nghe được tin tức gì hữu dụng, cũng tiện để cô hiểu rõ hơn. Không hiểu được quan hệ giữa thị trưởng Hồ và Hạ Tưởng sẽ làm cô có cảm giác bó chân bó tay, rất khó chịu. Hạ Tưởng đứng lại, hắn đã đi ra khỏi bóng cây, bị ánh mặt trời làm chói mắt. Hắn hơi nheo mắt lại, kinh ngạc đáp. Thị trưởng Hồ, phó trưởng ban Trương nói đùa, tôi cũng muốn quen thị trưởng Hồ nhưng chưa chắc thị trưởng Hồ đã để ý tới vô danh tiểu tốt như tôi. Hạ Tưởng nói xong mỉm cười, quay người bước đi, để lại Trương Thục Anh suy nghĩ nửa ngày mới hiểu được vừa rồi kỳ thật Hạ Tưởng vẫn không trả lời rõ ràng có quen biết thị trưởng Hồ hay không, càng không nói rõ ràng quan hệ giữa hắn và thị trưởng Hồ. Hoàn toàn là một đáp án ba phải, thế nào cũng được. Thật đúng là một thằng danh khó đối phó, Trương Thục Anh thầm nghĩ. Lý Đình Sơn là văn nhân đi làm quan, vốn tưởng rằng sẽ có khí phách thư sinh, không ngờ cũng có chút thủ đoạn. Càng làm người ta khó hiểu chính là, thư ký trẻ tuổi bên cạnh ông ta cũng không bình thường, nói chuyện làm việc đều rất thành thục, điềm đạm, chắc chắn hoàn toàn không giống một thanh niên mới chỉ hơn 20 tuổi, thậm chí còn khiến cô hơi đoán không ra. Suy nghĩ một chút, Trương Thục Anh quay người nói với Trương Tín Dĩnh đang đứng ngây người. Tiểu Dĩnh, đi với bác gặp phó chủ tịch huyện Lưu. Trương Tín Dĩnh vẻ mặt không tình nguyện. Cháu không đi, Lưu Hà nhà ông ta rất đáng ghét, rõ ràng đã yêu đương với Dương Bối mà còn nói muốn theo đuổi cháu. Bộ dạng xấu như vậy mà còn muốn hai chân đứng hai thuyền. Xì, sao hắn ta không chết đi cho rồi chứ? Trương Thục Anh cảm thấy đau đầu. Trương Tín Dĩnh thật đúng là đâm chọc khắp nơi, không hề khiến cô bớt lo được chút nào. Buổi chiều có chút thời gian trống, Hạ Tưởng đến báo cáo với Lý Đình Sơn một chút việc Trương Thục Anh tới huyện bá hoạt động. Lý Đình Sơn nghe xong vui vẻ mỉm cười. Lưu Thế Hiên sẽ làm khó. Nếu ông ta đồng ý đề bạt Trương Tín Dĩnh vậy cũng sẽ phải đề bạt cậu lên. Ông ta muốn áp chế cậu mà chỉ đề bạt Trương Tín Dĩnh, Trương Thục Anh khẳng định sẽ không chịu, bởi vì cô ta biết cứ như vậy tôi sẽ không thông qua. Đoán xem, bọn họ có thể vì vậy mà sinh ra mâu thuẫn không? Mâu thuẫn khẳng định là có. Có khi trước kia Lưu Thế Hiên vẫn lấy việc của Trương Tín Dĩnh để câu kéo Trương Thục Anh cho nên mới kéo dài tới tận bây giờ. Tuy nhiên tôi phỏng chừng giữa bọn họ cuối cùng sẽ đạt tới thỏa hiệp, bởi vì Trương Thục Anh sẽ mạnh mẽ thúc đẩy hoàn thành việc này, không chỉ vì liên quan tới ích lợi thiết thân của Trương Tín Dĩnh mà còn có nhân tố thị trưởng Hồ trong đó. Trương Thục Anh hỏi Hạ Tưởng có quen biết thị trưởng Hồ hay không? Tuy rằng Hạ Tưởng không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra nhưng ít nhiều cũng có thể đoán được một chút, khẳng định là Hồ Tăng Chu đã nói gì đó với Trương Thục Anh, nếu không cô ta tuyệt đối sẽ không biết rằng Hồ Tăng Chu biết mình. Hồ Tăng Chu cũng khá thú vị, không biết xuất phát từ ý tưởng gì, cố ý cũng tốt mà vô tình cũng tốt, tóm lại là âm thầm trợ giúp kế hoạch của hắn và Lý Đình Sơn một phen. Chương 90, dằn vặt chờ đợi. Bên Bắc Kinh vẫn chưa có tin tức, Lý Đình Sơn cũng có chút sốt ruột. Hạ Tưởng vừa nói việc Phùng Húc Quang đã quyết định đầu tư nhà máy thực phẩm lại càng làm cho Lý Đình Sơn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nhà máy thực phẩm và kế hoạch lớn phát triển du lịch, thậm chí phát triển kinh tế toàn bộ huyện bá đều quyết định bởi việc khai phá làng du lịch Tam Sơn, không sốt ruột mới là lạ. Dù sao nếu tin tức làng du lịch Tam Sơn không đúng, hoặc cho dù là thật nhưng nếu thời hạn khai phá kéo dài, sẽ đều mang đến ảnh hưởng rất lớn đối với tiền cảnh của huyện bá. Tình hình giao thông huyện bá quá kém, kém đến mức làm người ta không có cách nào cả. Trừ phi mượn ngoại lực, nếu không để huyện bá tự tu sửa, xây dựng đường núi thông tới Bắc Kinh, quả thực còn khó hơn lên trời, căn bản là không có khả năng. Chỉ bằng thực lực kinh tế huyện bá, có thể tu sửa một con đường núi dài 20 km nối tiếp tới làng du lịch Tam Sơn cũng đã là phi thường không tồi. Điều này tương đương với việc tiền đồ của huyện bá và tất cả khát vọng chính trị của Lý Đình Sơn đều ký thác ở tin tức mà không hiểu Hạ Tưởng biết từ đâu này. Cho dù Lý Đình Sơn cực kỳ tin tưởng Hạ Tưởng, cực kỳ trấn tĩnh, cũng không tránh được nỗi bất an, lo được lo mất, lại không kìm nổi cầm điện thoại, gọi điện thoại tới bạn bè ở Bắc Kinh. Kết quả là vẫn không có tin tức xác thực, chỉ có đáp án là nhân vật mấu chốt đi công tác, chờ khi ông ta trở về mới có thể xác định được. Vẻ thất vọng của Lý Đình Sơn dừng lại trong mắt Hạ Tưởng, cũng khiến hắn sinh ra một tia nghi hoặc, chẳng lẽ là mình nhớ nhầm. Hẳn là đúng chứ, mùa hè năm 99,
làng du lịch Tam Sơn chính thức triển khai một loạt hoạt động, dẫn phát tới cơn sóng đầu tiên của sự tăng triển vượt bậc của du lịch Bắc Kinh và tỉnh Yến. Lúc ấy bởi vì làng du lịch Tam Sơn gần huyện Bá nên hắn còn cố tình chú ý một thời gian. Cho dù hắn không nhớ được cụ thể ngày khai trương nhưng hẳn là đúng vào mùa hè năm 99. Tính ngược lại thời hạn công trình về phía trước, việc khai thông đường núi cần khoảng một năm. Nói cách khác, công trình khai thông đường núi sắp triển khai. Chỉ có điều hiện tại vẫn chưa có tin tức chính xác, cũng không biết là vấn đề tại sao. Hạ Tưởng cũng hơi đau đầu, nếu thật sự tình hình có biến, tất cả tính toán của hắn đều đổ ra sông ra biển. Muốn biến huyện Bá thành đất dụng võ, trợ giúp nhân dân thoát cảnh nghèo khốn chỉ là một câu nói suông. Lý Ninh Sơn không có chiến tích còn chưa nói, chỉ cần an ổn vượt qua thời kỳ quá độ, chờ sau khi Cao Thành Tùng rơi đài, khẳng định Lý Ninh Sơn có thể lên chứ. Chỉ có điều nếu đã đến huyện Bá, sẽ phải làm chút gì đó cho dân nghèo nơi đây. Cho dù không thể làm cho bọn họ giàu có thì ít nhất cũng phải làm họ không đến mức sầu khổ chỉ vì một bao thuốc lá. Nhớ tới sự ân cần của Hoàng Hải, Hạ Tưởng cảm thấy mình thiếu nợ y cái gì đó. Nếu chẳng may sự tình có biến, vì lý do nào đó mà làng du lịch Tam Sơn bị chậm khai phá, chẳng lẽ đại kế hoạch nhà máy thực phẩm và làng du lịch cũng sẽ mắc cạn? Không, Hạ Tưởng bỗng nhiên quyết tâm, nếu không thể mượn dùng Đông Phong của việc khai phá làng du lịch Tam Sơn thì hắn sẽ đề nghị Lý Đinh Sơn báo cáo với thành phố Chương Trình và tỉnh Yến, vì tranh thủ khai phá du lịch huyện Bá, xin một khoản tài chính, mở rộng và nâng cấp đường nối thành phố Chương Trình và huyện Bá, trước hết thu hút du khách từ thành phố Chương Trình đến huyện Bá nghỉ ngơi. Cho dù không kiếm được tiền cũng có thể miễn cưỡng duy trì hoạt động, trước tiên là cơ sở để cam đoan sinh tồn, sau đó là bàn bạc kỹ hơn cũng không muộn. Buổi tối gặp mặt Phùng Húc Quang và Tiếu Giai, Hạ Tưởng nói vẫn tạm thời chưa có tin tức gì từ Bắc Kinh. Phùng Húc Quang thật lâu không nói gì, đột nhiên vỗ đùi đứng lên. Không thông đường, nhà máy thực phẩm của tôi cũng phải triển khai. Không phải là từ thành phố Chương Trình phải vòng vèo mấy trăm cây em sao? Vận chuyển cũng không tốn bao nhiêu tiền, tôi còn gánh vác được tốt. Hạ Tưởng kinh ngạc nhìn Phùng Húc Quang, không rõ vì sao đột nhiên y lại hạ quyết tâm lớn như vậy. Phùng Húc Quang bị Hạ Tưởng nhìn phát ngược, lại ngồi xuống, cười ha hả nói. Tôi tuy là thương nhân nhưng tôi cũng có lương tâm, cũng có tâm cảm thông chứ. Hoàng Hải đã kể cho tôi một câu chuyện, tôi nghe xong rất xúc động, cảm thấy có thể kiếm tiền đồng thời khiến rất nhiều người khác cũng cải thiện cuộc sống mới là con đường kinh thương. Mới là giá trị thể hiện một con người. Chỉ vì kiếm tiền mà kiếm tiền, kỳ thật cũng chẳng khác gì người chỉ biết ăn với ngủ. Xã Cổ Trại của Hoàng Hải vẫn là nơi khá giàu có trong huyện Bá, bởi vì không xa thị trấn, hơn nữa giao thông tiện lợi, người trong thôn xóm đều cơ bản có thể giải quyết vấn đề ấm no, thỉnh thoảng còn có thuốc hút, rượu uống, tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với mấy thôn xóm nơi thâm sơn cùng cốc. Em vợ Hoàng Hải năm nay 30 tuổi. Bởi vì nhà quá nghèo nên không cưới nổi vợ, đến giờ vẫn độc thân. Thôn của y cách thị trấn hơn 100 km, trong đó có hơn 20 km là đường núi không thông được xe, cần phải đi bộ. Nói là đường, căn bản chỉ là một con đường mòn rộng chừng bàn tay, ngay cả xe đạp cũng không đi được. Em vợ y cũng trí đoản, lại thích uống rượu, lại không có tiền, liền mua bã rượu về làm rượu. Có rượu nhưng không có đồ ăn, đồ nhắm. Gia cảnh nghèo khó liền dùng một cái đinh sắt chấm vào muối để nhấm rượu, nhưng ngay cả muối cũng không có nhiều. Em vợ y cứ uống một ngụm rượu lại liếm đinh sắt một cái, miệng lẩm bẩm. Ăn một miếng thịt lợn nhắm rượu, ngon thật. Tiếp đó lại uống một ngụm rượu, lại liếm cái đinh sắt. Lại một miếng thịt bò, ngon quá. Kết quả không ngờ bị đinh sắt làm rách miệng, y bất mãn tự trách mình. Đúng là đồ tham lam, vội vàng cái gì, thịt cá phải ăn từ từ. Bị xương cá làm rách mồm, đáng đời. Hoàng Hải kể cho Phùng Húc Quang cho vui nhưng không ngờ Phùng Húc Quang nghe xong không cười mà lòng nặng trịch. Ai ngờ được có những người khổ cực, nghèo túng tới mức đó, khi nghe thì tưởng là vui đùa nhưng khi thật sự phát sinh trước mắt mình mới làm người ta đau xót trong lòng. Tiếu Giai cũng nhấp nháy mắt, cô ngồi bên bàn giơ hai tay chống vào má, giống như một nữ sinh đang nghe giảng bài, rất chuyên chú. Bởi vì bị hai tay đè ép, khuôn mặt xinh đẹp của cô hơi biến hình, lại lộ ra một vẻ đáng yêu khác. Hạ Tưởng, huyện Bá còn có hạng mục gì có thể khai phá, tôi cũng muốn làm chút việc ở huyện Bá, cống hiến một phần sức lực của mình. Tiếu Giai sửa lại bộ dạng quyến rũ bình thường, kiên quyết nói.
Hạ Tưởng nhìn khuôn mặt như hoa như ngọc của cô, thấy một khí thế trước giờ chưa từng có khiến hắn không khỏi cảm khái. Từ trước tới giờ hắn vẫn cảm thấy Thiếu Giai khôn khéo, giỏi về phát hiện cơ hội kinh doanh, nhưng vẫn xem nhẹ cô vì tuổi còn quá trẻ. Cô mới 23 tuổi, bằng tuổi hắn. Bất kể cô có kiếm tiền không từ thủ đoạn hay không, lại còn suýt nữa bị Văn Dương làm hại, cô vẫn chỉ là một cô gái mới đi vào xã hội. Trong xã hội có đủ loại thủ đoạn và lòng người hiểm ác, không phải một sớm một chiều mà hiểu được. Lại đợi hai ngày vẫn không có tin tức từ Bắc Kinh. Phùng Húc Quang không chờ được, đề xuất phải về thành phố Yến chuẩn bị công tác giai đoạn đầu. Mặc kệ làng du lịch Tam Sơn có triển khai hay không, trong vòng một tháng y vẫn nhất định tới huyện Bá đầu tư. Tiếu Giai cũng cho rằng không cần phải ngồi chờ ở huyện Bá, dù sao ở thành phố Yến còn rất nhiều việc cần hoàn thành, bởi vậy cũng trở về với Phùng Húc Quang. Hạ Tưởng cũng không miễn cưỡng, tiễn họ rời đi. Chương 91, từ trước tới giờ chính trị đều là tối đa hóa lợi ích. Tiếu Giai ở huyện Bá mấy ngày, hắn đều báo cáo hành trình với Lý Đinh Sơn, mỗi đêm đều trở về nơi ở, không ở cùng một mình với Tiếu Giai. Không phải không muốn mà là hắn và Tiếu Giai đều cảm thấy nên tránh, tình ngay lý gian, mặc kệ là khiến Phùng Húc Quang nhìn ra cái gì, hay là khiến Lý Đinh Sơn có ý với hắn, đều là hậu quả mất nhiều hơn được. Có khi ngẫm lại, Hạ Tưởng cũng hiểu được hắn và Tiếu Giai quá mức lạnh lùng. Trừ việc thảo luận kinh doanh thì cũng là phân tích quy hoạch tương lai của huyện Bá, đồng thời hắn cũng đồng ý với Tiếu Giai, có thể cho cô hạng mục hợp tác trong bước thứ ba của kế hoạch của hắn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tiếu Giai phải cố gắng làm tốt việc kinh doanh rau quả, trước hết phải đứng vững gót chân tại thành phố Yến, sau đó tiến quân vào thị trường Bắc Kinh. Đúng là bởi vì nghe Hạ Tưởng miêu tả viễn cảnh tốt đẹp nên Tiếu Giai rất động tâm, được cổ vũ cô hận không thể bay ngay trở về thành phố Yến, triển khai nghiệp lớn bán sỉ rau quả của cô. Vốn cô đã muốn kinh doanh rau quả nhưng lại bị Phùng Húc Quang cố tình dè bỉu khiến cô bán tín bán nghi tiền cảnh của việc kinh doanh rau quả. Trên thực tế cô tới huyện Bá chính là mong muốn nhận được sự tán thành của Hạ Tưởng, muốn nghe ý kiến của hắn. Khiến cô ngạc nhiên vui mừng chính là, Hạ Tưởng chẳng những tán thành ý tưởng của cô, còn chỉ cho cô không ít điểm quan trọng, đều là những chi tiết cô thấy rất trọng yếu, khiến cô thu được không ít lợi ích. Cô âm thầm kinh ngạc, đồng thời lại xem trọng Hạ Tưởng thêm vài phần. Hơn nữa Hạ Tưởng không chỉ ủng hộ miệng mà trong kế hoạch của hắn. Tương lai 35 năm tới của huyện Bá cũng sắp sửa xây dựng một căn cứ cung ứng rau quả khổng lồ, hoàn toàn có thể giải quyết ưu phiền của cô. Cô chỉ cần toàn lực khai thác thị trường mở ra cục diện là được. Về sau khi căn cứ rau quả ở huyện Bá xây dựng xong, cô có thể đạt được quyền kinh doanh độc nhất vô nhị. Cho dù lúc đó trừ phần trăm đi, lại có thêm những thương nhân có thực lực hùng hậu từ Bắc Kinh tới kiếm một chén canh thì cô vẫn có thể mượn lực lượng của Hạ Tưởng để chiếm được tiên cơ. Nghĩ tới kế hoạch chu đáo của Hạ Tưởng, tuy rằng trong đó vẫn còn nhiều nhân tố chưa xác định được nhưng ý nghĩ kín đáo, tính toán rất chu toàn, sao hắn lại thông minh như vậy? Trong lòng Tiếu Giai càng kiên định quyết tâm theo sát Hạ Tưởng. Đúng như Hạ Tưởng suy đoán, giữa Trương Thục Anh và Lưu Thế Hiên đã xảy ra một ít mâu thuẫn vì vấn đề Trương Tín Dĩnh. Trương Thục Anh muốn Hoàng Bằng Phi lấy danh nghĩa ban tổ chức cán bộ huyện ủy, chủ động báo danh hai người Trương Tín Dĩnh và Hạ Tưởng. Để bạt lên cấp phó phòng, trước hết làm thông công tác với Trịnh Khiêm, đến lúc đó do Hoàng Bằng Phi đề nghị, bí thư, phó bí thư và trưởng ban tổ chức cán bộ trước hết mở một cuộc gặp mặt, sau khi đạt thành nhất trí sẽ trực tiếp đưa ra hội nghị thường ủy thảo luận, bảo đảm một lần thông qua. Nhưng Lưu Thế Hiên lại không đồng ý với đề nghị của Trương Thục Anh. Y chỉ muốn để bạt một mình Trương Tín Dĩnh lên, áp chế Hạ Tưởng, hơn nữa y còn cam đoan với Trương Thục Anh có thể thông qua được ở hội nghị thường ủy. Lưu Thế Hiên biết rõ, từ sau khi Lưu Hà và Hạ Tưởng phát sinh mâu thuẫn, lại đến khi biết Dương Bối mà Lưu Hà thích không ngờ lại là bạn gái trước của Hạ Tưởng, y liền hiểu bất kể là giữa y và Lý Đinh Sơn hay là giữa Lưu Hà và Hạ Tưởng đã tuyệt đối không còn khả năng bắt tay giảng hòa, chỉ có một kết cục mày chết tao sống. Lại thêm Lưu Hà cả ngày ghé tai y nói rằng Hạ Tưởng nói bậy, không coi y ra gì, kiểu gì cũng không thể để Hạ Tưởng được đề bạt. Đúng là Lý Đinh Sơn là nhân vật số một. Trong tay có quyền nhân sự, nhưng ở huyện Bá, y vẫn tin tưởng có thể đánh bại Lý Đinh Sơn trên hội nghị thường ủy, nắm chặt quyền chủ động. Theo y thấy, Hạ Tưởng muốn đi lên cũng có thể, nhưng Lý Đinh Sơn phải xuất ra đủ ích lợi để trao đổi. Mấu chốt là, hiện tại trừ danh nghĩa bí thư huyện ủy, trong tay Lý Đinh Sơn không có gì có thể trao đổi với y. Nói cách khác, những gì y muốn đều có thể thu được, không cần quan tâm tới việc Lý Đinh Sơn đồng ý hay không.
y có biện pháp khiến Lý Đình Sơn đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Đổi lại trước kia, Trương Thục Anh cũng sẽ tán thành quan điểm của Lưu Thế Hiên, cho rằng Lý Đình Sơn chẳng đáng là gì. Nhưng hiện tại cô lại thay đổi chủ ý, Lý Đình Sơn có năng lực hay không còn chưa rõ nhưng Hạ Tưởng thì tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn nói chuyện làm việc trầm ổn hơn người, khiến người có kinh nghiệm quan trường như cô cũng không soi được lỗi nào. Hơn nữa còn khiến thị trưởng Hồ hai lần chủ động hỏi thăm cũng đã rõ ràng sáng tỏ vấn đề. Mặc kệ quan hệ giữa Hạ Tưởng và thị trưởng Hồ là thế nào nhưng ám chỉ của thị trưởng Hồ thì Trương Thục Anh không thể lờ đi được, ông ta luôn chú ý tới Hạ Tưởng, bất cứ lúc nào cũng lưu ý tới công tác của Hạ Tưởng ở huyện bá. Ánh mắt thị trưởng sẽ nhìn chằm chằm một thư ký nho nhỏ bên cạnh một bí thư huyện ủy, ý tứ hàm xúc trong đó không thể khiến người ta không suy nghĩ vài phần. Mặc dù thị trưởng và bí thư thành ủy bất hòa cũng không phải là điều gì bí mật ở thành phố Trương Trình, Trương Thục Anh cũng tự nhận là người của bí thư thành ủy, tự nhiên phải giữ khoảng cách nhất định với thị trưởng Hồ. Nhưng cô cũng chỉ là một phó trưởng ban tổ chức cán bộ nho nhỏ, không phải thường ủy, cũng không có quyền lên tiếng gì to tát. Hơn nữa thời gian trước rộ lên tin đồn bí thư Thẩm sắp điều lên tỉnh nhậm chức, thị trưởng Hồ sẽ tiếp nhận chức bí thư thành ủy, rất nhiều người đã ngầm tỏ vẻ dựa vào thị trưởng Hồ. Lúc ấy cô cũng hơi động tâm tư, lúc đang do dự lại đột nhiên truyền ra một tin tức là bí thư Thẩm và thị trưởng Hồ đều bất động, lúc này mới khiến cô giật mình kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Tuy nhiên sau này ngẫm lại, cũng cho rằng vẫn nên lựa chọn cơ hội thích hợp gần gũi với thị trưởng Hồ thì hơn. Dù sao bí thư Thẩm cũng đã lớn tuổi, không biết có thăng chức hay không nhưng có khi lại tới đại hội đại biểu nhân dân hoặc hội nghị hiệp thương chính trị không biết chừng. Đúng là bởi vì có thời gian giác ngộ nên Trương Thục Anh mới cực kỳ để bụng chuyện thị trưởng Hồ hai lần vô tình cố ý hỏi thăm Hạ Tưởng. Trước kia nếu ở huyện bá muốn hoạt động, chỉ cần Lưu Thế Hiên đề xuất đề nghị, cô bình thường không phản đối, nhưng lần này lại khác, bất kể thế nào cũng phải buộc Hạ Tưởng và Trương Tín Dĩnh vào cùng một chỗ để đề bạt. Việc này không chỉ muốn cho Hạ Tưởng và Lý Đình Sơn nhớ ơn mình mà còn muốn thông qua Hạ Tưởng âm thầm gần gũi chút quan hệ với thị trưởng Hồ. Thế Hiên, lần này anh nghe tôi, đừng làm trái tôi nữa. Tôi biết Hạ Tưởng phải được đề bạt, nếu hắn ta không được lên, cho dù Tín Dĩnh được lên cũng không có ý nghĩa lớn. Khi nói chuyện, Trương Thục Anh gọi thẳng tên Lưu Thế Hiên có vẻ rất thân cận, cũng đúng là bởi vì hai người đều là người huyện bá, lại quen biết nhau nhiều năm. Nguyên nhân cụ thể hiện tại khó nói rõ. Dù sao anh giúp tôi lúc này, tôi sẽ ghi nhớ ân tình này của anh. Trương Thục Anh nhẫn nhịn không nói ra việc thị trưởng Hồ cực kỳ để ý tới Hạ Tưởng. Cô cũng ẩn giấu tâm tư của mình. Lại nói tiếp, cô và Lưu Thế Hiên, Hoàng Bằng Phi mấy người xem như một tập đoàn ích lợi, nhưng bởi vì Lưu Thế Hiên quá mức cường thế, cô vẫn bị vây vào nhược thế. Mấy năm nay hợp tác, Lưu Thế Hiên vẫn thu được ích lợi lớn nhất, cô Thủy Chung vẫn cực kỳ bị động. Rất bức thiết muốn thay đổi cục diện. Trong mơ hồ, cô cảm thấy có một cơ hội tuyệt hảo tới gần thị trưởng Hồ. Trung gian có một nhân vật mấu chốt, chỉ cần hắn vừa lòng, có lẽ thị trưởng Hồ sẽ để ý tới cô một chút. Người này chính là Hạ Tưởng, cho nên Trương Thục Anh mới có thể tận lực hỗ trợ Hạ Tưởng được đề bạt. Từ trước tới giờ chính trị đều là tối đa hóa lợi ích. Vì theo đuổi lợi ích tốt đa của mình, tất nhiên Trương Thục Anh sẽ có lựa chọn mang tính khuynh hướng. Chương 92, mỗi người đều có tính toán. Chuyện này cứ nên làm theo ý của tôi đi. Thục Anh, cô cũng đừng quan tâm nữa. Cô ở thành ủy, không quá hiểu biết tình huống ở huyện bá. Tôi biết nên làm thế nào, lần này nhất định sẽ cho cô vừa lòng, cứ yên tâm đi. Lưu Thế Hiên vẫn nói 102 như trước, căn bản là giọng điệu khẳng định không thể nghi ngờ. Y nhìn sắc mặt hơi ửng hồng của Trương Thục Anh. Trong lòng không khỏi ngờ vực vô căn cứ vì sao Trương Thục Anh lại quan tâm tới sự tình của Hạ Tưởng vậy. Chẳng lẽ cô ta thực sự định giao cháu gái mình cho Hạ Tưởng sao? Không thể nào, Trương Tín Dĩnh ngu ngốc thì ai mà chẳng biết, Hạ Tưởng sao có thể coi trọng cô ta chứ? Hơn nữa Trương Thục Anh cũng không cần thiết phải nịnh bợ Lý Đình Sơn rõ ràng như vậy. Lý Đình Sơn có thể ngồi ổn trên ngai vàng bí thư huyện ủy hay không còn chưa chắc, cô ta không hấp tấp đến mức vội vàng dâng cháu gái lên để lấy lòng. Vậy rốt cuộc là cô ta có tính toán gì? Lưu Thế Hiên vốn luôn khinh thường khả năng đối nhân xử thế của Trương Thục Anh, cho rằng cô ta cũng giống như Trương Tín Dĩnh, một người ngu ngốc thật sự còn một người thì giả ngu, cả hai đều là một cặp dở hơi, vừa không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, lại không có ý nghĩ chính trị, quỷ mới biết làm thế nào mà cô ta leo lên được chức phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy. Hay là dựa theo tôi nói xử lý đi,
Thế Hiên, việc này tôi biết rõ ràng hơn anh, đứng cao nên nhìn xa hơn, đúng không nào? Giọng nói Trương Thục Anh hơi tức giận, lời nói vừa rồi của Lưu Thế Hiên hiển nhiên là ám chỉ, y mới là người chủ sự, huyện bá là do y định đoạt, cô chỉ là một phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, còn chưa thể xem được vào việc đề bạt cán bộ cấp phòng ở huyện bá. Nhớ tới trước kia Lưu Thế Hiên ra sức khước từ việc của Trương Tín Dĩnh, dùng đủ mọi lý do để lảng tránh, cho tới tận hôm nay vẫn né tránh không nói thẳng với cô cũng không khách khí nữa, nói thẳng ra sự bất mãn trong lòng, lại cường điệu một câu. Huyện Bắc Bộ gần đây muốn đề bạt một vài cán bộ cấp phó huyện, ban tổ chức cán bộ thành ủy đang khảo hạch, tôi vừa lúc phụ trách chuyện này, trong đó có một người dường như anh cũng quen biết, tên là Địch Ngọc Huy. Vẻ thản nhiên trên mặt Lưu Thế Hiên rốt cục cũng thay đổi. Trong mắt y hiện lên một tia uất giận, mẹ nó, dám uy hiếp ông mày à, cái gì mà dường như cũng quen biết, Địch Ngọc Huy là em họ tôi mà cô cũng không biết sao. Giả vờ cái quái gì. Nhưng nhiều năm dưỡng thành tính cách bình tĩnh khiến y khôi phục lại sự bình tĩnh trong chốc lát, lại gượng cười nói. Nếu Thục Anh kiên chỉ phải đề bạt Hạ Tưởng, vậy đúng là phải coi trọng ý kiến của lãnh đạo thành ủy, tôi sẽ cẩn thận suy xét một chút. Thấy Lưu Thế Hiên vẫn quyết giữ ý kiến, lại còn làm trò với mình, Trương Thục Anh cũng căm tức nói. Tốt lắm, Phó Chủ tịch huyện Lưu cần phải suy xét cho kỹ. Tôi cũng trở về nghiên cứu kỹ lưỡng một chút. Dường như Địch Ngọc Huy kinh nghiệm và lý lịch chưa đủ, khả năng thông qua khảo hạch không cao. Trương Thục Anh đẩy cửa đi ra. Cô vừa ra khỏi cửa, Lưu Thế Hiên đã nhảy dựng lên, đá bay phích nước nóng dưới đất, chửi ầm lên. Con đàn bà thối tha, dám cò kè mặc cả với ông mày à. Xem sau này ông mày sẽ thu thập mày thế nào. Địch Ngọc Huy là con trai của ông cậu Lưu Thế Hiên, thân thiết với y như chân tay, hiện tại đang làm trưởng phòng giao thông huyện Bắc Bộ. Lần này muốn cất nhắc lên cấp phó huyện, là một bước trọng yếu trên con đường làm quan. Tuy rằng Trương Thục Anh không có quyền áp chế nhưng ở giữa làm khó dễ hoặc chọc ngoáy là không thành vấn đề. Dù sao cô ta cũng là phó trưởng ban tổ chức cán bộ, có quyền lên tiếng trong việc khảo hạch. Phòng làm việc của Lưu Thế Hiên ở lầu 2, phòng của Lý Đinh Sơn ở lầu 3, cho nên lửa giận lôi đình của Lưu Thế Hiên không rơi vào trong tai Lý Đinh Sơn. Ông ta đang ngồi ngay ngắn trong phòng. Thương lượng với Hạ Tưởng nếu chẳng may sự tình làng du lịch Tam Sơn có biến hóa không tốt, bước tiếp theo nên ứng đối thế nào. Hạ Tưởng rót đầy chén nước cho Lý Đinh Sơn, nói. Phùng Húc Quang nhìn chúng ưu thế tài nguyên của huyện bá, quyết định mặc kệ đường núi có thông hay không, anh ta vẫn đến huyện bá xây dựng nhà máy. Tuy nhiên vấn đề vận chuyển sau này hơi phiền toái một chút. Quyết tâm của anh ta khá lớn, cũng là bởi vì thấy huyện bá quá nghèo nên xúc động tâm tình. Nói như vậy anh ta thật ra là một doanh nghiệp có lương tâm. Kỳ thật mặc kệ là thương nhân hay cán bộ, muốn lợi ích và chiến tích cũng là chuyện thường tình, chỉ cần chớ quên căn bản của kinh thương và chức vị là được. Tất cả là do dân và vì dân, nếu không có dân chúng bình thường, làm sao có thương nhân, làm sao có cán bộ. Chỉ có trước mặt Hạ Tưởng, Lý Đinh Sơn mới có thể lộ ra một mặt khí chất văn nhân của mình. Đúng rồi, Phùng Húc Quang là do Văn Dương giới thiệu cho cậu quen. Không ngờ cậu và anh ta lại thành bạn bè tâm đầu ý hợp. Phùng Húc Quang không chỉ là bạn bè tâm đầu ý hợp của Hạ Tưởng mà còn là cầu nối hắn với Cao Kiến Viễn. Chỉ có kết bạn Cao Kiến Viễn mới có thể đạt được viên gạch đầu tiên tiếp cận Cao Thành Tùng. Tính trọng yếu của Phùng Húc Quang không cần nói cũng biết. Thật sự phải nói, Văn Dương coi như vô tình làm một chuyện tốt. Cũng đúng, lúc trước Văn Dương vốn muốn đá tôi ra khỏi công ty. Không ngờ run rủi thế nào khiến tôi và Tổng Giám Đốc Phùng mới quen đã thân, ngược lại thành bạn tốt, chỉ sợ hắn hiện tại chính là hối tiếc không kịp. Hạ Tưởng cười ha hả nói, nghĩ thầm cũng không biết dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn tiến hành như thế nào rồi. Từ trên trời giáng xuống 10 triệu đầu tư, nói là chuyện tốt, kỳ thật cũng không dễ tiêu hóa. Cũng không biết công tác thiết kế của Tào Thù Lê tiến triển đến bước nào rồi. Sau khi đến huyện bá, thật ra hắn luôn duy trì điện thoại với Tào Vĩnh Quốc tuy nhiên rất không đúng dịp, lần nào Tào Thù Lê cũng không ở nhà. Hạ Tưởng chỉ tùy ý hỏi một hai câu về tình hình gần đây của Tào Thù Lê, cũng ngại không dám hỏi tỉ mỉ. Tào Vĩnh Quốc cũng không nói tỉ mỉ, chỉ nói mỗi ngày Tào Thù Lê đều chuyên tâm thiết kế bản vẽ, từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy cô chuyên tâm như vậy. Ngay cả Tào Thù Quân cũng đi theo cô, cả ngày đều cực kỳ phấn chấn, không hề có vẻ gì lười biếng. Cũng không thể trực tiếp hỏi Tào Vĩnh Quốc vì sao Tào Thù Lê không gọi điện thoại trực tiếp cho mình đúng không? Đối với Tào Vĩnh Quốc,
Hạ Tường vừa có cảm kích vừa có ít nhiều sợ hãi. Không phải sợ vì ông ta là cán bộ cấp sở mà là ánh mắt xăm soi và giọng điệu hoài nghi của Tào Vĩnh Quốc như thể mình đang tăm tia con gái của ông ta vậy. Kỳ thật Hạ Tường quan tâm chính là tiến triển của dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn và công trình cải tạo thôn nội đô của thành phố Yến. Hạ Tường thật không ngờ chính là, trong khi hắn và Lý Đinh Sơn đang đàm luận về Văn Dương thì ở xa xa tại thành phố Yến, cũng có người đang đàm luận về hắn. Gần đây tâm tình Sở Tử Cao vô cùng sáng sủa. Từ khi quảng trường thư giãn được khánh thành, người đi trên con đường dành riêng cho người đi bộ càng ngày càng đông, kinh doanh của quán rượu càng ngày càng phát, chẳng những buôn bán mệt nghỉ mà lợi nhuận còn vượt xa dự tính của y. Cứ theo tốc độ này, khoản đầu tư giai đoạn trước sẽ được thu hồi rất nhanh. Hơn nữa không mất bao lâu sau là có thể thực hiện bước đầu tiên của giấc mộng của y, mở chi nhánh đầu tiên của Sở Phong Lâu. Tâm tư vui vẻ của Sở Tử Cao lại đạt tới đỉnh trong nháy mắt khi nhận được điện thoại của Cao Hải. Bởi vì Cao Hải nói cho y, thị trưởng Trần Phong cảm thấy hứng thú với phố Bắc Đại, dù bận trăm công ngàn việc vẫn muốn tới phố Bắc Đại thị sát. Thị trưởng Trần muốn tới phố Bắc Đại, Sở Tử Cao như thể cứng đờ đầu óc lại một chút nhưng lập tức cười ha hả nhảy dựng lên. Ngay cả điện thoại bị y ném xuống đất cũng không thèm nhặt lên, chỉ lo lắng đi vòng quanh, không ngừng lẩm bẩm. Thật tốt quá, thị trường Trần muốn tới thị sát công tác, thật tốt quá, nếu khiến thị trường Trần đến Sở Phong Lâu dùng cơm, còn hơn cả trăm ngàn tiền quảng cáo. Việc tốt bằng trời rồi. Chương 93, thị trường Trần khích lệ. Trần Phong làm việc thật đúng là nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, Cao Hải giữa trưa gọi điện thoại, buổi chiều 3 giờ, đoàn người đã tới phố Bắc Đại. Bên cạnh Trần Phong chỉ có Cao Hải và thư ký cùng đi, cũng không thông báo cho quận mà hoàn toàn trong trạng thái tùy tiện, cũng không xuất động tin tức truyền thông. Sở Tử Cao là người nhận xây dựng quảng trường thư giãn, cũng bị Trần Phong điểm danh cùng đi, khiến Sở Tử Cao mừng rỡ tìm không thấy Đông Tây Nam Bắc, cũng quên sạch việc Trần Phong không gọi truyền thông đi theo phỏng vấn, tận hết sức lực đi theo sau, bất cứ lúc nào cũng chờ thị trưởng Trần hỏi han. Trần Phong 48 tuổi. Không có dáng người béo mập như đàn ông trung niên bình thường, tóc không dài, mặt dài mắt to, phi thường giỏi giang, nhất là đôi mắt rất có thần, khi nhìn người, ánh mắt cực kỳ linh hoạt, sắc bén, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Ông ta chắp tay sau lưng, đi nhanh như bay, dạo một vòng quanh quảng trường thư giãn, sau đó đứng ở trung tâm quảng trường, nhìn về phía con đường đối diện, vừa lúc nhìn thấy một mảng xanh hóa bên bờ sông Bách Tính, có mấy chiếc ghế băng, còn có hai ngôi đình nhỏ, xanh tươi mát dịu. Du khách nhàn nhã, và quảng trường thư giãn vừa lúc phối hợp với nhau, hiện ra vẻ đẹp hài hòa. Trần Phong gật đầu, tay phải vẽ một vòng trên không trung. Lão Sở, quảng trường thư giãn xây dựng không tồi, chẳng những bố cục hợp lý, ý tưởng thiết kế cũng rất sáng tạo, hiếm thấy, phi thường hiếm thấy, hẳn là không phải sản phẩm của Viện Quy hoạch nhỉ. Thiết kế của Viện Quy hoạch luôn quá mức bảo thủ, không đủ cách tân, mà quảng trường này của ông lớn mật cách tân. Rất nhiều chỗ mới nhìn không thấy có đạo lý nhưng phải đích thân tới mới có thể cảm nhận được chỗ tốt trong đó. Không đơn giản, rất giỏi. Được thị trưởng Trần khích lệ trước mặt mọi người, lại trực tiếp xưng hô mình là Lão Sở, Sở Tử Cao sống đã hơn 40 tuổi nhưng hôm nay lần đầu tiên cảm giác mềm muội như đang say, dưới chân mềm nhũn như đứng trên mây, hạnh phúc không biết Đông Tây Nam Bắc gì nữa, suýt nữa không đi nổi, lật đật đi tới trước mặt Trần Phong, cười như địa chủ được mùa. Thị trưởng Trần thật lợi hại, quả thực như thần, ánh mắt thật chuẩn, liếc mắt một cái liền nhìn ra chỗ khác thường của quảng trường thư giãn. Không dối gạt ngài, quảng trường thư giãn là tôi cố ý tìm người thiết kế. Là chuyên gia nào thiết kế? Trần Phong hứng thú hỏi. Cách thiết kế đầy thực dụng và mới mẻ của quảng trường thư giãn khiến ông ta cảm thấy tò mò, bởi vì trong quá trình cải tạo thôn nội đô, ông ta cũng đã làm quen với không ít chuyên gia quy hoạch. Tuy nhiên khiến ông ta thất vọng chính là các chuyên gia đó đều phi thường bảo thủ, không chịu thay đổi cách suy nghĩ, không đưa ra được ý kiến gì có giá trị trong việc cải tạo thôn nội đô, đa số người còn không bằng người thường như ông ta, khiến ông ta rất bất mãn. Không ngờ một quảng trường thư giãn nho nhỏ cũng có những ý tưởng thiết kế rất độc đáo lý thú, hoa cỏ tôn lên nhau, ghế dài nghỉ ngơi, các bố trí cảnh điểm rất vừa khéo, không tự mình đi tới không thể cảm nhận được điểm hay của thiết kế đó. Điều này khiến ông ta mừng rỡ, đồng thời không kìm nổi cảm thán, ai bảo thành phố Yến không có nhân tài phương diện thiết kế. Sở Tử Cao thừa dịp Trần Phong không chú ý, lặng lẽ lui về phía sau một bước, lén liếc Cao Hải một cái, thấy Cao Hải làm bộ không nhìn thấy mình, ánh mắt nhìn về phía mảng xanh hóa đối diện.
Trong lòng y rất rõ ràng ý tứ của Cao Hải, quảng trường thư giãn là do y bỏ vốn thiết kế, việc mời người thiết kế là quyền của y, hoàn toàn là quyết định của bản thân y, không có quan hệ gì tới Cao Hải cả. Thị trường khích lệ, Cao Hải không tranh công, trong lòng Sở Tử Cao khá cảm kích Cao Hải. Kỳ thật y không biết là Cao Hải không muốn khiến Trần Phong suy nghĩ sâu xa, không muốn vì hắn giới thiệu Hạ Tưởng cho Sở Tử Cao thiết kế quảng trường thư giãn mà khiến Trần Phong cho rằng hắn thích nhúng tay lung tung. Không phải chuyên gia, là một sinh viên mới tốt nghiệp một năm, tên là Hạ Tưởng. Sở Tử Cao nhớ Hạ Tưởng rất kỹ, chủ yếu là cũng cho rằng Hạ Tưởng khẳng định rất có tiền đồ, cho nên tận hết sức lực khen ngợi Hạ Tưởng, cuối cùng còn nói. Vốn bãi đất trống đối diện vẫn bị người vứt rác bừa bãi, suýt nữa biến thành bãi rác, Hạ Tưởng liền đề nghị tôi san phẳng, dọn sạch, sau đó trồng cây cỏ, làm thành một mảng xanh hóa. Dù sao mặc kệ là quảng trường thư giãn hay là mảng xanh hóa đối diện, tất cả đều là chủ ý của cậu ta. Mới 23 tuổi, thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chàng trai này không đơn giản, có đầu óc, hậu sinh khảo ý. Trần Phong quay đầu lại nói với thư ký đi theo. Có cơ hội bảo các chuyên gia viện quy hoạch cũng đi thăm một chút, nhìn thiết kế của một thanh niên 23 tuổi so với trình độ bọn họ là cao hay là thấp. Thư ký của Trần Phong là Giang Thiên vội vàng rút sổ tay ra ghi lại. Khiến Sở Tử Cao thất vọng chính là, Trần Phong thị sát quảng trường thư giãn xong liền trực tiếp lên xe, khiến tính toán mời thị trưởng Trần tới Sở Phong lâu ăn cơm bị thất bại. Y hưng phấn muốn gọi điện thoại cho Hạ Tưởng, nói cho hắn tin tức tốt này mới phát hiện lúc chưa nhận được điện thoại của Cao Hải. Hưng phấn quá ném hỏng di động mất, mà số điện thoại của Hạ Tưởng lại chỉ lưu trong di động, khiến y luôn mồm kêu xui xẻo, không thể là người đầu tiên thông báo tin tốt cho Hạ Tưởng, bỏ lỡ mất cơ hội kéo gần thêm quan hệ. Hôm nay Cao Hải cũng rất kinh ngạc vì Trần Phong đột nhiên bốc đồng muốn tới thị sát quảng trường thư giãn. Tuy nhiên sau khi kinh ngạc qua đi, thấy Trần Phong cực kỳ tán thưởng thiết kế quảng trường thư giãn của Hạ Tưởng, Cao Hải rất mừng rỡ. Hạ Tưởng thật đúng là không đơn giản. Khiến thị trưởng Trần luôn nghiêm khắc cũng phải khen ngợi mấy câu. Phải biết rằng, Trần Phong luôn rất ít khi khen ai, cho dù khen một người cũng chưa từng khen không dứt miệng ngay trước mặt người khác như vậy. Tuy nhiên trong lòng Cao Hải biết rõ, Trần Phong cực lực khích lệ Hạ Tưởng, thậm chí còn đề xuất muốn các chuyên gia phương diện quy hoạch tới thăm quảng trường thư giãn, không phải là bắn tên không đích, mà là gần đây trong quá trình cải tạo thôn nội đô, ông ta đang gặp phải lực cản trước giờ chưa từng có. Không chỉ áp lực đến từ tỉnh, ngay cả các chuyên gia quy hoạch ở thành phố cũng không khiến Trần Phong bớt lo. Chẳng những các phương án thiết kế không làm ông ta hài lòng, hơn nữa trong phương án còn rất nhiều đường cụt, ngõ cụt, rất lạc hậu. Điều này khiến Trần Phong rất căm tức, sau lưng không ít người mắng mấy người Trần Phong là bảo thủ, thậm chí toàn bộ thành phố Yến cũng không có chuyên gia nào ra hồn. Bởi vì việc cải tạo thôn nội đô đề cập tới các mặt lợi ích, Trần Phong phải chịu đựng áp lực thế nào thì trong lòng Cao Hải biết rất rõ. Thành phố Yến có hơn 30 thôn nội đô to nhỏ trong thành, hiện tại đã giải phóng mặt bằng được khoảng một nửa, rất nhiều người đều khuyên Trần Phong nên làm chậm rãi, bất cứ việc gì cũng không thể làm một lần là xong, phải trừ lại chút đường sống. Hiện tại cải tạo được một nửa thôn nội đô đã là cục diện trước giờ chưa từng có ở thành phố Yến. Có thể hoãn lại 2 năm, xây dựng xong toàn bộ khu vực thôn nội đô đã giải phóng mặt bằng. Sau đó lại cải tạo nốt nửa số thôn nội đô còn lại cũng không muộn. Ít nhất cũng có thể dùng những khu vực đẹp đẽ mới xây làm tấm gương, khiến các thôn dân tử thủ của các thôn nội đô kia biết sau khi cải tạo thành công, bọn họ sẽ nhận được lợi ích lớn tới mức nào. Trần Phong lại ngoan cố tỏ vẻ không đồng ý. Chương 94, cục diện chính trị thành phố Yến mưa gió tơi bời. Trần Phong cố chấp cho rằng, đã làm việc là phải nhân lúc đang hăng hái tinh thần. Thừa dịp hiện tại đang có phong trào cải tạo thôn nội đô, một hơi làm toàn bộ các thôn nội đô, cũng có lợi cho việc quy hoạch hợp lý, toàn diện của thành phố Yến. Nhưng cải tạo thôn nội đô càng về sau càng gặp áp lực lớn hơn, chi phí giải phóng mặt bằng tăng cao, tổ chức tập thể chống đối giải phóng mặt bằng, thị uy trước cửa ủy ban nhân dân. Dần dần, thôn dân của thôn nội đô càng ngày càng nhiều người phản kháng, khiến những người vốn mạnh mẽ ủng hộ Trần Phong trong thành phố cũng không tránh khỏi lùi bước. Ngay cả bí thư thành ủy Thôi Hướng cũng không có thái độ sáng sủa. Từ trước tới giờ Thôi Hướng vẫn ngầm ủng hộ Trần Phong, giờ giữ thái độ không ủng hộ, không phản đối, bởi vậy áp lực của Trần Phong tăng lên đáng kể. Nếu chỉ là áp lực từ thành phố, chỉ cần Thôi Hướng không đề cập rõ ràng phản đối, với tính cách mạnh mẽ, cứng rắn của Trần Phong hẳn là có thể hoàn toàn chống đỡ được, nhưng sự tình chuyển biến từ sau một lần hội nghị thường ủy tỉnh.
Trước kia bí thư tỉnh ủy Cao Thành Tùng vốn có thái độ lạc quan đối với việc cải tạo thôn nội đô của thành phố Yến, nhưng trong hội nghị lần này đột nhiên làm khó dễ, vạch ra rằng quá trình cải tạo thôn nội đô của thành phố Yến tồn tại rất nhiều điểm thiếu sót, giải phóng mặt bằng chấp pháp dã man, cá biệt có cán bộ lãnh đạo giác ngộ chính trị không cao, dùng người không khách quan, làm cho quá trình kiến thiết sau này của thôn nội đô lộn xộn, không hoàn toàn đi theo thị trường. Điều này khiến Chủ tịch tỉnh Diệp Thạch Sinh luôn luôn mạnh mẽ ủng hộ cải tạo thôn nội đô cũng chấn động. Chẳng những Diệp Thạch Sinh giật mình không nhỏ, tất cả thường ủy đều rất chấn động, bởi vì đề tài thảo luận của hội nghị thường ủy đã sớm định trước, căn bản không phải về cải tạo thôn nội đô, bí thư Cao đột nhiên quấy rầy bố trí, không chút che giấu chỉ thẳng vào thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Yến, đến tột cùng là ý gì. Tuy rằng Cao Thành Tùng nói xong, không nói thêm câu dưới nhưng ban đầu ít nhất có hơn phân nửa thường ủy tỉnh ủy ủng hộ cải tạo thôn nội đô, giờ đã có thêm ít nhất 2-3 người bảo trì im lặng. Cũng sau khi nghe được bí thư tỉnh ủy mãnh liệt bất mãn, Trần Phong lập tức cảm giác áp lực trên người nặng thêm ngàn lần. Nếu lãnh đạo tỉnh và thành phố đều không ủng hộ cải tạo thôn nội đô, bản thân ông ta là thị trưởng ở vào thế một tay không vỗ thành tiếng. Nếu Thôi Hướng còn kiên định đứng chung một chỗ với ông ta còn đỡ. Dù sao bí thư Thôi vẫn là tỉnh ủy thường ủy, nhưng một khi Thôi Hướng giữ im lặng, cho dù là không biểu lộ phản đối rõ ràng, trên thực tế cũng là biểu lộ thái độ không còn ủng hộ nữa. Đúng là dưới tình huống như vậy, Trần Phong không nghĩ ra bí thư Cao rốt cuộc ám chỉ chuyện gì. Ông ta đương nhiên không biết Cao Thành Tùng nói nửa ngày, kỳ thật chỉ ra rằng việc xây dựng thôn nội đô sau khi cải tạo có vấn đề. Nếu Hạ Tưởng nghe được nguyên văn câu nói của Cao Thành Tùng, sẽ lập tức nghĩ đến việc công ty xây dựng Phương Nam muốn nhận lấy công trình cải tạo thôn nội đô, nhưng bởi vì tư chất không đủ, sức mạnh kỹ thuật không hùng hậu nên bị thành phố Yến từ chối từ ngoài cửa. Công ty xây dựng Phương Nam đã kết nối được quan hệ với vợ Cao Thành Tùng là Cảnh Hiểu Ảnh nên đương nhiên là rất bất mãn, liền tìm Cảnh Hiểu Ảnh tố khổ. Cảnh Hiểu Ảnh lại nói với Cao Thành Tùng, bởi vậy Cao Thành Tùng mới đột nhiên gây khó dễ tại hội nghị thường ủy. Trần Phong cuối cùng tự cho là đúng. Cho rằng quy hoạch và phương án thiết kế giải phóng mặt bằng của thành phố Yến khiến bí thư Cao chướng mắt, cho nên mới khiến bí thư Cao phê bình không điểm danh trên hội nghị thường ủy. Nói thật, bản thân Trần Phong cũng rất bất mãn với chính các chuyên gia quy hoạch của thành phố Yến, luôn cảm thấy phương án thiết kế của họ hoặc là bảo thủ hoặc là chỉ suy xét mỹ quan mà không suy xét tính thực dụng, tóm lại là hàng đống tật xấu, không chút nào khiến ông ta hài lòng. Dưới tình huống như vậy, ông ta đột nhiên nhớ tới Cao Hải giúp mình giải quyết công trình cải tạo phố Bắc Đại, chẳng những không hề tiêu một xu của thành phố, hơn nữa nghe nói còn cải tạo cực kỳ thành công, đường dành riêng cho người đi bộ chiếm được nhất trí khen ngợi của nhân dân thành phố, ngay cả báo chiều cũng chuyên môn đăng tin, khen ngợi quảng trường thư giãn phố Bắc Đại có phong cách thiết kế riêng, làm người ta lưu luyến quên lối về. Trần Phong lâm thời quyết định tới phố Bắc Đại thị sát đúng là xuất phát từ tò mò. Muốn tận mắt thấy rốt cuộc quảng trường thư giãn tốt đẹp ở chỗ nào. Rốt cuộc là mỹ quan thực dụng hay là thùng rỗng kêu to. Kết quả khiến Trần Phong cảm thấy không ngờ chính là, quảng trường thư giãn mới nhìn thì thiết kế cũng không có chỗ nào thần kỳ, nhưng một khi đặt mình vào trong đó mới phát hiện nơi nào cũng lý thú, ngay cả vị trí bày một chiếc ghế dài cũng vừa đúng, phù hợp với thói quen người đi đường. Điều này khiến Trần Phong vốn đang phát sầu vì thành phố Yến không có chuyên gia thiết kế lập tức vô cùng vui mừng. Tuy rằng sau này hỏi ra biết người thiết kế Hạ Tưởng chẳng qua chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp một năm khiến Trần Phong hơi thất vọng, tuy nhiên vẫn làm cho trong lòng ông ta một lần nữa châm lửa hùng tâm tráng trí chỉ cần thiết kế ra phương án tốt, giảm bớt nhiều công phu trong phương diện quy hoạch cải tạo thôn nội đô, giảm bớt xung đột và mâu thuẫn, giảm bớt lượng công trình, tất cả vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. Chỉ có điều khiến Trần Phong hơi cảm thấy tiếc nuối chính là, từ sau lần Cao Hải lóe sáng đó, đưa ra biện pháp cải tạo phố Bắc Đại thành đường dành riêng cho người đi bộ thì không còn đề xuất cho mình biện pháp nào khiến người ta phải sáng mắt lên nữa. Khiến Trần Phong vẫn đau đầu chính là bên cạnh mình vẫn thiếu một trợ thủ chuyên về kỹ thuật. Những phó thị trưởng khác, người thì bảo thủ, người thì chỉ biết sách vở, căn bản không phải người biết làm việc thực tế, không thể trọng dụng được. Đoàn người Trần Phong đi tới quảng trường ga, nhìn nhà ga cũ nát không chịu nổi, Trần Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vốn theo thiết tưởng của ông ta, quảng trường ga là trong phạm vi cải tạo. Dù sao nhà ga cũng đại biểu cho hình tượng của một thành phố, nhưng bởi vì việc cải tạo thôn nội đô đã tiêu hao đại bộ phận tinh lực của ông ta, mà quảng trường ga lại dính líu tới ích lợi của hai bên là ngành đường sắt và địa phương,
ngay cả Thôi Hướng cũng không đồng ý đồng thời triển khai một dự án lớn như vậy cùng lúc với cải tạo thôn nội đô. Ở đó làm gì vậy? Trần Phong bỗng nhiên phát hiện phía xa xa, ở một bên đối diện quảng trường có dựng lên một tấm biển lớn, có một người đang đứng trên thang vẽ gì đó lên mặt tấm biển. Cao Hải vội tiến lên hơi cúi người đáp. Thị trưởng Trần, đó chính là hiện trường thi công dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn. Lần đầu tiên bọn họ thiết kế không quá hài lòng cho nên họ mới thiết kế lại lần nữa. Hiện tại hẳn là đang vẽ phối cảnh hiện trường. Bản vẽ phối cảnh thường được dựng lên trước khi thi công, có thể vừa xem liền hiểu ngay về tình hình chung của công trình, ví dụ như bề ngoài và quy mô, v.v. Dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn là do một tay Cao Hải thúc giục lên, Trần Phong cũng biết rõ việc này, nghe nói thiết kế lại lần nữa, ông ta hứng thú vung tay lên nói. Đi, tới xem. Trần Phong làm việc không thích huênh hoang, để những nhân viên khác ở tại chỗ, chỉ mang theo Cao Hải và thư ký đi theo. Bởi vậy mấy người làm việc bên dưới bản vẽ phối cảnh vẫn làm việc rất chăm chú, căn bản không phát hiện ra mấy người này. Trần Phong cũng không nói gì chỉ cẩn thận xem. Bản vẽ cơ bản đã gần hoàn thành, chỉ còn lại vài góc chưa tô màu nhưng cũng không hề ảnh hưởng gì tới hiệu quả của bản vẽ. Trần Phong nhìn rất cẩn thận, tỉ mỉ, từ chỉnh thể thiết kế tới mỗi chi tiết, thậm chí là phối hợp màu sắc đều xem rất kỹ, cuối cùng mới cho ra kết luận. Thiết kế này cực kỳ xuất sắc, có ý tưởng mới mẻ, hơn nữa cách suy nghĩ còn vượt mức quy định, không hề kém so với thiết kế quảng trường thư giãn. Trần Phong quay đầu lại hỏi Cao Hải. Trưởng ban thư ký Cao, dự án này là do anh một tay thúc đẩy, ai là người thiết kế hẳn là anh biết chứ. Chương 95, ngẫu nhiên gặp cũng là kỳ ngộ. Ai chà! Trần Phong vừa nói, người đang vẽ trên thang lúc này mới đột nhiên phát hiện, nhìn thấy phía dưới không biết đứng thêm mấy người từ lúc nào, trong lòng hơi kinh hoàng, hơn nữa đứng thời gian hơi lâu nên run chân, vừa lúc đá vào thùng sơn nước bên cạnh thang. Nước sơn từ trên thang cao 2 mét rơi xuống đất, bắn tung lên. Trần Phong đứng gần nhất nên trên người dính không ít nước sơn. Rất xin lỗi, thực rất xin lỗi, là tôi không cẩn thận, tôi thực không phải cố ý. Là các người lén lút tới đây, không nói lời nào dọa tôi giật mình. Tôi nhát gan không ngã xuống là may. Các người là ai? Một giọng nói trong trẻo êm tai vang lên, giống như một cơn gió mát giữa mùa hè khiến người ta dễ chịu. Thư ký Giang Thiên của Trần Phong đang muốn nổi giận, Trần Phong khoát tay ngăn lại, mỉm cười. Đúng là chúng ta không đúng, cô bé nói đúng. Nếu thật sự dọa cô sợ hãi ngã xuống, chúng ta cũng không bồi thường nổi. Rất xin lỗi cô bé, vừa rồi tôi chỉ tập trung nhìn bản vẽ phối cảnh của cô quá mức nhập thần, không được cô cho phép, là lỗi của chúng tôi. Cô không quá sợ đó chứ? Tất cả sự chú ý của Trần Phong đều tập trung trên bản vẽ phối cảnh, vừa rồi đúng là không chú ý thấy người vẽ không ngờ là một cô gái. Nhìn bộ dạng cô thanh thuần tinh khiết, cực kỳ thanh lịch. Tóc không dài, nhìn chỉ chừng 17, 18, sắp xỉ tuổi con trai mình, Trần Phong không kìm nổi yêu thích, ôn hòa nói. Bản vẽ phối cảnh này là cô thiết kế à? Cô rất giỏi, chẳng những thiết kế hiệu quả hạng nhất, ngay cả bản vẽ phối cảnh cũng cực kỳ tinh xảo. Cô gái mặc quần bò xám đen, đầu đội mũ lưỡi chai, trên người mặc một chiếc áo phông trắng bởi vì đang làm việc nên trên áo dính đầy sơn, ngược lại trông càng thêm đáng yêu. Cô cười tủm tỉm tiện thể ngồi xuống mặt thang, đấm đấm chân hỏi. Trước tiên nói xem các người là ai, nếu không tôi sẽ không nói cho các người. Đây là bí mật kinh doanh, hiểu không? Đừng nịnh tôi vô ích. Sắc mặt Cao Hải cũng phải biến đổi, đang muốn nói với cô bé rằng đây chính là thị trưởng Trần. Trần Phong lại ho khan một tiếng, khiến Cao Hải lập tức nuốt lời nói vào trong lòng. Trần Phong không hề tức giận mà còn cười rất thân thiện. Còn biết giữ bí mật. Khá có đạo đức nghề nghiệp, đáng khen. Đúng rồi cô bé, cô tên là gì? Tới khai giảng thì cháu chính là sinh viên năm thứ hai, còn là cô bé à? Chú ơi, ánh mắt của chú hơi kém. Bớt lôi kéo làm quen đi, có chuyện gì mời nói thẳng, không có việc gì xin mời rời đi để cháu tranh thủ thời gian làm nốt hôm nay cho xong. Xem như bị hắn ta hại thảm, không ngờ thiết kế công trình dự án màn hình tinh thể lỏng lại phức tạp như vậy, khiến cháu bận nửa tháng còn chưa xong. Hừ, tìm được hắn ta, nhất định phải tính sổ với hắn. Vẻ mặt cô gái biến đổi liên tục, vừa mới yếu ớt đáng yêu lại biến thành tức giận bất bình, còn bạnh hàm ra, hiển nhiên là tức giận ai đó. Trần Phong toàn gặp người A dua nịnh hót mình, rất ít khi thấy một cô gái lộ ra bản sắc trước mặt mình,
lại nhớ tới đứa con gái nhỏ của mình nếu còn sống, cũng chừng tuổi cô gái này, có khi cũng xinh đẹp như vậy, ông không khỏi tràn đầy tình thương của người cha, thái độ vô cùng thân thiện. Cô bé đừng nóng giận, cho dù cháu là sinh viên năm thứ ba, thứ tư thì vẫn chỉ là cô bé trong mắt tôi. Tôi không phải người xấu, chỉ là muốn thỉnh giáo cháu một vấn đề, muốn biết bản vẽ phối cảnh này có phải cháu làm hay không. Cao Hải và Giang Thiên ngơ ngác nhìn nhau, không thể tin được thị trưởng luôn luôn nghiêm túc, mặt sắt, lại có thể có một mặt dịu dàng tình cảm như vậy. Nhìn vẻ thân thiện, tự ái lộ rõ trên mặt ông ta như vậy, đúng là một người cha rất yêu thương con cái. Đương nhiên là bản vẽ của cháu, không thấy cháu đứng ở đây bận rộn nửa ngày à. Ánh mặt trời hơi chói mắt, cô gái cầm lấy mũ làm quạt, lúc này mới có cơ hội cẩn thận đánh giá mấy người. Ánh mắt cô dừng lại trên người Trần Phong, đột nhiên sửng sốt, tuy nhiên lại đảo mắt như không có việc gì, mỉm cười hỏi. Các chú hỏi thăm việc này làm gì? Có phải là thấy cháu vẽ vất vả, muốn thưởng cháu một chai nước đúng không? Trần Phong gật đầu không chút do dự. Nói đúng, chú thấy cháu đứng làm việc cần cù vất vả dưới ánh nắng chói chang, hơn nữa còn nhỏ tuổi như vậy, thật rất đáng khen, cố ý tới tặng nước giải khát cho cháu. Vừa nói, Trần Phong vừa quay đầu liếc mắt với Giang Thiên. Giang Thiên không dám chậm trễ. Tôi đi ngay. Y lập tức vội vã chạy tới quán nước giải khát gần đó. Cô gái buông bút, trèo từ trên thang xuống. Nhìn mặt chú có vẻ hiền lành giống người tốt, lại tặng nước cho cháu, cháu còn đứng trên đó nói chuyện với chú chính là không lễ phép. Cô đứng trước mặt Trần Phong, duyên dáng yêu kiều như một nhành cây bách hợp, tươi mát mà ý nhị. Giang Thiên mua nước trở về, vốn định đưa trực tiếp cho cô gái, Trần Phong giơ tay nhận lấy, chủ động đưa về phía trước. Cô bé, cháu tên là gì? Cô gái nhận lấy nước, ngọt ngào nói một câu cảm ơn. Lại lắc đầu nói. Tên con gái không thể tùy tiện nói cho người xa lạ. Cao Hải ở một bên sốt ruột quá mức muốn dậm chân. Được thị trưởng nhớ tên là chuyện tốt mà bao nhiêu người tha thiết mơ ước, vậy mà cô gái này lại không thấy, thực sự khiến gã tức giận suýt nữa bật thốt ra thân phận của Trần Phong. Tuy nhiên thấy Trần Phong kiên nhẫn 10 phần nói chuyện với cô gái, gã cũng đánh mất ý nghĩ này. Lãnh đạo của mình khi nào thì nghiêm túc, khi nào thì ôn hòa, đó là việc của lãnh đạo. Là cấp dưới chỉ có tư cách bàng quan, không được phép nói gì. Nếu chẳng may nói một câu không đúng khiến lãnh đạo thật vất vả mới tâm tình tốt lên một chút lại nổi giận, ấn tượng về mình kém đi, vậy chính là tự vác đá đập chân mình. Giang Thiên cũng không có cách nào khác nhún vai, nhìn nhau cười với Cao Hải. Hai người đều lắc đầu, ngậm miệng thật chặt. Không nói thì thôi. Trần Phong vui vẻ như một người bề trên khoan dung rộng lượng, cũng tự uống một ngụm nước. Chỉ mấy cái ghế dựa cạnh chiếc thang. Nếu không chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Cô gái gật đầu một cái, trước hết chạy tới dùng một khăn lau sạch mấy cái ghế, sau đó theo thứ tự xếp ra. Trần Phong ngồi xuống không hề có chút hình tượng nào của thị trưởng, lại vẫy tay ra hiệu cho Cao Hải và Giang Thiên ngồi xuống. Hai người không dám ngồi cùng với thị trưởng, đành phải kéo ghế ra xa một chút, cách Trần Phong và cô gái chừng 2 thước, mới miễn cưỡng ngồi xuống. Cô gái mặc kệ tất cả. Thoải mái ngồi bên cạnh Trần Phong, uống một hơi hết chai nước, sau đó nhẹ nhàng đặt chai không vào thùng rác, lúc này mới hỏi. Chú, có phải chú cũng muốn mời nhà thiết kế? Đúng vậy, chú đúng là muốn mời một nhà thiết kế tài hoa có tầm mắt. Ánh mắt Trần Phong đảo qua bầu trời thành phố, biết thành phố Yến mới phát triển, còn rất nhiều phương diện đang thiếu người. Bản thân ông ta là thị trưởng, nếu có thể trong thời gian nhậm chức thay đổi được hoàn cảnh bẩn, loạn, thấp kém của thành phố Yến. Vậy cũng coi như không phụ với khát vọng và lý tưởng chính trị của mình. Vậy chú ngàn vạn lần không nên tìm cháu. Cô gái cười hì hì liên tục xua tay. Trình độ thiết kế của cháu rất bình thường, không đảm đương nổi trọng trách. Trần Phong ngạc nhiên hỏi. Bản vẽ thiết kế dự án màn hình tinh thể lỏng này rất khá, trình độ thiết kế cũng không bình thường. Theo chú thấy, không hề kém so với thiết kế của quảng trường thư giãn. Cô bé... Không phải cháu sợ chú lừa hoặc lo lắng chú không cho cháu thiết kế phí đó chứ? Chương 96, trái tim yêu tài của thị trưởng Trần. Cô gái cười khanh khách. Biết thiết kế và biết vẽ là hai khái niệm. Bản vẽ phối cảnh này đúng là do cháu vẽ, tuy nhiên thiết kế lại do người khác, không phải cháu không dám nhận công. Đột nhiên cô như tỉnh ngộ nhớ ra cái gì liền đứng lên. Quảng trường thư giãn, chú nói chính là quảng trường thư giãn ở phố Bắc Đại. Trần Phong gật gật đầu,
không rõ cô vì sao kích động như vậy. Chú cũng thật tinh mắt, cháu cũng bội phục chú. Cô bé dài giọng ra, chỉ vào bức tranh vẽ phối cảnh, nói. Trên bản vẽ có tên người thiết kế, người đứng vị trí số 1 ấy, cũng chính là người thiết kế quảng trường thư giãn. Đây đều là cùng một người. Trần Phong giật mình không nhẹ, đột nhiên đứng lên, ngưng thần nhìn thấy tên người thiết kế trên bản vẽ, lập tức giật mình kinh hãi. Tên người thiết kế không hề xa lạ đối với Trần Phong, Hạ Tưởng. Không ngờ lại là Hạ Tưởng. Vừa rồi mình còn nói người thiết kế dự án màn hình tinh thể lỏng còn có kỹ thuật cao hơn một bậc so với người thiết kế quảng trường thư giãn, đang cao hứng vì nhân tài thiết kế của thành phố Yến hóa ra đều ẩn trong dân gian, trong vòng một ngày phát hiện ra hai người, không ngờ rằng hóa ra cả hai lại cùng là một người, chính là cậu thanh niên tên là Hạ Tưởng. Trần Phong không kìm nổi cười. Cao Hải cũng thấy rõ tên Hạ Tưởng trên đó, nghĩ thầm rằng xem như tên Hạ Tưởng được lọt vào tai thị trưởng Trần, ấn tượng khắc sâu. Còn mạnh hơn rất nhiều so với những kẻ hao tổn tâm cơ mang đến niềm vui cho Trần Phong. Quả thật Hạ Tưởng rất may mắn, không, cũng không thể nói là may mắn, mà phải nói hắn có bản lĩnh thật sự. Cả hai nơi thiết kế đều lọt vào mắt xanh của thị trưởng Trần, để lại ấn tượng tốt đẹp cho thị trưởng Trần. Điều này khiến Trần Phong đang đau đầu vì không tìm thấy nhân tài thiết kế phải sáng ngời hai mắt. Đáng tiếc chính là, Hạ Tưởng không nên chạy tới huyện Bá Thâm Sơn cùng cốc làm gì. Nếu Hạ Tưởng có thể ở bên cạnh mình, lại xuất ra vài ý tưởng quan trọng, Trần Phong cao hứng lên, bước tiếp theo để bạt mình lên làm phó thị trưởng cũng không phải việc khó. Cao Hải âm thầm tiếc hận. Khác với Cao Hải đang âm thầm tiếc hận, lúc này Trần Phong thật sự động tâm yêu tài. Ông cũng biết vừa rồi là trùng hợp mà không phải là thủ hạ cố ý bố trí cho mình xem. Việc tới quảng trường thư giãn và tới nhà ga đều là do ông nhất thời hứng thú mà không hề có bố trí trước. Cho dù có người cố ý bố trí khiến ông ta chú ý tới hai nơi thiết kế nhưng nếu thiết kế không có hiệu quả xuất chúng thì cũng không thể khiến ông ta chú ý xem người thiết kế là ai. Có thể nói, cái tên Hạ Tưởng được nghe tới hai lần trong vòng một ngày và cả hai lần đều khiến Trần Phong ngạc nhiên vui mừng, khiến ông chân chính có ý nghĩ muốn gặp hắn một lần. Tào Thù Lê, tên dễ thương nhỉ, vậy chú gọi cháu là Thù Lê được chứ? Dưới tên Hạ Tưởng còn một cái tên nữa. Trần Phong tự nhiên đoán được chính là cô bé trước mặt này. Vậy là vẫn bị chú biết. Tào Thù Lê thè lưỡi, cũng đứng lên, chắp hai tay sau lưng, nói. Chú, cảm ơn nước của chú, tuy nhiên cháu còn phải làm việc, nếu không sẽ không kịp. Không tiếp chuyện với chú được nữa, tạm biệt. Cô bé vẫy tay, sau đó nhanh nhẹn trèo lên thang. Trần Phong hơi suy nghĩ một chút, vẫy tay với Tào Thù Lê trên thang. Thù Lê, cháu là bạn cùng học với Hạ Tưởng à? Cháu có biết cậu ấy hiện ở đâu không? Tào Thù Lê nghênh mặt, giả vờ suy nghĩ. Tuy rằng chú có hảo tâm tặng cháu một chai nước nhưng cháu vẫn không thể tiết lộ bí mật được. Về phần Hạ Tưởng đang ở đâu, rất xin lỗi, không thể báo cáo. Con bé quỷ quái. Trần Phong cười mắng một câu, bỗng nhiên lại ý thức được không đúng, dường như mình đang không giữ được hình tượng của thị trưởng trước mặt Cao Hải, liền kìm nụ cười lại. Được rồi, chú sẽ không ép buộc. Cô bé, tạm biệt. Đoàn người Trần Phong vừa mới đi, phía sau tấm biển ló ra một người, thò ra thụt vào nửa ngày, xác định đám người Trần Phong đã đi hẳn không còn thấy bóng dáng, lúc này mới thở phào một hơi. Chị, sao chị có thể nói với thị trưởng Trần như vậy? Tốt xấu gì người ta cũng là thị trưởng thành phố Yến, là quan phụ mẫu của trăm vạn dân thành phố Yến, tuy cũng là cấp sở nhưng quyền lực còn lớn hơn ba nhiều. Tào Thù Lê không cho là đúng lườm Tào Thù Quân một cái. Coi như em thức thời, vừa rồi không lộ diện, nếu không thì biết tay chị. À, ông ta chính là thị trưởng Trần. Chị đúng là không nhận ra, em cũng biết là chị luôn không xem tin tức của thành phố ta mà. Đừng giả bộ, chị gạt được người khác không lừa được em đâu, em còn không biết chị sao. Ánh mắt của chị đã bán đứng tâm tư giả bộ của chị rồi. Chị đã sớm biết ông ta là thị trưởng Trần. Chính là giả vờ không biết, đúng không? Tào Thù Quân tuy rằng không ăn mặc giống như Hạ Tưởng, mặc tây trang đeo caravat, mà là mặc áo phông bỏ ngoài quần, trông cũng coi như thuận mắt. Thật sự không phải. Tào Thù Tuệ vẻ mặt ấm ức, chân đá lung tung vào thang như thể bị ai ức hiếp. Ngay từ đầu đúng là chị không biết ông ta chính là thị trưởng Trần, sau đó nói chuyện được một lúc mới đột nhiên nhận ra, nghĩ thầm dù sao lúc trước thật sự không biết. Giờ đành phải giả vờ không biết cũng là không có gì. Thì ra là thế. Tào Thù Quân ra vẻ bừng tỉnh ngộ.
chị thật là thông minh, chị giả vờ không biết ông ta là ai, vậy sợ cái gì? Nếu thật sự ngay từ đầu đã nhận ra ông ta, gọi ông ta một tiếng thị trưởng Trần, vậy nói chuyện sẽ không tiện, không được tự nhiên. Nhà chúng ta đã có một vị quan liêu, ai còn muốn đối mặt nói chuyện với một vị quan liêu khác nữa chứ, đúng không nào? Đợi trong chốc lát lại không nghe được Tào Thù Lê trả lời, Tào Thù Quân ngẩng đầu đã thấy cô đang cầm bút, vẽ lên tên Hạ Tường. Cậu không khỏi ủ rũ nói. Được, không làm ảnh hưởng tới xuân tâm của chị đang nảy mầm, em tìm một chỗ mát mẻ ngồi đã. Khi nào xong bức vẽ thì gọi em. Cũng không biết Tào Thù Lê có nghe thấy Tào Thù Quân nói gì hay không, vẻ mặt đang hết sức chăm chú của cô đột nhiên hiện lên vẻ tươi sáng. Mặc kệ. Cũng không biết là cô nói Tào Thù Quân hay nói ai khác. Sau khi về tới phòng làm việc, Trần Phong ngồi xuống trầm tư một lúc lâu, bảo Giang Thiên gọi Cao Hải tới. Cao Hải biết Trần Phong tìm mình là chuyện gì, vừa vào phòng liền tươi cười nói. Thị trưởng Trần, đã điều tra ra, Tào Thù Lê là con gái của Tào Vĩnh Quốc, sinh viên đại học năm thứ nhất học viện kiến trúc, sau khai giảng chính là sang năm thứ hai. Tào Vĩnh Quốc. Trần Phong nhất thời không nhớ ra Tào Vĩnh Quốc là ai. Cao Hải không mất thời cơ nhắc nhở một câu. Giám đốc Sở Xây Dựng Đô Thị Tỉnh. Hai mắt Trần Phong sáng lên, Giám đốc Sở Xây Dựng Đô Thị Tỉnh không phải là loại cán bộ chuyên về kỹ thuật sao? Trong đầu ông ta chợt lóe lên một ý niệm, vội hỏi. Cao Hải, mau tìm giúp tôi lý lịch Tào Vĩnh Quốc. Cao Hải không rõ vì sao đột nhiên Trần Phong lại sinh ra hứng thú với Tào Vĩnh Quốc. Tuy nhiên cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng gọi điện thoại cho Cục trưởng Cục Xây dựng Đô thị Thành phố, yêu cầu tư liệu của Tào Vĩnh Quốc. Không tới 10 phút sau, lý lịch của Tào Vĩnh Quốc liền được đặt trên bàn làm việc của Trần Phong. Quả nhiên là một lãnh đạo chuyên về kỹ thuật, đi lên từ cơ sở, kỹ thuật viên, chủ nhiệm hạng mục, giám đốc chi nhánh, rồi đến tổng giám đốc công ty, cuối cùng lên tới giám đốc Sở Xây dựng Đô thị. Tào Vĩnh Quốc thật đúng là một chuyên gia, loại hình cán bộ mà Trần Phong thưởng thức nhất. Trần Phong lộn qua lộn lại xem tài liệu về Tào Vĩnh Quốc vài lần, ý niệm trong đầu ngày càng mãnh liệt tới mức ông ta gần như không kìm nổi lập tức cầm lấy điện thoại gọi đi. Bí thư Lộ, tôi là Trần Phong. Lần trước nói về việc chọn người thay thế phó thị trưởng thường trực bị bệnh xin nghỉ, hiện tại tôi có một người muốn gặp mặt thảo luận với ngài một chút. Vậy tốt lắm, tôi chờ điện thoại của ngài. Chương 97, qua lại giữa người với người trong quan trường. Cao Hải ở một bên nghe vậy mí mắt nhảy mấy lần, hoảng hốt suýt nữa đứng thẳng cũng không xong, nhưng nhìn ánh mắt của Trần Phong vẫn không có gì khác biệt so với lúc bình thường, lập tức khiến Cao Hải mất đi ảo tưởng trong lòng. Gã vừa mới thăng lên làm trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố, không có khả năng lại thăng tiếp lên làm phó thị trưởng, về sau cho dù có thăng thêm nửa cấp cũng không có khả năng một khóa đã lên làm phó thị trưởng thường trực. Thành phố Yến là tỉnh lỵ, thành phố cấp phó tỉnh. Phó thị trưởng thường trực từ trước tới giờ đều là thường ủy thành ủy. Trần Phong đang vui sướng vì có được thu hoạch ngoài ý muốn, không chú ý thấy vẻ khác thường của Cao Hải, viết lên giấy hai chữ, lại vẽ mấy vòng bao quanh, nói. Anh nói Hạ Tường đang làm thư ký ở huyện Bá cho bạn cùng học của anh là Lý Đinh Sơn. Không đợi Cao Hải trả lời, Trần Phong lại nói tiếp. Có thể điều Hạ Tường lại đây không? Cậu ta là một nhân tài, đặt ở huyện Bá lãng phí quá. Để cậu ta đi theo tôi, có thể trước hết tới tổ lãnh đạo cải tạo thôn Nội Đô làm một trợ thủ. Hơi khó khăn. Cao Hải cũng không giấu giếm, ăn ngay nói thật. Cậu ta không muốn rời khỏi Lý Đinh Sơn, muốn làm ở cơ sở trước. Trước kia tôi cũng đã lộ ra ý tứ này với Đinh Sơn nhưng Đinh Sơn không đồng ý. Mấu chốt là Hạ Tưởng chỉ muốn đi theo Lý Đinh Sơn. Cậu ta xem trọng bạn học cũ của anh vậy à? Năm nay Lý Đinh Sơn 40 tuổi. Muốn lên tới cấp sở không phải là không có khả năng, tuy nhiên khó khăn cũng không nhỏ. Hạ Tưởng dựa vào cái gì mà chỉ muốn đi theo anh ta? Người thanh niên này, hơi thú vị, không, là khá thú vị. Trần Phong thích nói chuyện thẳng thắn trực tiếp, liền cầm lấy điện thoại. Tôi không biết ai ở huyện Bá nhưng ở thành phố Chương Trình thì có người quen. Để tôi gọi một cuộc điện thoại hỏi tình huống một chút. Tôi không tin sinh viên thành phố Yến đi ra ngoài còn có thể cự tuyệt triệu tập của nhân dân thành phố Yến. Trần Phong cũng không kiêng dè Cao Hải, trực tiếp gọi điện thoại. Trưởng Ban Vương, tôi là Trần Phong. Ha ha, không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho anh sao? Được rồi, không vòng vo với anh nữa, tôi muốn hỏi thăm anh một người, cậu ta công tác ở huyện ủy huyện Bá, tên là Hạ Tường,
Tháng 8 ở huyện Bá, trời cao mây nhạt, so với sự nóng bức của thành phố Yến thì khí hậu trong lành, mát mẻ, sảng khoái ở đây khiến Hạ Tưởng say mê. Đương nhiên say mê chỉ là cảm giác trong nháy mắt vì đại bộ phận thời gian, hắn đều kiên nhẫn chờ đợi tin tức từ thủ đô truyền tới. Vẫn chậm chạp không có tin tức xác thực về làng du lịch Tam Sơn, hắn và Lý Đinh Sơn đều ít nhiều có điểm lo lắng. Lo lắng là lo lắng nhưng công tác bình thường vẫn phải triển khai. Bởi vì lần trước bị Lưu Hà uy hiếp ở xã Cổ Trại, Lý Đinh Sơn mượn cơ hội triển khai hoạt động chỉnh đốn trị an, khiến trưởng phòng công an huyện Vương Quan Thanh bận rộn tới sứt đầu mẻ trán. Đồng thời Lý Đinh Sơn còn thừa dịp một phó phòng công an huyện về hưu, thông qua Trịnh Khiêm đề xuất chọn người làm phó phòng công an, xem như bán cho Trịnh Khiêm một lần mặt mũi. Đánh cờ chính trị không nhất định nơi nào cũng đều xếp người nhà vào, chỉ cần ở thời khắc mấu chốt lôi kéo một phương, chèn ép một phương, là có thể biểu hiện đầy đủ ý chí quyền lực, có thể chậm rãi nắm quyền chủ động trong tay. Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có ích lợi vĩnh viễn, những lời này phóng tới quan trường cũng có thể áp dụng. Kỳ quái chính là, trong việc đề bạt phó trưởng phòng công an huyện, một vị trí mấu chốt như vậy mà Lưu Thế Hiên lại không tỏ thái độ, Hoàng Bằng Phi là trưởng ban tổ chức cán bộ, tuy rằng không có minh xác tỏ vẻ ủng hộ, cũng giơ tay đồng ý, khiến Lý Đinh Sơn không hiểu chút nào, không rõ vì sao Lưu Thế Hiên không tranh thủ một chút, đề xuất người của mình vào. Sau đó phó phòng mới đề bạt là Triệu Thường Dũng mang lễ vật tới cảm tạ Lý Đinh Sơn cũng không khách khí, nhận lễ vật. Cuối cùng Triệu Thường Dũng vô cùng vui vẻ đi về, cho rằng bí thư Lý nhận lấy lễ vật tức là chính thức tiếp nhận mình, từ nay về sau tự cho mình là người của bí thư Lý và phó bí thư Trịnh. Hạ Tưởng đoán ở sự tình Trương Tín Dĩnh, giữa Lưu Thế Hiên và Trương Thục Anh khẳng định có tranh chấp. Khi Trương Thục Anh rời khỏi huyện Bá cũng không nói, Lý Đinh Sơn cũng sẽ giả vờ không biết cô đến. Hiện tại cô ta đã đi gần một tuần nhưng Lưu Thế Hiên vẫn không hề có động tĩnh. Có lẽ là hai người vẫn chưa đàm luận xong, chưa đạt thành thỏa hiệp. Hạ Tưởng cũng không thèm để ý, nếu Lưu Thế Hiên muốn thi thố sự kiên nhẫn với họ, vậy xem ai kiên nhẫn hơn. Hạ Tưởng cũng không sốt ruột đối với việc mình có được đề bạt lên làm phó phòng hay không. Dù sao hắn tới huyện Bá thời gian còn ngắn, nếu cứng rắn đề bạt cũng không phải là không thể, nhưng sẽ dễ bị người ta nói ra nói vào. Cho nên Lý Đinh Sơn nói trong vòng nửa năm sẽ đề bạt hắn lên làm phó phòng. Ngược lại hắn còn khuyên Lý Đinh Sơn không cần nóng vội, cứ chờ đúng thời cơ mới ra tay, không nên cứng rắn, mạnh mẽ nâng cao, làm không tốt lại chữa lợn lành thành lợn què, ngược lại tự tổn hại ích lợi bản thân. Lý Đinh Sơn không nói gì, hiển nhiên là đồng ý với lời Hạ Tưởng, bởi vì Hạ Tưởng đã buộc chặt với Trương Tín Dĩnh, nếu đề bạt thì cùng đề bạt, nếu không thì cùng đề nguyên. Lợi và hại của việc đề bạt hay không đề bạt đều phân tích vô cùng rõ ràng, chỉ cần lấy việc của Trương Tín Dĩnh ra làm. Không lo Trương Thục Anh không quan tâm. Chỉ cần Trương Thục Anh nhúng tay việc này, tất nhiên sẽ nói điều kiện với Lưu Thế Hiên, thành hay không đều tạo ra vết rách giữa hai người đó. Đề bạt một Trương Tín Dĩnh, nhân tiện đề bạt Hạ Tưởng, đồng thời lại mai phục một mầm mống bất hòa giữa Lưu Thế Hiên và Trương Thục Anh, tính thế nào cũng là một vụ làm ăn vô cùng có lợi. Cho nên bọn họ cũng không cần gấp gáp, người gấp gáp chính là Trương Thục Anh, tức giận chính là Lưu Thế Hiên, mồi lửa chính là Trương Tín Dĩnh. Tuy nhiên Đỗ Song Lâm vẫn cần phải an ủi, Hạ Tưởng cũng đã từng tiếp xúc vài lần. Đỗ Song Lâm sống ra thành tinh, sau vài lần nói chuyện, Hạ Tưởng mới chậm rãi hiểu được vì sao ông ta luôn luôn ở phái trung gian, vì sao không có ý định ngả theo Lý Đinh Sơn. Có một lần hắn được Đỗ Song Lâm mời về nhà làm khách, quen biết vợ Đỗ Song Lâm là Phùng Vân mới nói một câu lộ ra thiên cơ. Thư ký Hạ, lão Đỗ và tôi đều già rồi, về sau thiên hạ chính là của thanh niên các cậu. Phùng Vân công tác ở bệnh viện huyện, tuy rằng chỉ là phó viện trưởng xếp hạng phía sau quản lý hậu cần nhưng trong tay cũng có chút quyền lực, tướng mạo hơi già, ăn mặc khá gọn gàng. Cô bưng một đĩa hoa quả lên, quan tâm hỏi. Cha mẹ cậu còn khỏe chứ? Ở nhà còn người thân nào không? Tình cảm giữa người với người cứ dần bồi dưỡng trong những câu hỏi thăm, tán gẫu về việc nhà. Hạ Tưởng nhận hoa quả, nói. Dì không cần vất vả, cháu cũng không phải người ngoài, không cần khách khí. Cha mẹ cháu đều khỏe, trong nhà còn một cậu em trai. Phùng Vân thở dài, hâm mộ nói. Người ta vẫn nói nuôi con phòng khi tuổi già, cha mẹ cậu thật may mắn, ít nhất bên cạnh còn có một đứa con. Thằng con trai thối của tôi thì đáng chê trách, sau khi tốt nghiệp đại học cứ nằng nặc ở lại thành phố Yến, nói gì cũng không chịu quay về huyện Bá, ngay cả thành phố Trương Trình cũng không thèm.
cậu bảo thế gọi là gì? Nam nhi trí ở tứ phương, nhưng cũng phải suy xét cảm thụ của cha mẹ một chút đúng không nào? Lão Đỗ nói, chờ sau khi ông ấy về hưu, chúng tôi sẽ đến ở cùng với con ở thành phố Yến, nhưng thành phố Yến không thể so với huyện Bá được, làm sao sinh hoạt tốt bằng được chứ? Con tôi tâm tư cao ngất, cảm thấy có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình vươn lên ở thành phố Yến. Thành phố Yến là nơi nào? Là tỉnh lỵ, nhân tài đông đúc, một sinh viên rất bình thường, muốn vươn lên quá khó khăn. Bà lại nói lung tung gì thế? Tôi và thư ký Hạ nói chuyện chính sự, sao bà lại nói loạn vậy? Mau đi sang một bên, mua chút đồ ăn, rượu ngon, trưa nay chúng tôi uống một chút. Đỗ Song Lâm đỏ mặt, nói oang oang đẩy Phùng Vân chạy ra ngoài. Chương 98, phiền não của Lưu Hà. Hạ Tưởng nghe vậy hiểu ý, Đỗ Song Lâm ngại mất mặt không muốn mở mồm liền mượn mồm vợ nói ra. Rốt cuộc xuất thân là giáo sư, vẫn còn một ít khí tiết, có lẽ cũng là nghe thấy Phùng Vân nói quá rõ ràng nên trên mặt vẫn có điểm ái ngại. Hạ Tưởng giả vờ không phát hiện, thuận miệng chuyển đề tài, một lát sau mới giả bộ đột nhiên nhớ ra điều gì, hỏi. Trưởng ban Đỗ chỉ có một cậu con trai thôi à? Con trai Đỗ Song Lâm là Đỗ Đồng Quốc mới tốt nghiệp Đại học Sư phạm tỉnh Yến hệ Trung Văn, không muốn quay về thành phố chương trình, càng không muốn quay về tới huyện Bá, muốn ở lại thành phố Yến công tác. Đỗ Song Lâm chỉ là một trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, nếu tại thành phố chương trình còn có chút quan hệ, tại thành phố Yến lại không quen biết ai, càng không có năng lực an bài tiền đồ cho Đỗ Đồng Quốc. Cũng may Đỗ Đồng Quốc cũng coi như hơi có năng lực, dám dựa vào bản lĩnh thật sự thông qua được phỏng vấn của báo Triều tỉnh Yến, trở thành một phóng viên thực tập. Lý Đình Sơn nghe được Hạ Tưởng thuật lại chuyện ở nhà Đỗ Song Lâm, cười ha hả nói. Việc khác không dám nói nhưng nếu là truyền thông của thủ đô và tỉnh Yến thì rất ít người mà tôi không biết. Tổng biên tập của báo Triều tỉnh Yến và tôi cùng huấn luyện ở thủ đô, cũng coi như nửa bạn học, quan hệ cũng ổn. Để tôi gọi điện thoại nói một chút. Vài ngày sau, Hạ Tưởng tình cờ gặp Đỗ Song Lâm ở cửa tòa nhà huyện ủy, Đỗ Song Lâm vẻ mặt kích động, vô cùng nhiệt tình mời Hạ Tưởng ăn cơm. Hạ Tưởng thấy mọi người đều nhìn vào đành phải đáp ứng. Bởi vì cao hứng, sau vài chén rượu, Đỗ Song Lâm nói nhiều lên một chút, Hạ Tưởng nghe liền hiểu ra. Kỳ thực tập của Đỗ Đồng Quốc vốn là 3 tháng, đột nhiên bởi vì có một bài tin tức được tổng biên tập khen ngợi, liền được chuyển chính thức luôn, xem như chính thức tiến nhập báo Triều tỉnh Yến. Vừa lúc Lưu Thế Hiên và Hoàng Bằng Phi đứng ở cửa tòa nhà huyện ủy, ánh mắt âm trầm nhìn Hạ Tưởng và Đỗ Song Lâm một trước một sau đi ra khỏi tòa nhà huyện ủy. Hai người liếc nhau, đều theo ánh mắt đối phương nhìn thấy một tia cảnh giác. Hoàng Bằng Phi thấy xung quanh không có ai liền nói nhỏ. Thư ký nhỏ của bí thư Lý thực sự có thủ đoạn, xem ra lão Đỗ đã đứng thành hàng. Lưu Thế Hiên bất mãn nói. Bọn họ có thể lật trời sao? Trịnh Kiêm sẽ không đứng chung một chỗ với họ, còn cả chủ tịch huyện Thạch vẫn không biểu lộ thái độ, cũng khiến Lý Đinh Sơn e dè 3 phần. Sự tình Trương Tín Dĩnh làm sao bây giờ? Hoàng Bằng Phi hơi lo lắng hỏi. Mấy lần phó trưởng ban Trương gọi điện thoại cho tôi gây áp lực, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Phó chủ tịch huyện Lưu, anh nghĩ biện pháp xem. Cô ta chẳng làm gì được cả. Lưu Thế Hiên quay đầu lại nhìn lên cửa sổ đóng chặt của phòng Lý Đinh Sơn, lạnh lùng cười. Lý Đinh Sơn muốn ngồi một chỗ ngựa ông thủ lợi, chúng ta liền thi với hắn xem ai kiên nhẫn hơn, xem ai trầm tĩnh hơn. Trương Thục Anh giao cho tôi ứng phó. Không tin là cô ta dám trở mặt. Hoàng Bằng Phi đành phải vẻ mặt đau khổ đáp ứng, trong lòng thầm nhủ, ngày nào Trương Thục Anh cũng gọi điện thoại cho tôi mà không gọi cho ông. Cô ta vừa đấu với ông, vừa kêu gọi tôi, khiến tôi bị cả hai bên ép, thật khổ. Tuy nhiên y lại không dám nói thẳng ra, đành phải bất đắc dĩ liếc Lưu Thế Hiên, nghĩ thầm không cho là đúng. Chẳng phải chỉ là một phó phòng thôi sao? Bí thư Lý thực sự muốn đưa ra thảo luận, ông cứ không cho hội nghị thường ủy thông qua. Về sau bí thư Lý cũng không có biện pháp đè ông, chẳng lẽ còn để lộ mâu thuẫn ra ngoài. Lưu Thế Hiên tâm tình buồn bực về tới nhà, vừa vào cửa đã thấy Lưu Hà và Dương Bối đang ngồi ở phòng khách, Lưu Hà hổn hển nói. Ba, chuyện xấu, thằng danh Hạ Tưởng rất láo, dám bắt nạt con. Sáng sớm nay Lưu Hà đến xã cổ trại tìm người lấy nấm khẩu bắc và giao quyết. Trước kia chỉ cần cho Hoàng Hải một điếu thuốc là Hoàng Hải liền nhiệt tình đi lấy. Vậy mà không ngờ lần này lại không hề có vẻ gì hứng thú, khiến Lưu Hà rất căm tức bắt buộc phải hào phóng ném cho Hoàng Hải 2 điếu thuốc. Kết quả là Hoàng Hải không thèm nhìn, trả lại 2 điếu thuốc cho y, còn hầm hừ nói.
hai điếu thuốc mà cũng là hào phóng à, tiểu hạ người ta một lần cho hẳn hai bao. Kết quả có thể nghĩ, Lưu Hà cực kỳ cảnh giác liền cưỡng bức lợi dụ đối với Hoàng Hải, cuối cùng Hoàng Hải không chịu nổi sự hấp dẫn của hai bao thuốc lá ngon từ Lưu Hà, liền kể lại rành mạch hành động của đám người Hạ Tưởng ra. Tuy rằng Hoàng Hải cũng không biết thân phận đích thực của Hạ Tưởng, chỉ biết hắn họ Hạ, nhưng Lưu Hà không ngốc, chỉ hơi động não liền đoán được Hạ Tưởng dẫn người tới có chủ ý với nấm khẩu bắc và giao quyết. Mặc dù Hạ Tưởng luôn luôn không hé mồm chút nào trước mặt Hoàng Hải, cũng tận lực biểu hiện như người thành phố thích du lịch, ít nhất hắn cũng thành công mê hoặc Hoàng Hải, nhưng Lưu Hà biết Hạ Tưởng là ai, hơn nữa y vẫn coi Cổn Long Câu là vườn hoa sau nhà của mình, sao có thể để người khác nhúng vào chứ? Huống chi người khác lại là Hạ Tưởng. Lưu Hà ở huyện bá kinh doanh không ít phòng khiêu vũ, khách sạn đều bị y nắm cổ phần, tuy nhiên đối với y, tuy rằng nấm khẩu bắc và giao quyết ở Cổn Long Câu không kiếm được nhiều lắm nhưng thắng ở năng nhặt chặt bị, là kinh doanh không cần vốn. Cho nên vừa mới nghe Hạ Tưởng dẫn hai người tự mình tới Cổn Long Câu xem xét thực địa, y biết rằng sự tình không đơn giản như Hoàng Hải nói. Thật sự nếu thích tự mình ăn, sao phải lao lực tới tận nơi xem nguồn trồng thế nào? Ai ăn trứng gà lại tò mò tới tận nơi xem gà đẻ chứ? Lưu Hà ý thức được đã xuất hiện vấn đề. Chẳng lẽ là Hạ Tưởng muốn nhúng tay vào kinh doanh nấm khẩu bắc và giao quyết? Vừa nghĩ tới điểm này, lại tưởng tượng ra Hạ Tưởng cướp lấy Dương Bối từ tay mình, Lưu Hà liền như đứng đống lửa, như ngồi đống than, rốt cuộc không lòng dạ nào ở lại xã cổ trại nữa, như lửa đốt mông kéo Dương Bối về nhà. Lưu Thế Hiên nửa ngày không nói gì. Lão ngồi trên sofa, tùy tay mở tivi, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lưu Hà biết Lưu Thế Hiên đang suy tính thì có thói quen thích nghe tivi, cũng không quấy rầy lão, kéo Dương Bối ở một bên thì thầm. Một lát sau, Lưu Thế Hiên tắt tivi, nhìn Dương Bối hỏi. Sao cháu không đi làm? Dương Bối đỏ mặt, co quắp bất an không dám nhìn thẳng vào mắt Lưu Thế Hiên, đang muốn nói thì Lưu Hà ở một bên vội giải thích. Ba, đơn vị của Dương Bối cũng không có chuyện gì làm, vừa lúc con tính nhờ ba giúp cô ấy điều tới trong cơ quan, huyện ủy hoặc là ủy ban nhân dân huyện đều có thể. Dương Bối tốt nghiệp đại học liền được phân tới phòng lương thực huyện bá để công tác. Bởi vì nông nghiệp huyện bá không phát đạt, phòng lương thực gần như không có việc gì để làm. Trước khi quen Lưu Hà, mẹ của Dương Bối là Ngưu Hồng Muội chỉ là một phó trưởng phòng văn hóa, năng lượng có hạn, chỉ có thể để cho Dương Bối ngoan ngoãn ngồi làm việc qua ngày tại phòng lương thực. Sau khi quen biết Lưu Hà, Ngưu Hồng Muội tự cho là đã dựa được vào một cây đại thụ liền mỗi ngày đều cổ động Dương Bối, nói cô kích Lưu Hà, để Lưu Thế Hiên ra mặt giúp cô bố trí vào làm ở cơ quan chính phủ. Dương Bối cảm thấy, thứ nhất là cả ngày mẹ nói mãi không để yên, thứ hai là cũng cảm thấy Lưu Thế Hiên là thường ủy huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện, an bài một người vào cơ quan không phải chỉ là một câu nói sao. Bởi vậy cô liền quấn quýt lấy Lưu Hà đòi đổi công việc. Tuy rằng Lưu Hà thích Dương Bối nhưng y vẫn cảm thấy Dương Bối chưa đủ thiệt tình với mình liền hàm hồ không chịu đáp ứng. Ai ngờ không lâu trước đây đột nhiên xuất hiện Hạ Tưởng, khiến y biết hóa ra người tâm phúc bên cạnh bí thư huyện ủy chính là mối tình đầu của Dương Bối. Y vừa hận vừa sốt ruột, mấy lần muốn cứng rắn cưỡng ép Dương Bối chết sống không chịu nghe, nói phải sau khi kết hôn mới cho, còn thề son sắt rằng mình là xử nữ gái trinh, nguyên si chưa ai động vào. Lưu Hà nửa tin nửa ngờ, vẫn chưa hoàn toàn tin hẳn nhưng cũng để tâm một chút vấn đề Dương Bối muốn đổi công việc, liền tìm cơ hội nói một câu với Lưu Thế Hiên. Chương 99, ai bị lừa? Lưu Thế Hiên không rõ lắm khúc mắc trong đó. Lão đang căm tức vì Lý Đinh Sơn mượn Trương Thục Anh làm loạn thế cục, lại nghe thấy Hạ Tưởng muốn nhúng tay vào kinh doanh nấm khẩu bắc và giao quyết, lại tức giận đến nổi trận lôi đình. Vậy mà vào thời khắc mấu chốt, Lưu Hà lại còn muốn lão an bài công tác cho Dương Bối. Nếu hiện tại lão mở miệng đưa ra đề xuất, chẳng phải là tương đương với việc cố ý nhảy vào cạm bẫy mà Lý Đinh Sơn đã bày sẵn sao? Vì sao lão không mở miệng trước việc của Trương Tín Dĩnh, chính là không muốn Lý Đinh Sơn nắm quyền chủ động? Mày cho là huyện ủy ủy ban nhân dân huyện do nhà chúng ta mở à? Nói muốn đưa ai vào là đưa à? Chẳng lẽ các thường ủy khác đều là trang trí sao? Lưu Thế Hiên bốc lửa quát lên, bất mãn trừng mắt nhìn Lưu Hà, lại không hài lòng nói với Dương Bối. Mặc kệ công tác ở đâu đều phải có thái độ nghiêm túc, tối thiểu không đi muộn về sớm. Thái độ công tác nghiêm chỉnh là yêu cầu làm người cơ bản nhất. Nói khá nặng khiến Dương Bối hai mắt ngập nước, mặt sưng lên đỏ ửng, ấp úng mãi nói không ra lời, cuối cùng nói một câu như mũi kêu.
cháu sai rồi, chú Lưu, cháu đi làm đây. Cũng không chào Lưu Hà, cô đẩy cửa đi ra, kìm chế tiếng khóc chạy xuống lầu. Lưu Hà muốn đuổi theo lại bị Lưu Thế Hiên quát lớn. Ngồi xuống. Lưu Hà sợ phát run, không tình nguyện dừng lại nói. Ba, sao ba lại nghiêm khắc như vậy với Dương Bối? Cô ấy là phụ nữ, tâm lý yếu, ba làm cô ấy sợ. Lưu Thế Hiên lắc đầu thở dài một hơi. Ba đã nhiều lần nói với con, ta không thích Dương Bối, chính là vì nó rất không có chủ kiến, nói chuyện làm việc đều tuyệt đối không thoải mái, không phóng khoáng. Ba không rõ con thích nó ở điểm nào, bộ dạng nó coi như xinh đẹp, nhưng con gái chỉ xinh đẹp không thôi là chưa đủ. Cho dù nó không thể trợ giúp gì con trong sự nghiệp thì ít nhất cũng phải giữ thể diện được cho con chứ. Con nói đi, Dương Bối như thế này, gặp chút việc nhỏ đã nói đi là đi, một chút lễ phép đều không có, sao có thể làm con dâu Lưu gia chúng ta? Lưu Hà không phục, than thở nói. Ba cũng không biết là ba đáng sợ tới mức nào đâu. Đừng nói Dương Bối, ngay cả con là con đẻ của ba mà chỉ cần ba trừng mắt, vỉnh dâu lên là con sợ tới phát run. Mình hung hăng như một con hổ vậy mà còn trách người khác nhát gan. Con chưa thấy đạo lý nào như vậy bao giờ. Lưu Thế Hiên bị Lưu Hà chọc cười một cách vô lại, không có cách nào khác là cười khan mấy tiếng, mới vỗ sofa nói. Ngồi xuống, thương lượng kỹ chuyện hạ tưởng một chút. Lưu Hà thành thật ngồi xuống bên cạnh Lưu Thế Hiên. Ba có ý tưởng gì không? Lưu Thế Hiên trầm tư, trong lòng có chút chủ ý, tự tin mỉm cười. Con cứ làm mãi như vậy cũng không phải là biện pháp, một ngày nào đó sẽ bị người khác vượt qua, chiếm mất. Vừa lúc Hà Tưởng muốn có chủ ý với Cổn Long Câu, chúng ta sẽ không cho hắn vừa lòng đẹp ý. Con tìm một người tin cậy, đăng ký một công ty, sau đó đề xuất với huyện nhận thầu núi hoang, cho Cổn Long Câu vào trong phạm vi con nhận thầu. Chúng ta phải thu lấy tài nguyên miễn phí đó một cách hợp pháp. Vẫn là ba lợi hại, già dơ thành tinh. Lưu Hà vui vẻ ra mặt, cao hứng liên tục gật đầu. Đúng, chỉ cần chúng ta nhận thầu Cổn Long Câu, Hạ Tưởng còn có chủ ý quỷ quái gì cũng chỉ có thể mở mắt trông mong, có thể nhìn mà không thể ăn. Nói bậy bạ cái gì đấy? Đây gọi là kế cao một bậc, sao lại bảo là già dơ thành tinh? Mày muốn mắng ba phải không? Thằng khốn này! Lưu Thế Hiên cười đấm Lưu Hà một quả, sắc mặt lại âm trầm xuống. Nếu Hạ Tưởng đi Cổn Long Câu xem xét, Lý Đình Sơn khẳng định cũng biết chuyện này, xem ra, phải có chút nhượng bộ trong chuyện khác, nếu không hắn cũng sẽ không đáp ứng. Ba phải nghĩ biện pháp không cho Hạ Tưởng được đề bạt lên. Nếu để nó còn trẻ tuổi như vậy đã là cấp phó phòng, vậy về sau chẳng phải là còn tăng lên rất cao nữa hay sao? Càng tức giận hơn là thằng danh đó lại chính là mối tình đầu của Dương Bối. Mẹ nó, ai biết rốt cuộc nó và Dương Bối phát triển tới bước nào rồi chứ? Cứ tưởng tượng lại khiến con hận ngứa cả răng, chỉ muốn thu thập nó một chút. Gấp cái gì, Lý Đình Sơn không phải nói còn nhiều thời gian sao? Bọn họ chỉ cần ở huyện bá một ngày, phải bất cứ lúc nào cũng để phòng bị chúng ta đâm một dao sau lưng. Để ba suy nghĩ kỹ một chút, chọn một kế sách vẹn toàn, vừa không cho Hạ Tưởng đề bạt phó phòng, mà chúng ta lại thu được Cổn Long Câu. Đang cùng nhau ăn trưa với Cổ Hợp thì Hạ Tưởng nhận được một cuộc điện thoại kỳ quái. Hai người đang ăn mì, nóng tới mức đầu đầy mồ hôi thì di động đổ chuông. Hạ Tưởng luống cuống chân tay vội tìm một chiếc khăn tay lau, cũng không nhìn dãy số mà bấm nghe luôn. Có nhớ em không? Một giọng nói truyền đến ngọt như mía lùi. Hạ Tưởng vẫn còn một chút mì trong mồm, suýt nữa thì bị nghẹn, ho khan mấy tiếng mới nói. Cô là ai? Tôi là ai? Ai nhớ ai? Cổ Hợp ở phía đối diện đang ăn mì phải xì một tiếng bật cười, vừa lúc một miếng ớt lọt vào trong họng, cay tới mức chảy nước mắt, vội vàng chạy đi tìm nước để dịu bớt, còn không quên hung hăng lườm Hạ Tưởng một cái, tức giận hắn không nên chọc cười trong lúc ăn. Giọng nói bên kia lại biến thành chanh chua. Thật là, ngay cả em mà cũng quên. Thật hay giả thế, em là bạn gái anh mới quen, sao chỉ chớp mắt đã không nhớ vậy? Có phải quen quá nhiều bạn gái nên quen một người mới lại quên mất một người cũ hay không? Tán phét như vậy cũng coi như trợ giúp tiêu hóa sau khi ăn no. Hạ Tưởng vui vẻ cười nói. Đúng rồi, em thật đúng là thông minh, đoán trúng ngay. Tuy nhiên anh vẫn rất ngạc nhiên. Giọng nói của em rất đặc sắc. Nếu em thực sự là bạn gái trước kia của anh nhất định còn có chút ấn tượng, nhưng vì sao hiện tại ngay cả một ly ấn tượng cũng không có?
việc này chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Vấn đề gì? Đối phương cất cao giọng, Hạ Tưởng vui vẻ, bị lừa rồi. Chính là bộ dạng của em rất xấu, muốn tiếp cận anh nhưng kết quả là không thành công, cho nên không thể xem em như bạn gái trước kia của anh được, chỉ có thể xem như một trong vô số những cô gái xấu xí thầm yêu mến anh, là người thương tâm nhất. Đi chết đi. Đối phương hung hăng cắt điện thoại. 3 giờ chiều, Hạ Tưởng đang chỉnh sửa lại một tài liệu thì di động đổ chuông, thấy là một số di động xa lạ. Hắn suy nghĩ một chút rồi bấm nghe. Giọng nói trong trẻo của Tào Thù Lê vang lên bên tai. Hạ Tưởng, anh có nhớ em không? Em nhớ anh muốn chết. Hạ Tưởng hoảng sợ, khẩn trương hạ giọng nói. Cô bạn Thù Lê, xin chào. Có chuyện gì cần anh hỗ trợ cứ thoải mái mở miệng, đừng quanh co lòng vòng. Đáng ghét, anh chẳng biết đùa chút nào cả. Giọng nói oán giận của Tào Thù Lê nghe ngọt ngào như dòng nước mát. Anh không thể giả vờ một chút hoặc là ứng phó với em được sao? Đừng nghĩ em không tốt như vậy chứ. Dường như em không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho anh vậy. Chương 100, hoan nghênh đến huyện bá làm khách. Có vết xe đổ buổi trưa, Hạ Tưởng không thể không cẩn thận. Hắn cũng biết Tào Thù Lê kỳ thật là một cô gái rất thông minh, thật thật giả giả làm người ta không biết thế nào mà lần, phải cẩn thận ứng phó, nếu không cẩn thận suy xét lời cô nói, sẽ bị cô trêu đùa. Cũng tốt, vậy em nói xem, nhớ anh vì cái gì? Hạ Tưởng liền thuận theo Tào Thù Lê hỏi. Em nhớ anh nhiều điểm, ví dụ như khi em vẽ bản đồ, bị số liệu làm cho đau đầu, lại nghĩ nếu anh ở bên cạnh thì em sẽ thoải mái rất nhiều. Lại có lần em đứng dưới mặt trời chói chang ở quảng trường ga vẽ phối cảnh, lại nghĩ nếu anh ở đó thì loại công việc khổ sở như vậy kiểu gì cũng không tới lượt em ra tay, đúng không nào? Còn nữa, khi em tới thị trấn huyện bá không tìm thấy đường, lại nghĩ Hạ Tưởng cũng không ra ngoài nghênh đón em, để em một mình đi loạn trong thị trấn, chẳng lẽ không sợ em bị lạc sao? Qua điện thoại, Hạ Tưởng thậm chí có thể tưởng tượng ra được Tào Thù Lê đang giơ tay chỉ trỏ, mạnh mẽ lên án tội trạng của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tươi cười, cái mũi hơi nhăn lại, cặp mắt híp lại thành vầng trăng khuyết, cực kỳ đáng yêu. Em ở huyện bá. Hạ Tưởng giật mình kinh hãi, không biết rốt cuộc cô bé nói thật hay đùa. Không lừa anh chứ? Từ giọng của anh không hề nghe ra được chút vui mừng nào, rất rõ ràng, anh tuyệt không hoan nghênh em tới huyện bá, càng không tin lời em là thật. Nói cái gì vậy? Lối suy nghĩ của Tào Thù Lê biến đổi cực nhanh, Hạ Tưởng bị cô kéo hơi không theo kịp ý nghĩ của cô. Hắn đang muốn hỏi chi tiết hơn, đột nhiên trong đầu lóe lên, nhớ tới lần cuối cùng gặp Tào Thù Lê, cô bảo hắn muốn tới huyện bá gặp hắn. Lúc ấy hắn chỉ nghĩ cô nói đùa, chẳng lẽ cô thật sự tới huyện bá à? Tôi đại diện cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện bá nhiệt liệt hoan nghênh cô bạn Tào đến huyện bá chỉ đạo công tác. Tiếp theo mời cô bạn Tào nói cho tôi vị trí cụ thể, tôi phái người tới tiếp đón. Hạ Tưởng vội vàng giả vờ nghiêm chỉnh. Đương nhiên anh nhớ rõ em nói muốn tới huyện bá gặp anh, tuy nhiên không ngờ giấc mộng trở thành sự thật. Ít sở giọng đi. Giọng Tào Thù Lê rõ ràng cao hứng hẳn lên. Coi như anh cũng biết ăn nói, phản ứng nhanh, hạn cho anh trong vòng 30 phút phải chạy tới đây. Em ở đầu đường Đức Viễn. Đầu đường Đức Viễn chỉ cách tòa nhà huyện ủy chừng 10 phút đi bộ. Hạ Tưởng xin phép Lý Đinh Sơn, nói là có bạn cùng học đến huyện bá, hắn muốn đi đón một chút. Buổi chiều Lý Đinh Sơn muốn tới nông thôn thị sát, dù sao có Ngô Anh Kiệt cùng đi, bởi vậy liền cho Hạ Tưởng nghỉ phép. Hạ Tưởng chạy thẳng một mạch tới đầu đường Đức Viễn. Thấy xe qua xe lại nhưng làm gì có bóng dáng Tào Thù Lê chứ? Bị lừa, Hạ Tưởng đưa mắt nhìn bốn phía, đang định lấy di động ra gọi đột nhiên vai phải bị người vỗ một cái. Hắn hơi chần chừ liền quay đầu sang bên trái, vừa lúc bốn mắt nhìn nhau với Tào Thù Lê. Hai người gần trong gang tấc, suýt nữa thì đầu mũi đụng vào nhau. Hạ Tưởng không làm sao nhưng Tào Thù Lê lại hoảng hốt thét lên, nhảy sang một bên. Sao không lừa được anh nhỉ? Em đã vỗ vào vai phải. Vì sao anh không quay đầu sang phải? Trước kia Hạ Tưởng đã dùng chiêu này trêu cợt người khác vô số lần, tự nhiên có tâm lý phòng bị, chuyện xấu thành thói quen thành tự nhiên, đương nhiên không thể nói thật, liền cười hàm hậu. Mũi anh rất thính, ngửi thấy bên trái có mùi thơm cho nên. Khuôn mặt xinh đẹp của Tào Thù Lê lập tức đỏ lên. Mặc dù cô làm bộ không sao cả tuy nhiên vẻ vui sướng trong ánh mắt lại không lừa được ai. Toàn nói bậy thôi. Làm gì có mùi thơm chứ, sao em không ngửi thấy? Nói xong,
cô lùi lại sau một bước theo bản năng, cách xa Hạ Tưởng nửa thước. Hạ Tưởng hít một hơi, kinh ngạc, a, lên một tiếng. Lại không có nữa, thật đúng là việc lạ. Dường như em vừa tránh ra liền không còn mùi thơm nữa, rốt cuộc là sao lại như thế? Không nói cụ thể nhưng lại rất rõ ý, điểm tới rất vừa độ, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của Tào Thù Lê sáng lên, cơn giận dọc theo đường đi nháy mắt tan thành mây khói. Coi như anh thông minh, coi như anh tới nghênh đón đúng lúc, cho nên em quyết định, vì anh không gọi điện thoại cho em, không chủ động hỏi tình huống thiết kế tiến triển thế nào, không nhớ kỹ những lời em nói, vân vân, phạm vô số sai lầm, xóa bỏ. Tiếp theo, mời anh bạn Hạ dẫn đường, bố trí chỗ ở cho em, không đúng, là chúng ta. Hạ Tưởng thất thần không nhúc nhích, thẳng tắp nhìn Tào Thù Lê. Tào Thù Lê đột nhiên tỉnh ngộ, mặt đỏ tai hồng. Anh nghĩ lung tung cái gì? Nghĩ hay nhỉ, làm gì có chuyện tốt như vậy tiện nghi cho anh chứ? Không được nhìn, không đúng, không được nghĩ, đúng rồi, không được. Vừa khẩn trương vừa thẹn thùng, cô nói năng lộn xộn, quay người chạy tới phía sau một chiếc Santana, giơ chân lên đá vào cửa xe. Mau ra đi con bé xấu xí, đừng chế giễu. Cửa chưa mở, một chàng cười khanh khách trêu đùa đã truyền ra từ trong xe. Tào Thù Lê tức giận mở cửa ra, tóm một cô gái áo đỏ từ trong ra. Cô mặc một bộ váy đỏ cực kỳ diễm lệ, làn da còn trắng hơn da Tào Thù Lê vài phần, váy không dài, vừa tới đầu gối, lộ ra bắp chân cực kỳ gợi cảm, chân đi một đôi xăng đan màu đen, móng chân cũng sơn thành màu đỏ, đỏ và đen phối hợp, vừa xinh đẹp lại bắt mắt. Mặt tròn, mắt to, nhất là một đôi tai rất đẹp, vành tai dài, hỗ trợ cho vẻ đẹp phúc hậu của cô. Cô gái váy đỏ như một đóa mẫu đơn đỏ tía, đứng bên cạnh Tào Thù Lê váy vàng thanh lịch như một đóa phù dung, quả thật là tuyệt mỹ. Hạ Tưởng thầm kêu hổ hẹn, đàn ông đều vậy cả, dưới tác dụng của hormone nam tính, trong nháy mắt vừa rồi còn thực sự nghĩ Tào Thù Lê nói, chúng ta, là nói cô và mình. Là đàn ông sẽ thỉnh thoảng không tự chủ bị nửa dưới người dẫn dắt, cũng là một loại bi ai. Hắn trấn tĩnh tinh thần, đi tới trước mặt Tào Thù Lê và cô gái váy đỏ, nho nhã lễ độ nói. Xin chào, hoan nghênh đến huyện bá. Cô gái váy đỏ giơ một ngón tay chọc vào eo thon của Tào Thù Lê. Hạ Tưởng mà em luôn mồm nói hư hỏng, xấu xa, không phải là rất tốt sao? Bộ dạng linh lợi, tuy rằng không trắng như chị tuy nhiên khá dễ coi, cũng khá lễ phép, điểm không tính là thấp. Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười, nghĩ thầm rằng tôi là một người đàn ông lại đi so da trắng với một cô gái như cô sao? Nếu không phải ngốc thì chính là ngu. Tào Thù Lê bị cô gái váy đỏ nói ra tâm sự, rất không thích, giơ chân lên đá. Chị chỉ nói lung tung, em nói anh ta khi nào? Em chẳng nói gì về anh ta, chị liền bịa đặt ra em nói bậy hả? Uổng thay làm chị họ của em, chẳng có chút giác ngộ của người chị gì cả. Cô bé Lê đúng là mạnh miệng. Cô gái váy đỏ cười, tránh ra, sau đó chủ động giơ tay. Xin chào Hạ Tưởng, tôi là Mễ Huyên, là chị họ của cô bé Lê. Tay và dáng người Mễ Huyên rất giống nhau, đầy đặn mà đầy nhục cảm, nắm lấy cảm giác rất khỏe mạnh, có thể thấy được cô rất thích thể dục, rất có sức khỏe, thuộc loại da thịt rất đàn hồi. Hạ Tưởng nhẹ nhàng bắt tay cô rồi buông ra luôn, gật đầu nói. Hạ Tưởng, xem như bạn cùng học với Thù Lê, hoan nghênh đến huyện bá làm khách. Tôi cũng không phải là đến làm khách, tôi là đi theo cô bé Lê thăm người thân. Mễ Huyên còn chưa dứt lời. Bắp chân đã trúng một đá của Tào Thù Lê. Mặt Tào Thù Lê đỏ bừng, trông rất dễ thương, hai mắt mở đi sắp khóc. Cô hận không thể bịt mồm Mễ Huyên lại. Mễ Huyên, chị mà còn nói bậy nữa thì em và chị sẽ cắt đứt quan hệ. Em sẽ nói cho bác xử lý chị. Chương 101, lai lịch của chị họ. Vẻ xinh đẹp thẹn thùng của Tào Thù Lê rơi vào trong mắt Hạ Tưởng khiến tim hắn đập thình thịch. Hắn vẫn nghĩ cô còn nhỏ, kỳ thật ngẫm lại cô đã sắp 20 tuổi. Là một cô gái lớn rồi. Dáng người cô có thể nói là hoàn mỹ, xinh đẹp hào phóng, tâm tư trong sáng, chính là mẫu cô gái mà đàn ông thích nhất. Hắn thật sự không có chút tâm tư nào thích cô sao? Hạ Tưởng không đành lòng nhìn Tào Thù Lê bị quẫn bách, liền tiến lên giải vây. Thù Lê là một cô gái mà ai gặp cũng thích, tôi cũng khá thích cô ấy, chỉ sợ cô ấy ghét tôi. Ai cũng bảo tôi hơi đen, có phải Thù Lê thích tìm một bạn trai trắng trẻo một chút hay không? Tào Thù Lê buông tha Mễ Huyên, nghe Hạ Tưởng nói nửa thật nửa giả, liền đảo mắt mấy vòng, cười mắng.
Ai thích con trai công tử bột chứ? Trông xấu chết, hơi đen chút mới dễ nhìn. Mễ Huyên cười ngặt nghẽo. Tốt lắm, hai người đừng tâng bốc nhau nữa. Tôi nghe mà đỏ cả mặt, không ngờ hai người lại ra mặt dày như vậy, tán dương nhau như thể không có việc gì. Buồn cười chết tôi. Mễ Huyên tiến lên giữ chặt tay Tào Thù Lê, đưa lên miệng thổi thổi. Cô bé Lê, đừng tức giận chị nữa nha. Chẳng phải là vì chị muốn tốt cho em sao? Em xem, thử một lần là thấy. Hạ tưởng này cũng được, có thể tha thứ, có tâm tư, có tỉ mỉ, biết giải vây cho em, tuy rằng còn chưa đạt tới 1m8 như điều kiện của chị nhưng cũng coi như tạm ổn. Em có thích không? Nếu không thích thì để chị ra tay. So ra dường như ít hơn chị vài tuổi, chị thích phi công. Đến đây Hạ tưởng, gọi là chị nào? Hạ tưởng cười chất phác. Chào chị họ. Thật ngoan ngoãn. Mễ Huyên vui vẻ ra mặt, giơ tay muốn sờ đầu Hạ tưởng. Hạ tưởng còn chưa né tránh, tay cô đã bị Tào Thù Lê đẩy sang một bên. Cô bé cũng khá bao che. Hạ tưởng thấy Tào Thù Lê thở phì phì trừng mắt nhìn Mễ Huyên, bộ dạng như sợ món đồ chơi cô yêu thích bị người khác đoạt đi mất, không khỏi buồn cười trong lòng, lại thấy Mễ Huyên cười đầy đắc ý, hắn cũng cười ha hả nói. Chị họ, thật sự là nghe tên không bằng gặp mặt. Không ngờ bạn gái trước kia của em chẳng những không xấu còn vừa xinh đẹp và nóng bỏng, thật sự là làm cho người ta chấn động. Mễ Huyên kinh ngạc há to miệng. À, cậu nhận ra giọng tôi khi nào? Bố trí Tào Thù Lê và Mễ Huyên ở lại nhà khách huyện ủy, mấy nhân viên phục vụ nhà khách thỉnh thoảng lại vụng trộm đánh giá hai người, đầy tò mò và hâm mộ. Đồng thời, khi nhìn Hạ tưởng, ánh mắt họ đều hoàn toàn bất đồng, tất cả đều là kinh nể. Hiển nhiên vẫn nhớ mãi không quên lần trước hắn đã dẫn một thiếu giai xinh đẹp như hoa như ngọc tới đây. Không ngờ chưa tới vài ngày, hắn lại đến mang theo hai mỹ nữ xinh đẹp chim sa cá lặn. Người ta muốn không nhớ kỹ cũng khó. Sau khi nhận được cuộc điện thoại kỳ quái đầu tiên, Hạ tưởng liền suy nghĩ cẩn thận lại xem là ai đang trêu cợt mình. Đến khi nhận được cuộc điện thoại của Tào Thù Lê, trong đầu hắn liền loáng thoáng cảm thấy giữa hai bên có lẽ có liên hệ gì đó. Đợi sau khi Mễ Huyên nói chuyện, mặc dù cô cố ý thay đổi giọng nói tuy nhiên hắn vẫn nghe ra được giọng nói nũng nịu trong điện thoại lúc trước chính là kiệt tác xuất phát từ Mễ Huyên. Chuyện giữa Hạ tưởng và Mễ Huyên không ngờ là Tào Thù Lê lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Kết quả là chờ khi Hạ tưởng kể lại, cô mới hiểu được, lại cười trêu chọc Mễ Huyên. Mễ Huyên tự nhiên không chịu thua, thanh minh rất hợp tình hợp lý rằng chẳng qua cô thử nghiệm Hạ tưởng một chút mà thôi. Hạ tưởng giả ngu, chỉ đứng ở một bên cười ngây ngô không nói gì. Tào Thù Lê lại tự có chủ trương. Chị, em hy vọng về sau nếu không được em đồng ý thì không được phát sinh sự tình tương tự, bởi vì em không muốn ngờ vực vô căn cứ người khác. Mặc kệ người đó là ai, mặc kệ người đó đối xử với em như thế nào, em đều không cần phải trốn ở sau lưng thử người đó. Người khác thích làm gì thì làm, em chỉ có thể tự quản lý tốt bản thân. Không ngờ cô bé có thể nói ra được lời nói triết lý như vậy khiến Hạ tưởng âm thầm hổ thẹn. Hắn cũng thật không ngờ Tào Thù Lê nói được làm được, thật sự không kể ngàn dặm xa chạy tới huyện bá mặc dù cô lấy lý do tới đây nghỉ hè, cùng chị họ dạo chơi thảo nguyên, nhưng sao hắn có thể không nhìn ra được tâm tư của Tào Thù Lê chứ? Chỉ có điều tất cả mọi người đều không vạch trần ra mà thôi. Phía tây thị trấn có một rừng cây nhỏ xanh tốt, cánh rừng không lớn. Cây cối cũng đều là những loại cây thông thường của phương Bắc, đều rộng khoảng 1 mét, cao hơn 10 mét, vừa nhìn là biết đều là cây cổ thụ trên 10 năm. Tuy rằng trong rừng có thể ngẫu nhiên thấy dấu vết chặt cây, tuy nhiên vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với chặt phá rừng lung tung đời sau. Đúng là bởi vì rất nhiều rừng cây trên thảo nguyên bị chặt phá lung tung mới dẫn tới thảo nguyên phương Bắc bị sa mạc hóa nghiêm trọng, hơn nữa vì nuôi dê cừu, loài động vật ăn cỏ ăn luôn cả rễ, khác hẳn với những loài vật ăn cỏ khác. Kết quả là từng mảng lớn thảm cỏ thảo nguyên biến mất, cuối cùng hình thành những trận bão cát thổi quét cả thủ đô, thậm chí phân nửa Trung Quốc. Lúc đó con người mới hối hận, mới biết phá hoại môi trường mang đến hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Bản tính tham lam của nhân loại chẳng khác gì châu chấu, không để ý tới hậu quả mà cắn nuốt hết thảy, cuối cùng thu được quả đắng, còn phải chính mình chịu đựng. Gieo gió gặt bão nghe nói thì rất đơn giản tuy nhiên muốn thật sự hiểu được lại phải trả giá vô cùng đau đớn. Vì lợi ích kinh tế, từ trước tới giờ con người không hề thiếu những hành vi thiển cận, chỉ đến khi nuốt quả đắng vào mới có một bộ phận con người cảnh tỉnh lại. Hạ tưởng đã nghĩ, trong nhiệm kỳ của Lý Đinh Sơn, nhất định phải bảo vệ tốt hoàn cảnh sinh thái của Thảo Nguyên,
đồng thời mạnh mẽ mở rộng trồng trọt rừng phòng hộ, nghiêm lệnh không được tùy ý chặt phá rừng cây. Phòng bệnh hơn chữa bệnh cả trăm lần mà. Tào Thù Lê như một con bướm nhỏ lanh lợi qua lại không ngớt trong khu rừng nhỏ, ngâm nga một ca khúc không biết tên, cười cực kỳ vui vẻ. Mễ Huyên và cô nắm tay nhau, một hoạt bát một nóng bỏng, gia tăng thêm rất nhiều sức sống cho khu rừng yên tĩnh, khiến vô số chim chóc kinh động bay đi. Hạ Tưởng đi theo sau hai cô như một người hầu, lưng đeo ba lô, trong ba lô chứa nước và một ít đồ dùng của phụ nữ. Hắn không có cách nào khác tiến lên nói với hai cô. Có thể tạm nghỉ chốc lát được không, hai chị em? Mễ Huyên là người thành phố Chương Trình, nhà ở thành phố Chương Trình. Bản thân cô kinh doanh một khách sạn và hai tiệm ảnh, xem như một nữ thương nhân thành công. Mặc dù hiện tại tiệm ảnh còn xa mới kiếm tiền được như đời sau nhưng ở một thành phố kinh tế lạc hậu như thành phố Chương Trình, có thể mở được tiệm ảnh lúc này có thể thấy được cô cũng là một người rất tinh mắt, cũng khiến Hạ Tưởng phải xem trọng cô một chút. Tuy nhiên rốt cuộc Mễ Huyên là họ hàng thế nào với Tào Thù Lê thì Tào Thù Lê không nói gì. Hắn cũng không hỏi nhiều, cũng không biết cô là con chú hay con bác nhà Tào Thù Lê. Đồ lười! Tào Thù Lê quay đầu lại thản nhiên cười, vừa lúc nhìn thấy cách đó không xa có một tảng đá khá sạch sẽ liền chỉ tay. Đi tới tảng đá nghỉ ngơi chốc lát cũng được, anh nói xem, một người đàn ông như anh mà còn không có sức lực bằng bọn em sao? Kính nhờ! Hạ Tưởng uể oải vỗ ba lô sau lưng. Bên trong có hơn 10 bình nước, còn có vô số đồ dùng, nặng chết đi được, ít nhất cũng phải 20 cân. Bọn em rõ ràng là cố ý gây sức ép người ta, chỉ đi có chút thế này mà cũng mang nhiều đồ như vậy, rõ là cố ý hại anh. À, em thật không biết, đều là đồ của chị họ gì đó. Em còn tưởng rằng chỉ có 3 chai nước, có những thứ gì vậy, để em xem. Tào Thù Lê bất mãn lườm Mễ Huyên một cái. Buông tay cô ra, chạy tới bên cạnh Hạ Tưởng, mở ba lô ra bỗng nhiên la hoảng lên. Chị Huyên, sao lại còn có áo tắm? Chương 102, âm mưu sau sự kiện bơi lội. Sâu trong rừng cây có một hồ nước thiên nhiên, nước hồ xanh thẳm trông như một hòn ngọc. Càng tuyệt diệu hơn chính là, thấp thoáng trong rừng cây lại có dấu chân người. Chẳng những hoàn cảnh u nhã dễ chịu mà nước hồ còn trong vắt, gần như chỉ nhìn một cái đã thấy tận đáy. Tuy rằng hồ không rộng nhưng cũng tới chừng 3 mẫu, đủ cho 3 người bơi lội nghịch ngợm. Quanh hồ có vô số cây đại thụ to bằng mấy người ôm, là nơi thay quần áo thiên nhiên. Mễ Huyên lấy từ trong ba lô ra một chiếc quần bơi nam hình thức xấu xí, ném cho Hạ Tưởng, giễu cợt nói. Đàn ông đừng ái ngại, tôi tùy tiện tìm một bộ che người là được. Kỳ thật nhiệm vụ chủ yếu của cậu là bảo hộ cho sự an toàn của hai chúng tôi. Còn nữa, khi chúng tôi thay quần áo thì đứng cách xa một chút. Đừng nghĩ nhìn lén. Hạ Tưởng cầm lấy chiếc quần bơi màu đỏ thẫm của nam giới, lắc đầu. Trong sự thông minh của Tào Thù Lê có sự bao dung và nhường nhịn, có chừng có mực. Mà trong sự khôn khéo của Mễ Huyên lại có rất nhiều bó buộc, luôn dùng một hình thức thật giả khó phân để bắt người ta phải tiếp thụ. Mặc dù hắn biết có lẽ Mễ Huyên xuất phát từ hảo tâm, hết thảy đều suy nghĩ cho Tào Thù Lê, tuy nhiên vẫn khiến trong lòng hắn không quá thoải mái. Nếu Mễ Huyên có thể dẫn họ tới một hồ nước vô cùng bí mật ở trong này, có thể thấy cô rõ Huyện Bá như trong lòng bàn tay, còn hơn xa so với hắn là người đang sống và làm việc lại đây. Hơn nữa cô còn cố ý dừng xe ở đầu đường, bắt hắn tới đón. Đứng ở góc độ của Tào Thù Lê còn có thể lý giải, nhưng ngay cả Tào Thù Lê cũng giấu giếm không nói, vậy không tránh khỏi Hạ Tưởng phải hiềm nghi. Chị Huyên, chị còn có bao nhiêu chuyện gạt em không muốn khiến Hạ Tưởng hiểu lầm. Tào Thù Lê và Mễ Huyên trốn sau một gốc cây đại thụ. Tào Thù Lê bắt đầu cởi váy, lộ ra làn da trắng nõn, chiếc bra màu hồng nhạt và quần lót. Dáng người Tào Thù Lê có tỷ lệ vô cùng chuẩn, da thịt non mịn, bộ ngực tuy không tính là mãnh liệt nhưng cũng tuyệt đối không phải là nhỏ, eo nhỏ, chân thẳng tắp thon dài. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, vẻ thanh xuân thiếu nữ của cô càng được tôn lên rất nhiều. Chiếc quần lót màu hồng nhạt bám chặt lấy cặp mông cong tuyệt đẹp mê người. Đôi mắt Mễ Huyên như phun lửa, đánh giá từ trên xuống dưới một trận, lại chặt lưỡi nói. Thật sự là một viên ngọc đẹp, cũng không thể tùy tiện tiện nghi cho thằng danh Hạ Tưởng kia được, chỉ phải thử hắn ta, xem hắn có xứng đáng với em không, xem hắn có thiệt tình với em không. Mễ Huyên cũng từ từ cởi váy ra, cô mặc một chiếc bra và quần lót có đăng ten hoa đen, làn da còn trắng hơn 3 phần so với Tào Thù Lê, hơn nữa dáng người cũng đầy đặn hơn. Cũng rất có sức cuốn hút so với vẻ đẹp khỏe khoắn của Tào Thù Lê.
Tào Thù Lê bị Mễ Huyên nhìn cho xấu hổ, vội vàng mặc áo tắm, thu bra và quần lót vào trong ba lô, bất mãn nói. Chị Huyên, chị có nghe em nói không? Chị lén gọi điện thoại cho Hạ Tưởng sau lưng em, rõ ràng biết đường lại cố ý hại anh ấy chạy tới đón, lại không thương lượng với em nhét đầy đồ đạc vào ba lô bắt anh ấy mang, còn dẫn tới đây bơi lội, rốt cuộc còn có âm mưu quỷ kế gì nữa? Con bé chết tiệt kia, chị là giúp em còn dám trách chị à? Còn chưa lập gia đình đã hướng ngoại. Mễ Huyên nói rất hợp tình hợp lý. Cô thay một bộ áo tắm màu đỏ, cởi nội y nhét lung tung vào ba lô, lén liếc nhìn ra xa xa, cười hì hì nói. Thằng danh kia coi như nghe lời, một mình trốn tới rất xa. Tuy nhiên chị vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng cậu ta. Nếu không có chị ở đây, khẳng định cậu ta sẽ nhìn lén em thay quần áo, đúng không nào? Có biết vì sao chị muốn dẫn cậu ta tới đây, còn muốn bơi lội không? Tào Thù Lê thấy Mễ Huyên nói năng nghiêm túc, cũng lộ vẻ tò mò, lắc đầu. Nhìn một người không chỉ nhìn bề ngoài, còn phải nhìn bản chất của người đó, cũng phải nhìn thân thể nữa. Mễ Huyên chỉ vào thân thể Tào Thù Lê, trong ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Dáng người em hoàn mỹ như vậy, nếu gặp phải một người đàn ông có khiếm khuyết trên thân thể, vậy chẳng phải là thiệt thòi sao? Cho nên chị dẫn cậu ta đến bơi lội. Chính là muốn cho em nhân cơ hội nhìn thân thể cậu ta xem có khỏe mạnh hay không. Ít nhất cũng có thể xem có khiếm khuyết gì hay không, đúng không nào? Ví dụ như trên người có sẹo hoặc chân vòng kiềng, vân vân. Mặc quần áo không thể nhìn thấy mà phải mặc áo tắm mới có thể lộ rõ được. Tào Thù Lê đỏ mặt hồng tai nói. Cái gì vớ vẩn thế? Chị ra mặt dày thật đó, chị Huyên, mau đừng nói nữa. Mễ Huyên nói chân thành đầy vẻ từng trải. Vì hạnh phúc của cô bé Lê, chị đây coi như làm người xấu một lần, không thể để bi kịch tái diễn trên người em. Ai bảo em là cô em họ mà chị thích nhất chứ? Đừng trách chị nhiều chuyện, được không? Bị giọng điệu của Mễ Huyên lôi cuốn, Tào Thù Lê không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu. Nước hồ một thước trở lên được mặt trời chiếu khá ấm áp, nhưng dưới một thước thì khá mát lạnh. Người ở trong nước, nửa trên ấm áp rạt rào vô cùng thoải mái. Nửa dưới lại truyền đến cảm giác mát lạnh nhẹ nhẹ, khiến người ta có cảm giác đặc biệt không nói nên lời. Cũng may, sau khi bơi mấy chục mét, cơ thể bắt đầu thả lỏng, cũng dần thích ứng với cảm giác đối lập đó. Có thể nói, dáng người Hạ Tưởng không có gì để bắt bẻ cả, xương cốt cường tráng khỏe mạnh, cơ thể cân xứng, toàn thân không hề có một vết sẹo, càng không có vết thương hoặc khiếm khuyết gì, khiến Mễ Huyên cực kỳ vừa lòng, lặng lẽ nói cho Tào Thù Lê nghe. Nếu không có Mễ Huyên chỉ ra, Tào Thù Lê cũng không cảm thấy bơi lội cùng với Hạ Tưởng có gì không đúng. Nhưng một khi Mễ Huyên thuyết minh là muốn âm thầm quan sát thân thể Hạ Tưởng, cô cũng không dám nhìn Hạ Tưởng nhiều, dường như trong lòng đang ẩn chứa ý nghĩ gì đó rất xấu xa. Thỉnh thoảng ánh mắt vô tình đảo qua thân thể Hạ Tưởng, cô liền không tự chủ tâm hoảng ý loạn suýt nữa luống cuống chân tay không bơi nổi nữa. Hạ Tưởng thật ra không nghĩ nhiều, chỉ thấy Tào Thù Lê và Mễ Huyên mặc áo tắm, hiển lộ đầy đủ vẻ đẹp của hai người. Trông cực kỳ xinh đẹp. Hắn thầm than đúng là một đôi chị em xinh như hoa, một nóng bỏng một thanh xuân, không khỏi khiến người ta suy nghĩ miên man. Nếu không có Mễ Huyên ở đây, hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều, không cảm thấy nặng nề khi bơi nghịch với Tào Thù Lê. Nhưng ánh mắt hàm nghĩa phong phú của Mễ Huyên luôn như vô tình cố ý đảo qua người hắn khiến hắn không thể không cẩn thận, đề phòng cô không chừng lại có ý tưởng gì đó không an phận. Chờ tới khi trở về nhà khách huyện ủy, vẻ ửng đỏ trên mặt Tào Thù Lê mới chậm rãi tiêu tan. Lúc này cô mới dám đánh bạo nói chuyện với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng buồn bực, tại sao Tào Thù Lê vốn luôn hoạt bát, phóng khoáng lại trở nên gò bó như vậy. Hắn chỉ vừa nhìn cô một cái, cô đã đỏ mặt, không hề giống với tính cách tinh nghịch, hoạt bát vốn có. Trời đã tối dần, thị trấn dần dần bị bóng đêm bao phủ. Ba người Hạ Tưởng ăn tối xong, Mễ Huyên mượn cớ rời đi. Cuối cùng cũng cho Hạ Tưởng và Tào Thù Lê cơ hội ở chung một mình. Tào Thù Lê cho biết, việc thiết kế hạng mục màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn vẫn khá thuận lợi. Văn Dương cũng không lộ diện quá nhiều mà phái một cô gái tên là Trương Hồng phụ trách liên lạc. Mặt khác, tài chính của công ty cũng có an bài tiếp theo, Tào Thù Lê tự nhiên không rõ ràng lắm, chỉ ngẫu nhiên một lần nghe được rằng bên đầu tư ủy thác một người toàn quyền phụ trách hoạt động của công ty, người này tên gọi Cao Kiến Viễn. Chương 103, chuyện nhà khó khăn của giám đốc Tào. Sau khi Tào Thù Lê hoàn thành bức vẽ phối cảnh, được thành phố tán thành, Văn Dương không nói hai lời,
liền thanh toán luôn một cục thiết kế phí. Tào Thù Quân được 1 vạn tệ thù lao, bị kích động muốn mua máy chơi game, lại bị Tào Vĩnh Quốc tịch thu. Còn lại mấy vạn tệ đều ở trong tay Tào Thù Lê, Tào Vĩnh Quốc cũng không nói gì thêm. Chỉ có điều khi Tào Thù Lê đề xuất muốn tới thành phố chương trình, Tào Vĩnh Quốc lại không đồng ý, kiên quyết phản đối, cuối cùng may nhờ Vương Vu Phân ra sức ủng hộ, hành trình tới thành phố chương trình của Tào Thù Lê mới không đổ bể. Nghe kể mọi việc từ chiếc miệng nhỏ xinh xắn đáng yêu của Tào Thù Lê, Hạ Tưởng nghe rõ một việc, hóa ra Tào Thù Lê tới thành phố chương trình với danh nghĩa thăm ông bà ngoại. Ban đêm Huyện Bá gió hơi lạnh, Tào Thù Lê mặc một bộ váy liền áo hơi giống với áo ngủ, không có đai lưng, trông như một cái đèn lồng chụp lên người, tưởng như chỉ khẽ nhúc nhích liền bay lên trời. Chiếc váy mỏng ngược lại càng hiển lộ những đường cong mê người của cô. Tào Thù Lê hiển nhiên không ý thức được mình đang tự tiết lộ xuân quang. Cô đặt một tay sau lưng, một tay chống má, rất bất mãn đau lòng nói. Ba em là người bảo thủ, ông ấy và ông ngoại em quan hệ không tốt, không chịu cho em đến thành phố chương trình. Ông ấy cũng chẳng chịu nghĩ rằng, nếu em muốn tới thành phố chương trình thăm ông bà ngoại mà ông ấy vẫn kiên trì phản đối sẽ làm mẹ em giận. Thật sự coi mẹ em dễ bắt nạt lắm sao? Tào Thù Lê làm bộ tức giận trông rất đáng yêu. Cô mím cái miệng nhỏ nhắn, cái mũi nhăn lại, mắt cố gắng trừng lớn lên, muốn biểu hiện ra hung hăng một chút ngược lại càng khiến người ta cảm thấy trông giống một cô bé đang làm trò cười. Hạ Tưởng không nhịn được cười, hỏi. Chuyện giữa người bề trên, mình là bề dưới tốt nhất không nên nhiều lời. Dù sao họ cũng có lập trường của chính mình là người thân của họ, không nên chỉ trích và thiên vị một bên, đành phải cố gắng ở giữa điều hòa, đúng không? Ai nha, em nói này Hạ Tưởng, anh lớn hơn em bao nhiêu tuổi? 3 hay 4 tuổi, sao nghe như thể lớn hơn em 10 tuổi vậy? Nói chuyện cũng ra vẻ, giọng điệu chẳng khác gì giọng ba em. Tào Thù Lê rốt cục khôi phục vẻ hoạt bát và trong sáng. Cô cười hì hì đi quanh Hạ Tưởng mấy vòng. Lại giơ tay lên chặn ánh mắt hắn. Mới vài ngày không gặp đã thành thục rồi, không nhận ra anh nữa. Hạ Tưởng cười đẩy bàn tay cô đang che mắt mình ra. Đừng náo loạn, cô nhóc Lê, nói xem chị họ áo đỏ Mễ Huyên của em có lai lịch gì. Tào Thù Lê bỗng nhiên đỏ mặt, vung tay đẩy tay Hạ Tưởng ra. Tránh ra, đáng ghét, ai cho anh đẩy tay em. Cô nhớ tới bộ dạng buồn cười của Hạ Tưởng khi mặc quần bơi màu đỏ. Lại không kìm nổi cười giễu hắn. Cái gì mà chị họ áo đỏ? Thật là khó nghe, em nghĩ, anh mặc đồ bơi màu đỏ trông thật xấu. Cũng may ra mặt Hạ Tưởng đủ dày, lúc mặc quần bơi màu đỏ xong là hắn liền vội vàng xuống nước, làm bộ không thèm để ý. Hiện tại Tào Thù Lê nhắc lại chuyện cũ, lại tỏ vẻ trêu chọc khiến hắn không kìm nổi giật mình. Hắn lại giơ tay ra nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Thành thật khai báo đi. Có phải em và cô ấy kết bè kết đảng trêu cợt anh không? Tào Thù Lê nhẹ nhàng tránh tay ra một chút nhưng rồi cũng không nhúc nhích nữa, tùy ý để Hạ Tưởng nắm trong tay. Tay cô nhỏ bé, mềm, thon dài, cầm có cảm giác mượt như len vậy. Cô giơ một ngón tay lên chỉ vào mũi mình. Em không hề, em rất trong sạch, đều là chị Đồng tự gây ra, muốn làm gì thì tìm chị Đồng ấy. Kỳ thật chị ấy là người tốt, có điều tính cách hơi quật cường. Không chịu thua ai, lại thích bắt bẻ. Tuy nhiên chị ấy hiểu rõ em nhất. Trước kia em ở nhà bà ngoại, mỗi ngày chị ấy đều chơi với em, rất chiếu cố em như chị ruột vậy. Sau này trưởng thành, quan hệ của ba và ông ngoại không tốt nên ít gặp nhau. Hai người tùy ý đi dạo trong nhà khách huyện ủy, lúc thì nắm tay nhau, lúc lại lơ đãng tách ra, cũng không ai để ý. Hạ Tưởng cũng không ngờ Tào Thù Lê khá thích nói chuyện, líu díu nói không ngừng. Cũng không có chút tâm lý phòng bị nào đối với hắn, kể luôn ra ân oán giữa Tào Vĩnh Quốc và ông ngoại cô. Kỳ thật sự tình cũng không có gì ghê gớm, chính là đầu tiên Tào Vĩnh Quốc được phân tới công ty xây dựng số 2 của tỉnh làm kỹ thuật viên, đi theo đội thi công tới thành phố chương trình, quen biết Vương Vu Phân. Lúc ấy Vương Vu Phân công tác tại phòng giám sát kỹ thuật thành phố chương trình, đơn vị không tồi, bộ dạng cũng xinh đẹp, có thể nói các mặt điều kiện đều hạng nhất. Lại cố tình thích một kỹ thuật viên nho nhỏ là Tào Vĩnh Quốc. Vốn bố Vương Vu Phân là Vương Quân Dương muốn gả cô cho dân bản xứ. Với điều kiện của cô, tìm một thanh niên công tác trong thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố là chuyện đơn giản, nhưng Vương Vu Phân lại quyết tâm phải gả cho Tào Vĩnh Quốc. Vương Quân Dương tự nhiên không đáp ứng, tìm cách ngăn cản hai người. Tào Vĩnh Quốc cũng tính cách quật cường,
giận dữ mang Vương Vu Phân về thành phố Yến, còn suýt nữa vì vậy mà mất việc. Vương Quân Dương lúc đó là chủ tịch quận Tây Kiều của thành phố Chương Trình, ít nhiều cũng có quan hệ, tìm bằng hữu ở thành phố Yến, muốn khuyên Vương Vu Phân trở về. Vương Vu Phân trực tiếp từ chối, nói chỉ cưới Tào Vĩnh Quốc liền không cưới ai hết. Vương Quân Dương rơi vào đường cùng, đành phải gật đầu đồng ý. Ông không cảm thấy Tào Vĩnh Quốc tốt đẹp điểm gì, chỉ cảm thấy khẳng định là Tào Vĩnh Quốc đã dẻo mồm lừa Vương Vu Phân. Cô bị lừa, bị mê muội mới gả cho một kỹ thuật viên không có tiền đồ như vậy. Cuối cùng khi Tào Vĩnh Quốc và Vương Vu Phân kết hôn, tuy Vương Quân Dương cũng tham gia hôn lễ nhưng không hề cho Tào Vĩnh Quốc mặt mũi, còn công bố nếu về sau Tào Vĩnh Quốc lăn lộn không tốt, có thể nhờ quan hệ điều đến thành phố Chương Trình, ông ta có thể lợi dụng quyền lực trong tay an bài cho Tào Vĩnh Quốc một tiền đồ tốt. Tào Vĩnh Quốc cự tuyệt ý tốt của Vương Quân Dương, tiêu hết tất cả tiền tích lũy đi quan hệ, điều Vương Vu Phân tới thành phố Yến. Tuy nhiên cô không vào được cơ quan nhà nước mà chỉ vào được một xí nghiệp bình thường, từ đó về sau Tào Vĩnh Quốc không hề dựa vào bối cảnh gì, hoàn toàn dựa vào nỗ lực bản thân, từng bước đi lên địa vị cao hôm nay. Sau khi kết hôn, tuy rằng không đi lại nhiều lần với Vương Quân Dương lắm, mỗi lần trở về cũng coi như hòa thuận, ít nhất là bề ngoài như vậy. Nhất là sau khi Vương Quân Dương về hưu, rời khỏi vị trí lãnh đạo, khí thế cũng yếu đi rất nhiều. Sau này Tào Vĩnh Quốc lên làm giám đốc sở, thành ra cao hơn một tầng so với một cán bộ đã nghỉ hưu như Vương Quân Dương. Kể từ đó khi gặp nhau, Vương Quân Dương cũng không còn làm cao như trước nữa, thái độ khách khí và thân thiết hẳn lên với Tào Vĩnh Quốc. Có một năm vào lễ mừng năm mới, người nhà uống rượu với nhau, Vương Quân Dương quá chén lại nhắc tới chuyện trước kia. Cũng không biết là vì nguyên nhân gì, ông ta bắt đầu chỉ trích Tào Vĩnh Quốc không đúng, nói Tào Vĩnh Quốc làm thế này không đúng, làm thế kia không ổn, nếu làm dựa theo ông ta chỉ bảo, đừng nói cấp sở, về sau chính là cấp tỉnh, hoặc cấp bộ cũng không nói chơi. Ý tứ là hiển nhiên Tào Vĩnh Quốc không bằng ông ta. Tào Vĩnh Quốc bị Vương Quân Dương khinh thường đã nhiều năm, hiện tại đã làm giám đốc sở, đương nhiên phải hãnh diện một chút. Tuy nhiên vẫn ngại là bố vợ nên trước mặt vẫn phải nhún nhường, nịnh hót vài câu. Không ngờ Vương Quân Dương càng nói càng căng, không ngờ nói nếu Vương Vu Phân ở lại thành phố Chương Trình, khẳng định có thể lấy một người chồng có thể lên tới bí thư thành ủy. Giám đốc sở dù là tương đương nhưng thực quyền thì còn xa mới bằng thị trưởng và bí thư thành ủy nắm quyền lực một phương. Nói cho cùng, từ trong thâm tâm Vương Quân Dương vẫn cho rằng Tào Vĩnh Quốc không làm ông ta vừa lòng. Tào Vĩnh Quốc rốt cục cũng tức giận. Năm đó Vương Quân Dương mãnh liệt phản đối, mặc dù đã qua nhiều năm nhưng theo sự cáu giận của Vương Quân Dương, đủ loại tủi nhục trước kia đều cuộn lên. Tào Vĩnh Quốc liền phản bác thẳng vào mặt Vương Quân Dương, nói ông ta cả đời chỉ làm đến bí thư quận ủy, cho dù là lãnh đạo chủ trì một phương thì cấp bậc không cao, tầm mắt cũng không cao, sẽ không nhìn thấy rất nhiều điều mà chỉ những người cao cấp mới có thể thấy được. Ý ngầm là lúc về hưu chỉ là cán bộ cấp quận thì không thể so bì tầm mắt với cán bộ cấp sở đương nhiệm được, già rồi, lỗi thời rồi. Lời này chọc giận Vương Quân Dương, khiến ông ta đập bàn đứng lên quát đuổi đi. Tào Vĩnh Quốc cũng không nhượng bộ, đối chọi gay gắt, dẫn cả nhà ngay đêm đó trở về thành phố Yến. Vương Vu Phân bị kẹp ở giữa, tình thế khó xử, vốn định khuyên bảo lại bị Vương Quân Dương thịnh nộ đuổi đi, bảo cô vĩnh viễn đừng quay về nhà. Tuy rằng sau này người nhà khuyên bảo, Vương Quân Dương chủ động gọi điện thoại cho Vương Vu Phân, bảo cô về nhà ăn Tết, cũng nói khi không có việc gì thì thường xuyên về thăm nhà, xem như gián tiếp hạ mình. Dù sao cũng là cha mẹ đẻ, Vương Vu Phân tha thứ cho Vương Quân Dương nhưng Tào Vĩnh Quốc không đồng ý cúi đầu, nói kiểu gì cũng không chịu quay về thành phố Chương Trình. Khi Tào Thù Lê và Tào Thù Quân nói muốn tới thăm ông bà ngoại, Tào Vĩnh Quốc cũng rất không vui. Nhà nào cũng có chuyện khó nói, cho dù là nhà quan lớn cũng có rất nhiều thanh âm không hài hòa. Hạ Tưởng cảm khái, bỗng nhiên nghĩ ra một vấn đề. Em vẫn còn chưa trả lời anh, chị họ áo đỏ của em là thân thích như thế nào? Không được kêu là chị họ áo đỏ nữa, khó nghe quá. Tào Thù Lê bất mãn nói. Lại thấy tay mình bị Hạ Tưởng nắm không biết từ lúc nào liền giãy ra. Anh gọi chị ấy là chị Huyên cũng đúng, chị ấy là con của bác em. Sao không phải họ Vương? Hạ Tưởng vẫn hơi ngạc nhiên. Tào Thù Lê bỏ tay Hạ Tưởng ra, nói chuyện được vài câu lại bất giác ôm lấy tay hắn. Dường như bác và mợ em có hiệp nghị gì đó, tóm lại em không rõ ràng lắm. Dù sao họ của Mễ Huyên chính là họ của mẹ chị ấy. Sân nhà khách huyện ủy không nhỏ, đèn đường sáng sủa,
Tào Thù Lê mắt tinh, đang nói chuyện, đột nhiên thấy có người ở xa xa liền giơ tay chỉ. Mau nhìn, bác em đến đó. Cách một bồn hoa, Mễ Huyên và một người đàn ông hói đầu đang đi tới. Hai người trông rất thân mật, hiển nhiên quan hệ chặt chẽ. Đi qua bồn hoa, hai người tới trước mặt Hạ Tưởng và Tào Thù Lê. Không đợi người khác mở miệng trước, người đàn ông hói đầu giễu cợt Tào Thù Lê. Cô nhóc Lê, lại càng xinh đẹp hơn trước, thực khiến bác hâm mộ, không ngờ cháu cũng tới tuổi tìm bạn trai rồi. Thời gian qua mau thật. Lúc này Tào Thù Lê mới ý thức được hóa ra mình vẫn ôm cánh tay Hạ Tưởng, vội vàng buông ra, giải thích. Bác đừng hiểu lầm, cháu chính là cảm thấy hơi lạnh nên mới mượn cánh tay anh ấy để sưởi ấm. Bác đừng nói lung tung. Bác là người thích nói lung tung sao? Người đàn ông đầu hói cười đáp, sau đó lại quay sang nhìn Hạ Tưởng, vừa có vẻ tò mò vừa có một tia ý vị sâu xa. Thư ký Hạ, không ngờ giữa chúng ta còn có thể thiết lập quan hệ chặt chẽ như vậy, thật khiến tôi giật mình không nhẹ. Vừa rồi con bé Huyên nói với tôi còn chưa tin, khi ra đến đây thấy bộ dạng cô bé Lê, cuối cùng mới yên tâm. Yên tâm cái gì, chẳng lẽ lời ông ta có ám chỉ gì khác? Hạ Tưởng cũng cảm thấy thế sự kỳ diệu. Người trước mắt không phải ai khác, chính là huyện ủy thường ủy, bí thư đảng ủy công an Vương Toàn Hữu, tuyệt đối thật không ngờ, ông ta là bác của Tào Thù Lê. Vương Toàn Hữu là nhân vật trung kiên của phái trung gian. Theo hiểu biết của Hạ Tưởng, giai đoạn đầu ông ta có thiên hướng gần Lưu Thế Hiên một chút, ít nhiều cũng hơi bài xích Lý Đinh Sơn. Trên hội nghị thường ủy, cho dù không phản đối ý kiến do Lý Đinh Sơn đề xuất nhưng ít nhất trong một số vấn đề lớn, thường không rõ ràng ủng hộ Lý Đinh Sơn. Thậm chí còn có thể ủng hộ Lưu Thế Hiên. Không ngờ ông ta lại là bác của Tào Thù Lê, cũng không biết ông ta vừa nói yên tâm là yên tâm về quan hệ giữa mình với Tào Thù Lê hay là ám chỉ cái khác. Hạ Tưởng nhanh nhẹn nghiêm mặt cười nói. Chào Bí Thư Vương, sao không nói sớm để tôi và Thù Lê tới tiếp đón. Thù Lê tới huyện Bá Du Ngoạn, tôi cũng chính là tận tình chủ nhà, sau đó buổi tối lại cùng nhau thương lượng một hạng mục thiết kế. Vô tình thương lượng tới tận bây giờ, chủ yếu là rất tập trung vào công việc. Tào Thù Lê không kìm nổi bật phì cười. Đúng vậy, bác, bọn cháu đang thương lượng một số tiêu chí của thiết kế kiến trúc tại quảng trường ga thành phố Yến. Vấn đề rất thâm ảo, thiết kế rất phức tạp, nói ra bác cũng không hiểu cho nên cũng không nói với bác làm gì. Bởi vậy bác chưa nhìn thấy cái gì, cũng chưa nghe thấy cái gì, đúng không nào? Vương Toàn Hữu cười mắng. Con nhóc tinh quái. Còn đùa giỡn bác à, vẫn còn kém một chút đó. Yên tâm, bác sẽ không tố cáo cháu đâu, sẽ không nói với ba cháu. Ba cháu cũng khá nhưng bảo thủ, khẳng định là có ý tưởng khác. Sao bác có thể đứng chung chỗ với ba cháu chứ? Sau đó Vương Toàn Hữu lại nhìn Hạ Tưởng nói. Tiểu Hạ, huyện Bá không thể so được với thành phố Yến, buổi tối khá lạnh, đừng ở bên ngoài lâu dễ bị cảm lạnh. Được rồi, tôi sẽ không quấy rầy mấy người trẻ tuổi nói chuyện với nhau nữa. Về sau có rảnh thì tới chỗ tôi ngồi một chút, cũng để tôi nghe một chút cao kiến của thanh niên. Hiện tại thanh niên rất có ý tưởng, nhất là con bé lát nói không ít sự tích của cậu khiến tôi rất hiếu kỳ. Vương Toàn Hữu phất tay quay người đi, vẻ tươi cười ôn hòa của ông ta khiến Hạ Tưởng rất khó liên hệ ông ta với bí thư đảng ủy công an trầm ổn như núi trên bàn họp hội nghị thường ủy. Cho tới nay, hắn và Lý Đinh Sơn cho rằng, có lẽ Trịnh Kiêm sẽ bảo trì trung lập trong những vấn đề mấu chốt. Mà Vương Toàn Hữu và Lưu Thế Hiên quan hệ tuy rằng không tính chặt chẽ, nhưng cũng khá ổn, không biết chừng trong quá trình xung đột và đối kháng, ông ta sẽ chậm rãi hướng về bên Lưu Thế Hiên. Ngày mai cần phải cho Lý Đinh Sơn và Tào Thù Lê gặp mặt, nói rõ thân phận của cô bé cho Lý Đinh Sơn biết. Về phần Lý Đinh Sơn có thể liên tưởng tới tỉnh ủy thường ủy sau lưng Tào Vĩnh Quốc hay không, có thể sâu chuỗi, kết nối với Tống Chiêu Độ vào cùng một chỗ hay không, trong lòng Hạ Tưởng không tự tin cho lắm. Tuy nhiên nếu Lý Đinh Sơn đã biết Tào Vĩnh Quốc có quan hệ có thể mượn dùng, có lẽ cũng sẽ có liên tưởng gì đó. Mỗi mắt xích đều có thể hỗ trợ lực lượng cho nhau, càng nhiều mắt xích, mạng lưới quan hệ càng rộng lớn. Sáng sớm hôm sau, vừa lên cơ quan, Hạ Tưởng liền nói với Lý Đinh Sơn về sự tình Tào Thù Lê. Quả nhiên Lý Đinh Sơn vừa nghe thấy liền vô cùng hứng thú. Tào Vĩnh Quốc, tôi cũng nghe nói qua về ông ta, đó là một giám đốc sở hình thái học giả. Tố chất bản thân rất cao, từ cơ sở từng bước đi lên tới vị trí cao, cơ sở rất vững chắc. Tôi khá bội phục người như vậy, có cơ hội có thể nhận thức một chút. Trước mặt Hạ Tưởng,
Lý Đinh Sơn không chút che giấu ý tưởng chân thật của mình. Ông ta cảm thấy Tào Vĩnh Quốc còn có tiền đồ lớn hơn, lại không biết rằng Tào Vĩnh Quốc đang bị Cao Thành Tùng xa lánh, mỗi bước đi đều gian nan. Tuy nhiên kỳ quái chính là tin đồn Tào Vĩnh Quốc phải điều sang làm giám đốc sở đo vẽ bản đồ đã truyền đi một thời gian, vậy mà cho đến nay vẫn chưa chính thức bổ nhiệm. Nghe ý tứ của Tào Thù Lê thì dường như Tào Vĩnh Quốc cũng không biết tình hình cụ thể sai lệch ở đâu. Để tôi hỏi Triều Độ một ít tin tức. Nghe Hạ Tưởng nói việc điều động Tào Vĩnh Quốc, Lý Đinh Sơn cảm thấy rất kỳ quái, ngay trước mặt Hạ Tưởng liền bấm điện thoại gọi cho Tống Triều Độ. Đây là lần đầu tiên Hạ Tưởng nhìn thấy Lý Đinh Sơn gọi điện thoại cho Tống Triều Độ. Triều Độ, tôi là Đinh Sơn, muốn hỏi thăm ông một việc. Lý Đinh Sơn và Tống Triều Độ quả nhiên quan hệ không tồi, căn bản là không cần khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói ra sự tình của Tào Vĩnh Quốc. Sau đó Lý Đinh Sơn liền trầm mặc, lặng lặng nghe điện thoại, trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Triều Độ nói, người ủng hộ Tào Vĩnh Quốc trên tỉnh chính là tỉnh ủy thường ủy, trưởng ban tuyên giáo Lộ Uyên Nguyên. Tuy nhiên kỳ quái chính là, trong một lần hội nghị thường ủy, phó bí thư Lộ cũng rất ủng hộ Tào Vĩnh Quốc, khiến tất cả mọi người đều chấn động. Lý Đinh Sơn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Tưởng, biết hắn cũng không thể tin nổi. Bởi vì Lộ Chi Viễn là phó bí thư tỉnh ủy, là nhân vật xếp hạng số 3 trong tỉnh ủy, vị trí gần với bí thư tỉnh ủy Cao Thành Tùng và chủ tịch tỉnh Diệp Thạch Sinh, chủ quản đảng và quần chúng, rất có quyền lên tiếng trong việc bổ nhiệm cán bộ. Nếu phó bí thư Lộ quả thật muốn ủng hộ Tào Vĩnh Quốc, cho dù Tào Vĩnh Quốc không thể thăng chức thì ít nhất cũng có thể bảo vệ chức giám đốc sở xây dựng đô thị, không cần tới sở đo vẽ bản đồ dưỡng lão. Vậy mặc kệ đời sau Tào Vĩnh Quốc có thật sự điều tới sở đo vẽ bản đồ hay không, nhưng ở thời gian và không gian hiện tại thì ông ta vẫn đang ngồi không yên ổn trên vị trí giám đốc sở xây dựng. Điều này chứng tỏ hậu trường của ông ta cũng không quá cứng rắn mạnh mẽ, nhưng sao đột nhiên lại chiếm được sự ủng hộ của phó bí thư Lộ chứ? Hạ Tưởng suy nghĩ cẩn thận, có thể lịch sử đã xuất hiện lệch lạc so với những gì hắn biết. Tiếp theo Lý Đinh Sơn lại nói một câu khiến Hạ Tưởng trợn mắt há hốc mồm. Nghe nói trên tỉnh có phong thanh, Tào Vĩnh Quốc khả năng sẽ được bổ nhiệm làm phó thị trưởng thành phố Yến, sau đó bước tiếp theo là thường ủy, phó thị trưởng thường trực. Hạ Tưởng khiếp sợ gần như nói không ra lời, qua một lúc lâu sau mới nói. Quá đột nhiên, Thù Lê cũng không nói gì với tôi, có lẽ cô ấy cũng không nghe được phong thanh gì. Nói như vậy, giám đốc sở Tào cũng không biết chút tin tức nào. Lý Đinh Sơn gật đầu. Hẳn là trên tỉnh đang đánh cờ. Tuy nhiên nghe giọng điệu Triều Độ, hẳn là không còn xa lắm. Phó bí thư Lộ ủng hộ rất mạnh mẽ, trưởng ban Lô cũng tỏ vẻ tận hết sức ủng hộ. Có điều là bí thư Cao tạm thời không có tỏ thái độ, những người khác đều giữ thái độ nghe ngóng, tạm thời còn chưa có ai phản đối rõ rệt. Trưởng ban Tống có cái nhìn gì khác không? Hiện tại Tống Triều Độ đã tới làm giám đốc sở nông công của tỉnh, sở nông nghiệp công nghiệp Hạ Tưởng cũng vẫn không thay đổi cách xưng hô trước kia. Hắn vẫn luôn cảm thấy chuyện này khẳng định có rất nhiều tin tức mà người ngoài không biết. Tuy rằng Tống Triều Độ không còn là thường ủy nhưng vẫn còn ở tỉnh ủy, mạng lưới quan hệ vẫn còn, khẳng định là biết một ít gì đó, liền dò hỏi một câu. Chương 104, một loạt phản ứng dây chuyền. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái, thì ra mơ hồ nghe nói là do Trần Phong đề nghị. Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc chưa từng lui tới, hẳn là cũng không quen biết nhau. Sao lại đột nhiên đề xuất Tào Vĩnh Quốc làm trợ thủ, hơn nữa còn là phó thị trưởng thường trực? Trần Phong là dòng chính của phó bí thư Lộ, nếu Trần Phong cố ý khiến Tào Vĩnh Quốc lên đài với mình, vậy phó bí thư Lộ vốn luôn phi thường coi trọng Trần Phong ủng hộ Tào Vĩnh Quốc cũng là chuyện đương nhiên. Lý Đinh Sơn bóp trán, bộ dạng trầm tư. Không ngờ Trần Phong lại coi trọng Tào Vĩnh Quốc, ở giữa chuyện này khẳng định có người trung gian, cũng không biết nhân vật trung gian này là ai. Hạ Tưởng cũng cúi đầu trầm tư, hắn cũng không biết, kỳ thật tất cả những biến cố này đều bởi vì hắn cho Tào Thù Lê tham gia hạng mục thiết kế dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn, đồng thời dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền, làm cho Trần Phong yêu ai yêu cả đường đi, mới cực kỳ cảm thấy hứng thú đối với Tào Vĩnh Quốc. Bởi vậy, hắn mới chính là nhân vật trọng yếu ở trung gian kia. Lại nghĩ tới bóng dáng Cao Kiến Viễn không ngờ lại hiện ra trong dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn. Trong lòng Hạ Tưởng lại thầm tính toán, nói với Lý Đinh Sơn. Bí thư Lý, khi Thù Lê thiết kế dự án, mơ hồ nghe được rằng Cao Kiến Viễn là đại diện cho nhà đầu tư, chiếm cứ cổ phần nhất định trong công ty. Lý Đinh Sơn không chút che giấu vẻ giật mình trên mặt. Cao Kiến Viễn,
con trai của Cao Thành Tùng, thật hay giả? Hạ Tưởng nặng nề gật đầu. Tôi cũng rất kinh ngạc, tuy nhiên Thù Lê cũng không biết Cao Kiến Viễn là con trai của Cao Thành Tùng, chỉ là vô tình nghe được có người nói vậy nên mới nhớ. Tôi nghĩ hẳn là không sai được. Lý Đình Sơn đứng dậy, vòng qua bàn làm việc, ngồi xuống đối diện Hạ Tưởng. Sự tình càng ngày càng phức tạp, không ngờ Cao Kiến Viễn lại nhúng tay vào sự tình công ty. Cho dù Cao Thành Tùng quên tôi là bí thư huyện ủy ở đây, bởi vì Cao Kiến Viễn tham gia hoạt động của công ty, sớm muộn gì Văn Dương cũng nhắc tới tôi, muốn Cao Thành Tùng không nghe thấy tên Lý Đình Sơn tôi cũng khó. Ông ta cười cười, không cho là đúng, nói tiếp. Trốn nhất thời không thể trốn một đời, không tin Cao Thành Tùng thật sự lòng dạ hẹp hòi đến mức không chịu buông tha một bí thư huyện ủy nhỏ nhoi như tôi. Thế cục thành phố Yến đúng là có thể dùng gió nổi mây phun để hình dung, biến hóa quá nhanh khiến Hạ Tưởng không kịp nhìn, không kịp phát hiện manh mối từ giữa. Hắn biết khuyết điểm lớn nhất của mình chính là biết được quá ít tin tức từ thượng tầng, cũng không biết Lý Đình Sơn có tìm hiểu được một ít tin tức nào về Tiền Cẩm Tùng từ miệng Tống Chiêu Độ hay không. Tiền Cẩm Tùng hàng không từ thủ đô tới đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn đề cập vấn đề này với Lý Đình Sơn, Lý Đình Sơn lắc đầu nói. Chiêu Độ cũng không nói gì, anh ta chỉ nói hiện tại còn không rõ lắm, chờ sau này có tin tức sẽ nói sau. Tuy nhiên nghe nói trưởng ban thư ký Tiền đối nhân xử thế phi thường khiêm tốn, cũng không tỏ thái độ trong các vấn đề lớn. Trên cơ bản chính là một nhân vật phái trung gian. Khiêm tốn hoặc là còn chưa chạm đến giới hạn của ông ta, hoặc là đang tích tụ lực lượng. Bản thân là tỉnh ủy thường ủy, Tiễn Cẩm Tùng tất nhiên sẽ chậm rãi nuôi trồng thế lực của mình mới có thể đứng vững gót chân ở tỉnh Yến. Lúc này khiêm tốn có lẽ chỉ là thử thăm dò mâu thuẫn khắp nơi mà thôi. Tuy nhiên Hạ Tưởng luôn cảm thấy Tống Chiêu Độ hẳn là biết một ít tin tức gì đó nhưng ông ta không tiết lộ cho Lý Đình Sơn mà thôi. Đến giữa trưa, Lý Đình Sơn không hề có vẻ cao ngạo của bí thư huyện ủy mà bảo Hạ Tưởng mời Tào Thù Lê ăn cơm. Không hiểu tại sao, Mễ Huyên không tham gia, chỉ có ba người Lý Đình Sơn, Hạ Tưởng và Tào Thù Lê. Ông ngoại của Tào Thù Lê trước kia là chủ tịch quận, hiện tại ba cô lại là giám đốc sở, bình thường gặp cán bộ cấp sở rất nhiều. Thấy Lý Đình Sơn không hề có giọng điệu của quan lại bình thường mà có một khí chất văn nhã, bởi vậy không hề gọi ông ta là bí thư Lý mà vừa mở miệng đã gọi là Lý Thúc Thúc chú Lý. Lý Đình Sơn cười ha hả nhìn Hạ Tưởng, lại nhìn Tào Thù Lê, sau đó vỗ vỗ vai Hạ Tưởng. Tiểu Hạ, rất không tồi. Một cô bạn cùng học rất tốt, không nên ức hiếp người ta. Ông ta lại nói với Tào Thù Lê. Thù Lê, nếu Hạ Tưởng ức hiếp cháu, cứ nói với Lý Thúc Thúc. Để Lý Thúc Thúc phê bình cậu ta. Lý Đình Sơn tươi cười đầy hàm ý, Hạ Tưởng cũng trêu đùa theo. Bí thư Lý, ngài sao có thể bất công như vậy, vừa gặp mặt đã thiên vị Thù Lê, tôi là có ý kiến đấy. Tào Thù Lê có thể gọi Lý Đình Sơn là chú nhưng Hạ Tưởng vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt bối phận, không thể xưng hô rối loạn được. Có ý kiến thì phải bảo lưu, ai bảo Thù Lê là cô gái chứ, chẳng lẽ cậu không thể rộng rãi một chút sao? Lý Đình Sơn vô cùng vui vẻ, nhìn Tào Thù Lê với ánh mắt thêm hiền lành, yêu thương. Tào Thù Lê kéo ghế dựa mời Lý Đình Sơn ngồi xuống. Hạ Tưởng lòng dạ hẹp hòi, Lý Thúc Thúc thiên vị em mà anh cũng có ý kiến sao? Hừ, vậy chỉ nói chuyện với một mình Lý Thúc Thúc, không thèm để ý tới anh nữa. Xem anh làm sao bây giờ? Lý Đình Sơn thản nhiên ngồi xuống, Hạ Tưởng ngồi bên trái, Tào Thù Lê ngồi bên phải. Sau khi phân biệt ngồi ổn định, Lý Đình Sơn tùy ý chọn mấy món ăn, nói. Có tôi ở đây, khẳng định rằng tâm tư của mấy thanh niên các cậu cũng không đặt ở việc ăn cơm, vậy tùy tiện ăn một chút là được, Thù Lê cũng không cần phải để ý, muốn ăn gì cũng được. Sau này có thời gian lại bảo Hạ Tưởng tiếp đãi cháu chu đáo. Hôm nay chú gặp cháu, chính là muốn nhờ cháu thay mặt chú hỏi thăm ba cháu. Tuy rằng chú và giám đốc sở Tào không quen biết nhưng có quan hệ giữa cháu và Hạ Tưởng ở đây. Hơn nữa giám đốc sở Tào tri thức uyên bác, chính là loại hình lãnh đạo học giả mà chú rất kính nể, cho nên khi nào có cơ hội rất muốn gặp mặt thỉnh giáo ông ấy. Lý Đình Sơn nhìn ra được Tào Thù Lê rất thân thiết với Hạ Tưởng, ánh mắt và hành động đều vô cùng ăn ý. Là người từng trải, đương nhiên ông ta biết tình nghĩa của Tào Thù Lê đối với Hạ Tưởng, nếu không cô cũng sẽ không từ xa ngàn dặm tới thăm Hạ Tưởng. Bởi vậy ông cũng không cần phải e dè gì nhiều. Nếu Tào Thù Lê đã không gọi mình là bí thư Lý mà trực tiếp xưng hô là Lý Thúc Thúc, có thể thấy cô cũng là một cô bé phi thường thông minh. Là con cái sinh ra trong nhà quan lớn, biết quy củ,
biết khi nào nên xưng hô kiểu gì, gọi mình là chú, chính là biểu lộ một loại thái độ, hẳn là cũng gián tiếp nói ra ý muốn kết giao của Tào Vĩnh Quốc. Cán bộ cấp huyện muốn kết bạn với cán bộ sở xem như trèo cao, không tính là mất mặt, Lý Đinh Sơn nói rất thản nhiên. Tào Thù Lê đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ đi bố trí đồ ăn, cô tự ra tay giúp Lý Đinh Sơn dọn bát đĩa, sau đó nói với Hạ Tưởng. Tự anh bày đi, mặc kệ anh. Hạ Tưởng biết vai trò nhân vật cầu nối của hắn đã hoàn thành, hiện tại liền ở một bên làm khán giả là được, liền cười ha hả vui ngây ngô. Kỳ thật ba cháu bình thường cũng thích chơi chữ, có điều trình độ có hạn, thường xuyên tự giận mình không có tế bào văn học, lúc này trở về vừa lúc có thể khoe với ông ấy. Giới thiệu cho ông ấy một phóng viên lớn, khẳng định ông ấy sẽ rất khen ngợi cháu, có khi còn thưởng cho nữa ấy chứ. Tào Thù Lê vô cùng ngoan ngoãn rót nước cho Lý Đinh Sơn, lại làm bộ không tình nguyện rót cho Hạ Tưởng một cốc, cuối cùng mới rót cho mình một cốc, lúc này mới ngồi xuống. Lý Thúc Thúc nói đúng lắm, có thời gian quay về thành phố Yến, nhất định phải nói Hạ Tưởng mang chú tới nhà cháu. Cháu cảm thấy nhất định chú và ba cháu sẽ thân nhau. Lý Đinh Sơn uống nước trà. Càng nhìn Tào Thù Lê trong lòng càng cảm thấy yêu thích. Ông ta cũng đã gặp không ít tiểu thư nhà quan lớn, có cao ngạo như công chúa, có ngạo mạn khó tiếp xúc, rất ít người giống như Tào Thù Lê, vừa đáng yêu lại vừa không cố ý đắn đo thân phận, lời nói cử chỉ đều vô cùng tự nhiên, nói mấy câu đã khiến lòng ông ta tràn đầy vui mừng. Vừa cho ông ta mặt mũi, lại vừa khen ông ta có tài, còn nói như thể cô mời ông ta tới làm quen với giám đốc sở Tào vậy. Nhẹ nhàng đơn giản đã nâng cao ông ta một phen, thật sự là một cô gái thông minh sắc sảo. Lý Đinh Sơn thoáng nhìn Hạ Tưởng một cái đầy tán thưởng, nghĩ thầm rằng Hạ Tưởng đúng là phúc tướng của mình, chẳng những âm thầm bày mưu tính kế cho mình còn tìm một tiểu thư thiên kim nhà giám đốc sở làm bạn gái. Không, nói không chừng sắp sửa là thiên kim nhà phó thị trưởng. Chàng trai này không biết còn cất giấu những điều ngạc nhiên vui mừng nào trên người nữa đây, thật là nhân tài hiếm có. Trong lòng Lý Đinh Sơn rất vui vẻ. Hạ Tưởng chỉ cười hàm xúc, Lý Đinh Sơn và Tào Thù Lê nói chuyện với nhau vừa rồi cũng khiến hắn vô cùng mừng rỡ. Đã sớm lĩnh giáo cơ trí của Tào Thù Lê, hôm nay lại kiến thức một lần nữa, hắn vẫn phải âm thầm khen ngợi cô thông minh, lanh lợi. Hắn cũng biết rõ, qua chuyện này, cảm nhận về hắn trong lòng Lý Đinh Sơn lại nặng thêm vài phần. Lý Đinh Sơn rất cao hứng, liền cho Hạ Tưởng nghỉ phép. Bảo hắn tiếp đãi Tào Thù Lê chu đáo chính là làm tốt nhiệm vụ. Lý Đinh Sơn nói đúng, nếu Tào Thù Lê chỉ là một cô gái bình thường, Hạ Tưởng tiếp đãi cô sẽ chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng hắn là thư ký của lãnh đạo, tiếp đãi thiên kim của giám đốc sở cũng chính là nhiệm vụ chính trị hạng nhất. Huống chi, nếu Tào Vĩnh Quốc thật sự lên làm phó thị trưởng thường trực thành phố Yến, quyền lực sẽ lớn hơn không ít so với giám đốc sở xây dựng đô thị, lại có danh hiệu thường ủy, trên thực tế là thăng tiến một bước rất lớn. Đến lúc đó Tào Thù Lê là thiên kim của phó thị trưởng, cũng là cầu nối rất tốt giữa Lý Đinh Sơn và Tào Vĩnh Quốc. Hạ Tưởng đề nghị buổi chiều đi Thảo Nguyên du ngoạn, Tào Thù Lê tự nhiên không có ý kiến, Mễ Huyên cũng xuất hiện đúng lúc, cũng muốn đi theo chân bọn họ. Hạ Tưởng đoán được kỳ thật Mễ Huyên cố ý muốn tránh không gặp Lý Đinh Sơn, không muốn lấy thân phận con gái của Vương Toàn Hữu tiếp xúc với Lý Đinh Sơn, tránh xuất hiện những phiền toái không cần thiết. Hạ Tưởng có thể hiểu tâm tính của Mễ Huyên, cho nên cũng giả vờ như không biết. Hạ Tưởng đề nghị đến Hoa Hải Nguyên chơi một chuyến, Tào Thù Lê và Mễ Huyên đều nhất trí đồng ý. Mễ Huyên làm việc sốt sắng, vừa nói muốn đi liền lái xe đi trước, đợi ở xã Cổ Trại. Hạ Tưởng tìm Hoàng Hải, chờ sau khi Hoàng Hải dẫn ngựa đi ra, hắn mới ý thức gặp phải một vấn đề xấu hổ, Tào Thù Lê và Mễ Huyên đều mặc váy, không có cách nào khác để cưỡi ngựa. Mễ Huyên thấy Tào Thù Lê vẻ mặt quẫn bách, liền mỉm cười rất vui vẻ. Cô tiến vào trong xe, một lát sau đi ra, trên người đã đổi thành quần bò. Hóa ra cô đã sớm có chuẩn bị. Tào Thù Lê hơi nhíu mày. Hay là em không đi? Nếu chị Huyên mà không cho em mượn quần thì em không cưỡi ngựa đâu. Ngựa của tôi đều rất nghe lời, rất ngoan ngoãn, tuyệt đối không hung dữ, cô bé không phải sợ, tôi có thể giúp cô dắt ngựa, khẳng định không có việc gì. Hoàng Hải sợ mối làm ăn thất bại, vội vàng lấy lòng, nói. Tào Thù Lê khiếp đảm nhìn con ngựa không thấp hơn mình bao nhiêu, lại liếc Hạ Tưởng một cái, vẫn lắc đầu. Cô bé Lê, chỉ có một biện pháp. Mễ Huyên cười vẻ xấu xa, nắm lấy dây cương nhảy lên lưng ngựa một cách rất gọn gàng. Em cũng không cần đổi quần, chị không có mang dư.
Em cứ ngồi ngang trên ngựa ở phía trước người Hạ Tưởng, để cậu ta bảo hộ em, vừa lãng mạn lại vừa an toàn. Thế nào, biện pháp chuẩn xác chứ hả? Còn không mau cảm ơn chị đi. Tuy rằng Tào Thù Lê thẹn thùng nhưng vẫn không kìm nổi tâm tư thích vui chơi, cuối cùng đỏ mặt ngồi ngang trước mặt Hạ Tưởng, vai trái dựa chắc vào trong ngực hắn, mông chạm vào đùi phải hắn, cảm thấy một sự đàn hồi và nhiệt độ truyền tới khiến cô không kìm nổi hoảng hốt, không dám liếc nhìn Hạ Tưởng chút nào. Hạ Tưởng sợ cô ngã, tay trái nắm dây cương, tay phải đỡ eo thon của cô, thổi một hơi bên tai cô. Đừng xấu hổ, cứ coi anh như anh trai của em đi. Anh trai bảo hộ em gái là hoàn toàn chính đáng, đúng không nào? Thân mình Tào Thù Lê lay động theo bước ngựa phi, cô sợ tới mức hai tay ôm chặt cánh tay Hạ Tưởng. Anh đừng trêu em, đừng ném em xuống, được không? Hiện tại cô không còn là một cô bé thông minh, tinh nghịch như vốn con nữa mà hoàn toàn như một con cừu nhỏ mặc cho người bắt nạt. Hạ Tưởng không kìm nổi buồn cười, nói. Cô nhóc Lê nói cái gì thế? Sao anh có thể ném em xuống chứ? Anh lại hư hỏng như vậy sao? Anh hư, anh rất hư. Tào Thù Lê cố ý lớn tiếng nói chuyện, như thể giọng càng lớn càng giảm bớt sự sợ hãi của cô. Hơn nữa em lại trắng thế này, anh lại đen thế kia, ai muốn anh làm anh trai chứ? Em sợ em sẽ lây đen của anh. Hoàng Hải cưỡi ngựa mở đường phía trước, Mễ Huyên theo sát sau đó. Hạ Tưởng và Tào Thù Lê cùng cưỡi một con ngựa, bởi vì cô nhát gan nên họ không dám đi nhanh, đành phải cho ngựa chậm rãi chạy phía sau hai người kia một đoạn xa. Nhưng ai biết cưỡi ngựa đều biết, thật ra ngựa phi nhanh lại càng ổn định, đi thong thả lại càng lắc lư nhiều hơn. Thân mình Tào Thù Lê cứ va chạm liên tục vào ngực Hạ Tưởng khiến hắn hoàn toàn hiểu được thế nào là tim đập như hươu chạy. Vóc dáng Tào Thù Lê không thấp, ngồi cạnh Hạ Tưởng gần như tới trên mắt hắn, vừa lúc hắn có thể nhìn thấy cả lông tơ mịn màng trên cổ cô. Vành tai bị ánh mặt trời chiếu tới gần như trong suốt, còn cả xương vai cực kỳ hoàn mỹ. Rất nhiều cô gái có cái cổ khá đẹp nhưng xương vai lại hơi xuôi quá hoặc thô quá, nhưng Tào Thù Lê thì không như vậy. Hai vai cô gầy mảnh, xương rất sâu, vô cùng mê người. Cánh tay Hạ Tưởng bị Tào Thù Lê nắm chặt tới mức phát đau. Hắn biết cô quả thật sợ cưỡi ngựa, liền nghĩ cách rời sự chú ý của cô đi. Ngựa là một loài vật rất ngoan hiền, là bạn tốt của nhân loại, sẽ không làm tổn thương người, không cần sợ. Hơn nữa, em cũng không cần khẩn trương như vậy. Lần trước ở trên lầu siêu thị Dai Gia, em ôm chặt lấy anh không thả ra, cũng không thấy em khẩn trương chút nào, càng không đỏ mặt, sao hôm nay lại ngược lại như thế? Ai ôm anh, chỉ toàn nói bậy. Tào Thù Lê bất mãn, quay mặt đi giả vờ hung hăng nói. Rõ ràng là anh ôm em xả thân cứu giúp, vậy mà anh còn chế giễu, không nhớ rằng em là người tốt mà ngược lại tưởng mình là người tốt, thật sự là một con cún con vong ân phụ nghĩa. Không đúng, anh nhớ rất rõ ràng là em chủ động lao vào lòng anh, sao lại thành anh ôm em chứ? Hơn nữa cho dù anh chủ động ôm em, sau đó lại bị em ôm thật chặt, suýt nữa thì anh bị đè ép thành nghẹt thở. Không ngờ sức lực em cũng lớn thật. Có lẽ anh cũng không đánh thắng nổi em. Hạ Tưởng tiếp tục trêu đùa. Anh còn nói nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Tào Thù Lê đỏ bừng lên, như thể toàn bộ hoa hồng xung quanh đều bay tới đậu trên mặt cô vậy. Không được nói nữa, nếu không em sẽ đẩy anh xuống, cho anh dập mông, cho anh phát khóc. Hạ Tưởng thối tha, Hạ Tưởng hư hỏng, mặt dày nói xấu người ta. Hạ Tưởng cười ha hả không ngừng, thấy Tào Thù Lê dần dần trấn tĩnh lại. Cũng không sợ cưỡi ngựa như lúc đầu nữa, liền gợi tới đề tài Tào Vĩnh Quốc. Nghe thấy Hạ Tưởng nói cho tin tức kinh người như vậy, Tào Thù Lê cũng vô cùng kinh ngạc. Ba không hề lộ ra một chút nào là ông ấy sẽ làm phó thị trưởng. Anh nghe tin này ở đâu vậy? Hay là có người nào đó có ý đồ tung tin giả ra? Hạ Tưởng lắc đầu phủ định suy đoán của Tào Thù Lê. Không phải, là tin tức trực tiếp truyền ra từ trong tỉnh ủy. Mấu chốt không phải tin tức thực hay giả mà là nghe nói thị trưởng Trần Phong chủ động đề xuất muốn ba em là phó thị trưởng thành phố Yến. Giữa thị trưởng Trần và ba em có qua lại gì không? Ba em không biết thị trưởng Trần, cũng chưa bao giờ nghe nói ông ấy và thị trưởng Trần có quan hệ gì cả. Vì sao thị trưởng Trần lại chủ động điểm danh muốn ba em làm trợ thủ cho ông ấy, thật sự là việc lạ. Tào Thù Lê suy tư nhìn về phía trước, hơi ngây người đột nhiên nói. Ai chà! Quên mất không nói cho anh, em đã gặp thị trưởng Trần ở quảng trường ga. Từ lời kể của Tào Thù Lê, Hạ Tưởng cũng đoán được đại khái,
cũng cảm thấy hiểu biết rõ ràng hơn, biết được rằng nguyên nhân trọng yếu khiến Trần Phong đơn giản đi thị sát từ quảng trường thư giãn tới quảng trường ga chính là vì ông ta đã gặp phải lực cản rất lớn trong quá trình cải tạo thôn nội đô. Mâu thuẫn giữa Trần Phong và Cao Thành Tùng là không thể tránh được. Cho dù Trần Phong có thể sẽ lùi vài bước nhưng Hạ Tưởng biết, công ty xây dựng Phương Nam ăn to uống lớn, muốn thâu tóm toàn bộ thị trường xây dựng của thành phố Yến, thậm chí là của cả tỉnh Yến. Với tính cách của Trần Phong tuyệt đối sẽ không chắp tay giao toàn bộ các hạng mục xây dựng cơ bản cải tạo thôn nội đô cho công ty xây dựng Phương Nam, bởi vì công ty xây dựng Phương Nam không có tư chất cũng không có kỹ thuật và chất lượng. Trần Phong sẽ không cho phép bọn họ một chuyến bao thầu toàn bộ. Nếu Tào Vĩnh Quốc có thể lên làm thường ủy thành phố Yến, phó thị trưởng thường trực, xem như đã bước được một bước quan trọng trên con đường chính trị. Thành phố Yến là thành thị cấp phó tỉnh, thành ủy thường ủy cũng là cấp giám đốc sở, cấp bậc không thăng nhưng đã bước qua một bước rất lớn. Nếu đi tốt, về sau mới có thể tiến vào hàng ngũ cán bộ cao cấp của tỉnh. Nhưng nhìn dụng ý của Trần Phong, sau khi đảm nhiệm chức vụ phó thị trưởng, Tào Vĩnh Quốc khẳng định sẽ chủ quản xây dựng đô thị, sẽ không thể tránh việc gặp mặt chính diện với Cao Thành Tùng. Tào Vĩnh Quốc cũng là một người ngay thẳng, nếu không đời sau ông ta cũng đã không bị Cao Thành Tùng ghét bỏ, điều tới sở đo vẽ bản đồ. Hiện tại vận mệnh của ông ta đã xuất hiện thay đổi, có thân phận phó thị trưởng, sẽ xảy ra xung đột với Cao Thành Tùng vì chuyện công ty xây dựng Phương Nam, chỉ sợ cuối cùng kết cục của ông ta và Trần Phong cũng giống nhau, không thể lạc quan nổi. Tuy nhiên chỉ cần trên tỉnh đạt được thỏa hiệp đưa ra quyết định bổ nhiệm, vậy không thể thay đổi được. Hơn nữa đối với Tào Vĩnh Quốc thì đây cũng là một cơ hội phi thường khó có được, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hạ Tưởng không phải không lo không nghĩ mà là hắn luôn chờ đợi thời khắc khi Cao Kiến Viễn ngoi lên mặt nước, chờ cơ hội có thể tiếp xúc với Cao Kiến Viễn, muốn thông qua Cao Kiến Viễn âm thầm ảnh hưởng tới Cao Thành Tùng để thực hiện kế hoạch của mình. Lúc này xem ra, Tào Vĩnh Quốc thật sự sẽ tới làm phó thị trưởng thành phố Yến. Vận mệnh của ông ta và Trần Phong sẽ buộc cùng một chỗ. Nói cách khác, nếu chẳng may giữa Tào Vĩnh Quốc và Cao Thành Tùng sinh ra mâu thuẫn, Trần Phong khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn. Tuy rằng vận mệnh của Tào Vĩnh Quốc biến hóa là do Trần Phong dựng nên nhưng xét đến cùng chính là bởi vì Hạ Tưởng xuất hiện, gián tiếp làm cho Trần Phong chú ý tới Tào Vĩnh Quốc. Nhìn Tào Thù Lê gần mình trong gang tấc, nhớ tới việc Tào Vĩnh Quốc bỏ đi cái giá của giám đốc sở mà bảo hắn ở lại thành phố Yến. Hạ Tưởng âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ là vì con đường làm quan của giám đốc sở Tào hay là vì hạnh phúc của Tào Thù Lê, hắn nhất định sẽ tìm cách chiến đấu tới cùng với Cao Thành Tùng. Chẳng qua, kế hoạch mà hắn đã sớm định trước bắt buộc phải hơi thay đổi một chút. Chương 105, sự kiện ngựa nổi trứng dẫn tới bất ngờ. Không bao lâu, Tào Thù Lê dần dần thích ứng lưng ngựa, cũng không còn khẩn trương sợ hãi nữa, đánh bạo hết nhìn đông tới nhìn tây. Thỉnh thoảng còn quay đầu lại làm mặt quỷ với Hạ Tưởng, hoặc nhẹ nhàng, hừ, một tiếng, lườm hắn một cái, bộ dạng bất mãn, hiển nhiên vẫn còn tức giận bất bình vì sự đổi trắng thay đen vừa rồi của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cười cười không để ý tới cô, đang định gọi Hoàng Hải ở phía trước để hỏi chút chuyện bỗng nhiên nghe phía sau truyền đến tiếng gầm rú rất lớn. Còn chưa kịp quay đầu, một chiếc xe Việt giã cao lớn, hoành tráng đã vọt qua bên cạnh Hạ Tưởng nửa thước với tốc độ nhanh như bay. Kéo theo dòng khí lưu rất mạnh cuốn tung bay váy của Tào Thù Lê tới bên hông, lộ ra quần lót màu trắng và cặp đùi trắng mịn. Tào Thù Lê kinh hãi kêu lên, vừa thẹn vừa gấp, hai tay kéo váy xuống, lại quên rằng đang ngồi trên lưng ngựa, chỉ cần lệch về phía trước một chút sẽ rơi ra khỏi ngựa. Hạ Tưởng nhanh tay nhanh mắt, buông dây cương ra, giơ tay trái lên ôm lấy cổ Tào Thù Lê. Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng không chú ý thấy đã ôm vào ngực, toàn bộ ôm trọn lấy hai ngọn núi trước ngực. Vừa lúc đỡ được cô khỏi nghiêng người, mới khiến cô không ngã xuống ngựa. Hạ Tưởng vừa mới ổn định liền nghe thấy con ngựa của mình hí một tràng dài, đột nhiên cất vó phi như điên. Trong lòng hắn kinh hãi, ngựa nổi trứng. Ngựa vừa phi nhanh, Tào Thù Lê lập tức sợ hãi kêu lên một tiếng, sau đó không cần quan tâm gì hết, ôm chặt ấy Hạ Tưởng, nhắm tịt mắt lại, thân mình run rẩy, vùi đầu vào ngực hắn. Trước kia Hạ Tưởng lớn lên ở nông thôn, cũng biết ngựa trứng rất đáng sợ. Sẽ chạy mãi không yên. Cũng may con ngựa này đang có hai người cưỡi, lại là đang trên thảo nguyên nên cứ để mặc nó phi, chỉ cần không ngã xuống là được. Hắn kẹp chặt bụng ngựa, tay trái ôm chặt lấy Tào Thù Lê, tay phải nắm lấy dây cương, trước hết cứ để cho ngựa phi một lát, sau đó mới có thể chậm rãi dẫn dắt cho nó dừng lại. Con ngựa không hề chạy loạn mà vẫn đuổi theo chiếc ô tô phía trước.
Sau khi hơi ổn định một chút, Hạ Tưởng mới nhìn rõ chiếc ô tô hống hách vừa phi sát bên cạnh mình vừa rồi là một chiếc xe Việt dã Land Rover Range Rover, một thân xe cao lớn, hơn nữa còn lái với kiểu cách không hề kiêng nể ai, liền cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Biển số xe là xe thủ đô, hơn nữa còn là số tiến đều, xem ra cũng có chút bối cảnh. 1. Land Rover Range Rover. Land Rover Range Rover hàng, độc, ở Hải Phòng Express. Land Rover Range Rover Sport SSE Express. Range Rover Wikipedia, The Free Encyclopedia. Nhưng đã đến đây cũng không thể đâm chọc lung tung, không nói tới việc suýt nữa đụng vào bọn họ, chỉ việc dọa cho ngựa kinh hãi thôi, nếu Hạ Tưởng không có chút bản lĩnh cưỡi ngựa, khẳng định sẽ bị quẳng ngã xuống ngựa, mặt mũi bầm dập là nhẹ. Hơn nữa trên lưng ngựa lại có hai người, Tào Thù Lê thì sợ cưỡi ngựa. Nếu thật sự ngã ngựa, không biết sẽ còn dọa thành bộ dạng gì nữa. Trong lòng Hạ Tưởng tức giận bừng bừng, chỉ chốc lát sau cảm giác con ngựa đã thả chậm dần bước chân, biết nó đã dần bình ổn, hắn liền ra sức vung cương, thúc giục ngựa phi nhanh, đuổi theo chiếc ô tô phía trước. Tào Thù Lê ôm chặt lấy Hạ Tưởng nửa ngày, cảm thấy tuy rằng ngựa phi như bay nhưng lại có cảm giác như dẫm trên đất bằng, không hề có gì sóc này, bên tai truyền đến tiếng gió vù vù, đúng là cảm giác như bay chưa từng có bao giờ. Cô chậm rãi mở to mắt, lén nhìn về phía trước một cái, đã thấy ánh mắt Hạ Tưởng nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt kiên quyết, môi mím chặt, bộ dạng nhập thần khiến cô trầm mê, trong lòng thầm nghĩ, hơi đen một chút nhưng rất dễ coi. Thanh niên mà cứ trắng bệch ra thì xấu chết, chẳng có ý vị nam tính gì cả. Nghĩ đến ý vị nam tính, mũi cô lập tức truyền tới hơi thở đàn ông nồng đậm khiến cô ý loạn tình mê. Lúc này cô mới chú ý thấy tư thế của mình chướng tai gai mắt tới mức nào. Hai tay ôm thật chặt quanh thắt lưng Hạ Tưởng, cả đầu co rút trong ngực hắn. Nếu không phải ở trên lưng ngựa mà xê dịch tư thế lại một chút, có lẽ cô sẽ dính sát người vào hắn ở tư thế cân xứng, liền giống như chủ động ôm ấp nhau vậy. Tào Thù Lê lập tức xấu hổ mặt mũi đỏ bừng, đã muốn bỏ tay ra không ôm Hạ Tưởng nữa, không ngờ vừa mới nhẹ nhàng cử động đã bị Hạ Tưởng phát hiện. Tay trái hắn hơi gồng lên, nói với giọng thành thật đáng tin cậy. Đừng nhúc nhích, ngựa phi quá nhanh, nguy hiểm. Cánh tay trái Hạ Tưởng vừa cử động, Tào Thù Lê mới phát hiện thì ra hai ngọn núi thiếu nữ của mình vẫn còn đang bị đè ép trong cánh tay hắn, vừa ngứa ngáy khó chịu vừa có cảm giác khác lạ khiến cô vừa xấu hổ vừa uất ức, chỉ cảm thấy cả người sụi lơ, suýt nữa thì mềm oặt cả người lại như bún. Một lát sau, Tào Thù Lê lại giống như một con mèo nhỏ đang ăn vụng, nhẹ nhàng tách đầu ra xa ngực Hạ Tưởng một chút, sau đó chậm rãi nghiêng ra, lén liếc nhìn hắn. Sau đó lại nhanh chóng thu hồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hạ Tưởng đang hết sức chăm chú thúc ngựa phi nhanh, khẳng định không nhận thấy dáng vẻ quẫn bách vừa rồi của cô. May quá, may quá. Trong lòng cô âm thầm kêu may mắn. Hắn không nhận ra tư thế vừa rồi của cô và hắn mở ám tới mức nào là tốt rồi. Nếu không về sau sẽ không tránh khỏi bị hắn châm chọc một phen. Thật sự là xấu hổ chết người. Hạ Tưởng thúc ngựa vượt qua Mễ Huyên và Hạ Tưởng, đuổi sát ô tô phía trước. Vừa rồi Mễ Huyên và Hoàng Hải cũng bị chiếc ô tô gào thét lao qua làm cho hoảng sợ, may mắn là ngựa không bị kinh hãi, tuy nhiên trong lòng không tránh khỏi tức giận. Hai người thấy vẻ mặt tức giận của Hạ Tưởng, liền biết ngay có lẽ là bị kinh hãi, kích động, cũng giục ngựa đuổi theo. Sau hơn 10 phút, ô tô chạy đến Hoa Hải Nguyên, mấy người Hạ Tưởng cũng kẻ trước người sau đuổi tới nơi. Hạ Tưởng quay người xuống ngựa, lại đỡ Tào Thù Lê xuống dưới, sau đó mới đến trước cửa xe, gõ cửa kính xe. Đi cái kiểu gì thế? Vừa rồi còn làm ngựa của tôi nổi trứng, suýt nữa gặp chuyện không may. Xuống xe, xin lỗi chúng tôi. Kính cửa xe màu rất tối, không nhìn thấy rõ người bên trong bộ dáng là gì nữa, chỉ mơ hồ có thể thấy một người mặc bộ quần áo bò, trên đầu đội một chiếc mũ bò, chân đi giày da. Một chiếc kính râm lớn che khuất nửa khuôn mặt, dưới mũi còn quấn một chiếc khăn. Có thể nói toàn bộ khuôn mặt đều được che kín mít, lại thêm cách cửa xe kính tối màu, trông như thể gặp một kẻ giấu mặt đang ẩn nấp vậy. Hạ Tưởng cũng hoảng sợ, ai mà lại ăn mặc cổ quái như vậy chứ? Thời tiết nóng bức, vậy mà bịt kín người không chút kẽ hở. Không có khuyết tật gì đấy chứ? Hạ Tưởng gõ cửa vài cái, người bên trong vẫn không nhúc nhích, đừng nói là đáp lại, thậm chí còn không thèm quay đầu ra liếc một cái. Điều này khiến trong lòng Hạ Tưởng rất tức giận. Người ta vẫn nói người lái BMW thường là có tố chất thấp, gần như toàn bộ đều là người kiêu ngạo, không ngờ người lái Land Rover Range Rover cũng không lễ phép như vậy. Vào lúc này,
Land Rover Range Rover chẳng những giá cả đắt đỏ lên tới 400.000 trở lên, hơn nữa toàn bộ xe đều là nhập khẩu, không phải cứ có tiền là mua được, lại thêm biển số thủ đô, không cần nghĩ cũng đoán được ra người bên trong xe không phú cũng là quý. Tuy nhiên có tiền có quyền không có nghĩa là có thể không coi mạng người khác ra gì. Hạ Tưởng lại gõ cửa kính xe. Mau xin lỗi chúng tôi. Cửa kính xe đột nhiên mở ra, người trong xe giơ tay ném ra một tập tiền rất dày, chừng 4.000 tệ. Vào những năm 98, 99, đó xem như một số tiền không lớn không nhỏ. Hạ Tưởng cầm tiền trong tay, còn đang sửng sốt thì cửa kính xe đã đóng lại. Trừ Hoàng Hải, cả Tào Thù Lê và Mễ Huyên đều lộ vẻ mặt khinh miệt, đều đồng thanh nói. Ai thèm tiền của ngươi? Hoàng Hải suýt nữa hô to, tôi thích, tuy nhiên nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Hạ Tưởng, y vội co đầu rụt cổ, không dám nói gì nữa. Hạ Tưởng lại gõ cửa xe tiếp. Chúng tôi là người nghèo, nhưng cũng không thèm tiền của ngươi. Chúng tôi cần chính là thái độ của ngươi. Ngươi phải xin lỗi. Giọng điệu của Hạ Tưởng cũng cao lên vài phần, trong lòng đầy bất mãn. Người này cũng quá kiêu ngạo, không nói tới việc không xuống xe, ngay cả một câu cũng không thèm nói, chỉ tùy tiện ném tiền ra. Dù thế nào, chỉ mấy ngàn tệ đã nghĩ đè chết người sao? Cửa kính xe lại không kiên nhẫn mở ra, người ở bên trong rốt cục quay đầu ra, lạnh lùng nói. Vẫn chưa hề đụng vào các người, đừng cố tình gây sự, muốn tiền, cần bao nhiêu cũng được, muốn xin lỗi, đừng có mơ đi. Nghe giọng, Hạ Tưởng mới biết hóa ra là một cô gái. Giọng nói trẻ trung mà nhẹ nhàng, chỉ có điều trong giọng điệu lại lộ ra một khí thế lạnh lùng, cự tuyệt người từ ngàn dặm. Hạ Tưởng ném tiền trở lại trong xe, cũng nói với giọng điệu lạnh lùng. Tiền dù có nhiều hơn nữa cũng không mua được thành tâm. Chúng tôi cần cô xin lỗi, không cần một phân tiền của cô. Tôi sẽ không xin lỗi, anh có thể làm gì tôi? Người trong xe nói chuyện hơi có vẻ sốt ruột, thổi bay chiếc khăn che mặt lên. Cô vội vàng kéo mạnh khăn xuống, lộ ra cái miệng nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng có thể nói là hoàn mỹ, và một cái cằm mượt mà không tì vết. Giữa ban ngày ban mặt, anh còn dám động vào tôi sao? Nếu Hạ Tưởng chỉ là một thằng danh máu nóng, có lẽ sẽ thực sự giận dữ ra tay ra chân. Chỉ có điều hiện tại tâm trí của hắn đã thành thục vượt xa đám bạn bè cùng lứa tuổi, cũng chưa từng có thói xấu động chân tay với phụ nữ. Hắn đột nhiên có một hành động ngoài dự đoán của tất cả mọi người, hắn giơ tay chỉ sang bên phải. Bên kia có một người trong xe quay đầu sang nhìn theo bản năng, Hạ Tưởng thừa cơ giật lấy chìa khóa xe của cô, cười ha hả nói. Bị lừa rồi. Trừng phạt cô một chút nho nhỏ, tôi thay cô bảo quản cái chìa khóa này. Nếu trong vòng 2 giờ mà cô nghĩ thông suốt, chỉ cần xin lỗi chúng tôi, vậy chúng tôi sẽ trả lại cô chìa khóa ngay. Nhưng nếu vẫn không nghĩ thông, rất xin lỗi, cô cũng chỉ có thể một mình ngồi ngây ngốc, cô đơn ở đây vài giờ nhé. Hắn vẫy tay với mấy người Tào Thù Lê, còn không quên vẫy tay chào tạm biệt cô gái trong xe, sau đó giơ tay dắt ngựa. Đi, Hoa Hải Nguyên rất rộng rất đẹp. Chúng ta phải thoải mái vui chơi một chút. Tào Thù Lê đi ngang qua cửa xe, nói với người ở bên trong. Nghĩ nhanh lên nha, chơi một mình không có gì thú vị cả. Nếu xin lỗi chúng tôi, còn có thể chơi cùng với chúng tôi. Vô sỉ, khốn khiếp, kẻ lừa đảo. Cô gái trong xe thở hổn hển mắng. Tào Thù Lê không cãi lại, chỉ thè lưỡi rồi đi. Mễ Huyên đi tới, vỗ vỗ cửa xe, lắc đầu thở dài nói. Nói lời xin lỗi lại không có tổn thất gì. Hơn nữa quả thật là cô có lỗi, cô không chịu thừa nhận sao? Con gái tội gì phải tự khó xử mình thế, đúng không? Thời gian đừng để lãng phí. Không thèm quan tâm à? Không quan tâm thì thôi, cô cứ tự mình thành thật ngồi chờ ở đây đi. Đừng trách tôi không nhắc nhở cô, ở đây có khi còn có sắc lang, Mễ Huyên chơi chữ, kẻ háo sắc chó sói háo sắc đấy. Đúng, trên thảo nguyên có chó sói đấy. Cô phải cẩn thận một chút, đừng để bị chó sói ăn thịt. Hoàng Hải còn không quên cắm một câu, ra vẻ thần bí nói. Mặc kệ mấy người khiêu khích châm chọc như thế nào, người trong xe từ đầu tới cuối đều không thèm ngẩng đầu, cũng không thèm liếc nhìn họ chút nào, chỉ một mình ngồi ngơ ngẩn. Hạ Tưởng lắc đầu, thật sự là một quái nhân, cũng không biết vì sao lại quật cường như vậy, hay là tự cho là cao ngạo có thể nhìn xuống hết thảy. Không chịu cúi đầu trước mặt mấy tiểu nhân không thuộc về thế giới của bọn họ. Mặc kệ cô ta, cứ cho cô ta chờ vài giờ, coi như đỡ tức, cũng khiến cô ta nhớ kỹ chuyện này cũng tốt. Đầu tháng 8,
Thảo nguyên đã có hơi thở của mùa thu, trời cao mây nhẹ, thỉnh thoảng còn có chim nhạn bay qua, tiếng kêu rất xa khiến người ta vui vẻ thoải mái. Tào Thù Lê và Mễ Huyên đã từng đi tới Thảo Nguyên, tuy nhiên rốt cuộc vẫn là con gái. Mà bản tính trời sinh của con gái chính là yêu thích hoa cỏ. Hai người liền giống như những con bướm nhỏ không ngớt xuyên qua xuyên lại giữa đám hoa cỏ, người xinh hoa đẹp, cả đất trời như chỉ có các cô với nụ cười vui vẻ. Hạ Tưởng và Hoàng Hải đi cùng nhau ở phía sau hai cô, tùy tiện nói chuyện, trong lòng lại tính toán thấy sắp tới mùa đông, nấm khẩu bắc và rau quyết của Cổn Long Câu sẽ bị hỏng ở trong khe suối. Cho dù động tác của Phùng Húc Quang có nhanh hơn nữa cũng không còn kịp rồi, trong khoảng thời gian ngắn không thể kịp xin nhận thầu Cổn Long Câu. Muốn xây dựng xong nhà xưởng, sau đó tổ chức nhân lực thu hoạch, chỉ có thể đợi tới mùa xuân năm sau. Nghĩ đến bao nhiêu thứ tốt như vậy lại bị hỏng hết, Hạ Tưởng khá đau lòng. Nếu đổi thành tiền, có thể khiến bao nhiêu thôn dân mua được một bộ quần áo bông không tồi để sống qua mùa đông. Đề tài vô tình liền chuyển tới Cổn Long Câu, nói vài câu, Hoàng Hải nói. Hai hôm trước Tổng Giám Đốc Lưu tới đây lấy nấm khẩu bắc, bảo tôi đi lấy, cũng không biết vì sao lại đột nhiên chuyển biến nói chuyện rất dễ chịu, còn tặng tôi hai bao thuốc lá, tôi mới đáp ứng làm việc cho anh ta. Nghe thấy Hoàng Hải nói Lưu Hà biết mình và Phùng Húc Quang tới Cổn Long Câu. Sắc mặt Hạ Tưởng trầm hẳn xuống. Không phải ban đầu hắn không tính tới việc Hoàng Hải sẽ để lộ tin tức. Hắn không bảo Hoàng Hải giữ kín bí mật vì kỳ thật có nói y giữ bí mật cũng vô ích. Chỉ cần cho đủ lợi ích, Hoàng Hải sẽ không thể nào trung tâm được. Huống chi giữa hắn và Hoàng Hải mới chỉ là quan hệ quen biết sơ sài, nếu xét kỹ thì khẳng định Hoàng Hải sẽ tin tưởng Lưu Hà hơn. Dù sao Lưu Hà chính là người sinh ra và lớn lên ở huyện Bá. Chỉ có điều hắn thật không ngờ chính là, tin tức từ Bắc Kinh lại lâu đến như vậy. Trước khi có tin tức xác thực truyền đến, hắn cũng không mạnh mẽ yêu cầu Phùng Húc Quang lập tức đề xuất với huyện xin nhận thầu Cổn Long Câu. Tuy nhiên nếu hiện tại Lưu Hà đã biết hắn cố ý muốn nhúng tay vào Cổn Long Câu, khẳng định sẽ có phòng bị, có lẽ cũng sẽ nghĩ ra biện pháp để hợp pháp hóa. Có cạnh tranh là chuyện tốt, Hạ Tưởng nghĩ thông suốt, muốn cướp thịt từ trong miệng hổ không phải là chuyện đơn giản. Lưu Hà không đề cập tới việc nhận thầu Cổn Long Câu còn may, nếu một khi đề xuất, chẳng khác nào đặt sự tình lên mặt bàn, sẽ không thể dùng một số thủ đoạn sau lưng được. Xét theo một phương diện khác thì đây là chuyện tốt. Tuy nhiên sau khi trở về phải nhắc nhở Phùng Húc Quang một chút, mau chóng bắt tay vào việc xây dựng nhà máy, đồng thời cũng phải nói cho Lý Đinh Sơn, phải đứng vững trước áp lực, không thể để công ty của Lưu Hà đoạt trước một bước, nắm lấy Cổn Long Câu trong tay. Tào Thù Lê và Mễ Huyên vui chơi thỏa thích, chờ khi hai người chơi đùa xong thì trên người họ đã dính đầy các loại hoa đủ màu sắc, còn cả màu xanh của lá cây, lá cỏ. Nhìn tình hình này thì có rửa cũng không thể sạch được. Hơn nữa váy Tào Thù Lê còn rách một vết, trên mông còn có hai dấu vết, rõ ràng là đặt mông ngồi trên mặt cỏ. Hình tượng của Mễ Huyên còn hơi đỡ một chút nhưng quần bò của cô cũng đã bị nhuộm thành đủ vết màu sắc. Chiếc áo trắng trên người lại càng thê thảm hơn. Nhất là hai ngọn núi trước ngực ướt một mảng, có xanh có đỏ, cũng không biết là làm thế nào thành như vậy. Điều này khiến Hoàng Hải lén nhìn mấy lần, lại bị Mễ Huyên phát hiện, hung hăng trừng mắt nhìn y, làm cho y sợ tới mức vội quay người lại, vội vàng chạy đi dắt ngựa. Hạ Tưởng giả vờ không thấy sự khác lạ trên ngực Mễ Huyên. Tào Thù Lê đang nhào nặn một đám cánh hoa rơi trong tay như thể một cái chảo nhuộm lớn, màu sắc gì cũng có. Đột nhiên cô giơ hai tay tập kích Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không kịp tránh, bị hai tay cô dán vào ngực, lập tức trên ngực áo xuất hiện hai dấu tay ướt đầy màu sắc. Hắn rốt cục hiểu tại sao trước ngực Mễ Huyên lại xuất hiện hai vết ướt như vậy, trong lòng không khỏi âm thầm phát lạnh, cô bé là không biết thật hay là giả vờ không biết. Sao lại cố ý tập kích vào ngực người khác như vậy? Đàn ông còn dễ nói, tập kích vào ngực phụ nữ rất dễ khiến người ta sinh ra những liên tưởng cổ quái. Tào Thù Lê đánh lén thành công, cười khanh khách không ngừng. Đáng đời anh, ai bảo anh không chịu chơi? Anh làm sao cơ? Hạ Tưởng khó hiểu hỏi. Anh đắc tội em cái gì? Tào Thù Lê không nói gì chỉ quay đầu lại thì thầm gì đó với Mễ Huyên. Hai người cùng nhau cười to. Hạ Tưởng bất đắc dĩ cũng mỉm cười, không biết các cô thảo luận chuyện gì sau lưng mình, dù sao cũng không phải là chuyện tốt, cũng không thể tự mất mặt tới hỏi được. Mấy người trở lại trước chiếc xe Land Rover. Phát hiện đã hơn 2 giờ trôi qua mà người trong xe vẫn ngồi im không nhúc nhích, cái mũ che trên mặt, dường như đang ngủ. Thật sự là một quái nhân, Hạ Tưởng giơ tay đập cửa kính xe.
giam chân cô ta ở đây hơn 2 giờ, cũng coi như đã trừng phạt hành động điên cuồng mà cô ta đã gây ra, Hạ Tưởng chuẩn bị trả lại chìa khóa xe cho cô. Người trong xe bừng tỉnh, mũ rơi sang một bên, trên mặt không đeo kính râm, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp kinh thế hãi tục. Mặt trái xoan tiêu chuẩn, mắt to, cằm hơi nhọn, hai má từ trên xuống dưới là một đường cong vô cùng hoàn mỹ, có một vẻ đẹp cổ điển khiến người ta vô cùng giật mình ngưỡng mộ. Chỉ có điều sắc mặt hơi tái nhợt, khiến cả người cô đều có vẻ yếu ớt và uể oải. Không biết vì sao, vừa nhìn thấy ánh mắt cô, trong lòng Hạ Tưởng liền vô cớ phát lên một tiếng thở dài, cũng không biết là tiếc hận hay thương cảm. Hạ Tưởng đưa chìa khóa cho cô, nói. Hy vọng về sau cô lái xe chú ý một chút, nếu chẳng may đụng phải người ta, chết người, cho dù nhà cô có quyền thế tới mức nào cũng không thể cứu được cô. Hơn nữa, mạng người cũng không phải cứ có nhiều tiền là mua được. Lái xe phải có đạo đức lái xe, tôn trọng người khác chính là tôn trọng bản thân. Cô gái nhận lấy chìa khóa, lạnh lùng nhìn Hạ Tưởng. Nhiều lời vô nghĩa. Vẻ nóng bỏng của Mễ Huyên lập tức mờ đi trước vẻ đẹp của cô. Tuy rằng ngoài miệng không thừa nhận nhưng trong lòng Mễ Huyên phải thừa nhận cô gái này quả thật quá xinh đẹp kinh người. Cô tiến lên vỗ vào cửa xe. Bắc Kinh tới à, Bắc Kinh tới thì rất giỏi sao? Nói cho cô biết, đi tới huyện bá thì cũng phải cúi người. Trời cao hoàng đế xa, đừng có tưởng nhà mình có chút tiền dơ bẩn là coi trời bằng vung. Tào Thù Lê kéo Mễ Huyên ra phía sau, lại chặn trước mặt Hạ Tưởng, cũng không biết là vô tình hay cố ý, vừa lúc chặn tầm mắt Hạ Tưởng. Cô nói với giọng khoa trương. Chị xinh thật, có phải tiên nữ giáng trần hay không? Em nói cho chị này, kỳ thật bọn em cũng không có ác ý, chính là chị lái xe quá nhanh, dọa cho ngựa của bọn em kinh hãi. Em vốn nhát gan, cũng không dám cưỡi ngựa, ngựa kinh hãi làm em suýt nữa thì ngã xuống đất. Nếu không có Hạ Tưởng ôm lấy em, có khi em đã ngã vỡ đầu chảy máu rồi. Nói xong lời cuối cùng, giọng Tào Thù Lê hơi run lên, trên mặt toát lên vẻ hoảng sợ, trông rất khổ sở đáng thương. Chương 106, hai tin tức một tốt một xấu. Vẻ thờ ơ trên mặt cô gái kia vẫn không hề giảm, cô thoáng nhìn Tào Thù Lê lạnh lùng nói. Không biết cưỡi ngựa thì đừng cưỡi, nhất là đừng cùng cưỡi ngựa với một đứa con nít danh. Con nít mới lớn, tới thời khắc mấu chốt, khẳng định là không đáng tin cậy. Tuy giọng điệu vẫn lạnh như băng giống như lúc trước nhưng thanh âm đã dịu dàng đi rất nhiều, cũng nói nhiều hơn vài câu. Nói xong, cô liền khởi động ô tô, đóng cửa kính xe, dấn ga lao đi. Tào Thù Lê quay sang làm mặt quỷ với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cười nói. Mỹ nhân kế không thành công. Đáng tiếc. Đừng để ý tới cô ta, nhìn bộ dạng cô ta ngạo mạn không chịu nổi, đừng để cô ta lọt vào tay tôi sẽ cho cô ta đẹp mặt. Mễ Huyên tức giận bất bình, cảm thấy hành động vừa rồi của Tào Thù Lê là không đúng. Ô tô lao nhanh về phía trước chừng mấy trăm mét liền phanh kít lại, sau đó là một tràng âm thanh quay xe chói tai, chiếc Land Rover nhanh chóng quay về như một con mãnh hổ. Cửa kính xe mở ra, cô gái ngồi trong xe đưa ra một tập tiền, nhét vào tay Tào Thù Lê, nói. Cho cô để an ủi, nếu không muốn thì ném đi. Cho đến tận khi ô tô đi xa, Tào Thù Lê mới thấy rõ tập tiền dày trên tay, chừng 4.000 tệ. Cô giao tập tiền vào tay Hạ Tưởng, phủi bụi trên người, nói. Thật sự là một quái nhân, có tiền cũng không thể hào phóng như vậy chứ. Tưởng tiền là gió thổi đến à. Hạ Tưởng, trước hết anh cứ bảo quản giúp em, nếu có thể gặp được cô ta thì trả lại. Nếu không gặp thì chỉ có thể xin miễn. Hạ Tưởng cũng không khách khí, thu tiền lại nói. Cô bé Lê quả thật là ngôi sao may mắn của anh, vừa đến huyện bá đã giúp anh kiếm lời mấy ngàn tệ. Nếu ngày nào cũng giúp anh kiếm nhiều tiền như vậy, muốn không phát tài cũng khó. Bớt ba hoa chích chòe đi, em là ngôi sao may mắn của chính mình, không quan hệ gì tới anh. Đừng có mà lôi kéo loạn như thế. Tào Thù Lê khẽ cười trừng mắt nhìn Hạ Tưởng, trong lòng thầm nghĩ, chẳng những kiếm tiền cho anh. Dọc đường còn cho anh hưởng không ít tiện nghi, lại không thể nói ra. Tức chết người đi được. Khi trở về, Tào Thù Lê vẫn như lúc đi, ngồi ngang trước mặt Hạ Tưởng. Tuy nhiên lúc này hết thảy gió êm sóng lặng, Hạ Tưởng cũng không có cơ hội ôm cô lần nữa. Cô cũng thành thật ngồi nguyên bất động, lá gan cũng to lên, còn ngâm nga mấy câu hát, thỉnh thoảng còn liếc Hạ Tưởng một cái, thấy hắn có vẻ đang suy nghĩ liền âm thầm cười hắn đầu óc nhỏ nhen, không dứt bỏ được chuyện vừa rồi. Kỳ thật Hạ Tưởng đã ném chuyện không vui vừa rồi ra khỏi đầu. Hắn đang suy nghĩ rằng,
bởi vì hắn tái sinh, rất nhiều việc đã lệch khỏi tiến trình so với trước kia. Tuy nhiên bất kể thế nào, có lẽ cũng không thể ảnh hưởng tới tận Bắc Kinh được, không thể ảnh hưởng tới việc khai phá làng du lịch Tam Sơn. Việc khai phá làng du lịch Tam Sơn sẽ mang đến lợi ích rất lớn không cần nói cũng biết, tuy rằng cho dù không có một con đường nối thẳng Bắc Kinh với huyện Bá nhưng cũng có thể xây dựng một nhà máy thực phẩm. Nhưng một nhà máy thực phẩm là không đủ để mang đến sức kéo lớn cho kinh tế huyện Bá, không thể mang tới đủ ấm no cho nhân dân huyện Bá. Nếu muốn chỉnh thể kinh tế huyện Bá tăng lên một bậc thang mới cần phải có một con đường, cho dù đó chỉ là một con đường vòng qua núi cũng khiến khoảng cách giữa huyện Bá và Bắc Kinh ngắn lại mấy trăm cây em và rút ngắn rất nhiều thời gian đi lại. Nhưng nếu không có làng du lịch Tam Sơn, muốn dựa vào thực lực của huyện Bá để xây sửa đường núi, chẳng khác nào chuyện nghìn lẻ một đêm. Huyện Bá bị hạn chế rất lớn về mặt địa lý, cho dù có tài nguyên du lịch nhưng đường không thông thì cũng không thể đưa du khách tới được. Nếu thực sự phải chờ tới mấy năm sau, khi xe gia đình tăng mạnh, việc tự lái đi chơi hưng thịnh, du lịch huyện Bá mới phát triển lên, vậy còn phải cách thời gian là 5 năm. Trong thời gian đó có bao nhiêu đứa trẻ không có sách tới trường, có bao nhiêu người phải uống rượu nhắm với định sắt thay đồ nhắm. Còn chưa về tới thị trấn. Nửa đường di động có sóng liền nhận được điện thoại của Lý Đinh Sơn. Lý Đinh Sơn nói cho hắn một tin tức tốt và một tin tức xấu. Tin tức tốt là, Bắc Kinh truyền đến tin tức, có thể xác định khai phá làng du lịch Tam Sơn là thật, không lâu nữa sẽ khởi công. Tin tức xấu là công ty thương mại Bối Hà chính thức đề xuất với Ủy ban Nhân dân huyện xin nhận thầu Cổn Long Câu. Thương mại Bối Hà. Không cần nghĩ, Hạ Tưởng cũng biết là lấy tên hai người Dương Bối và Lưu Hà hợp lại mà thành. Nếu hắn đoán không sai, pháp nhân của thương mại Bối Hà khẳng định là Dương Bối. Không ngờ rằng hắn và Dương Bối không thể tránh nổi tình trạng phải đứng vào phía đối lập, hơn nữa còn là mâu thuẫn không thể điều hòa, phải phân ra thắng bại mới thôi. Hạ Tưởng nhíu mày, không kìm nổi suy nghĩ tới mức xuất thần. Đột nhiên một bàn tay nhỏ bé ấm áp đặt lên trán hắn, dường như đang muốn vuốt nếp nhăn vậy. Giọng nói bất mãn của Tào Thù Lê truyền đến. Đừng nhíu mày. Dễ hình thành nếp nhăn. Anh nhìn lại mình kìa, khi suy nghĩ cái gì trông cứ như một ông cụ non vậy. Mễ Huyên ở phía trước lái xe, Tào Thù Lê vốn muốn ngồi ở phía trước nhưng cuối cùng vẫn ngồi ở phía sau, cạnh Hạ Tưởng. Cô thấy Hạ Tưởng suy nghĩ tới mức nhập thần, liền nghịch ngợm lấy tay xoa xoa trán hắn. Hạ Tưởng cười cười, đẩy bàn tay nhỏ nhắn của cô ra. Đừng nghịch, người lớn đang suy nghĩ, trẻ con đừng quấy rối. Đúng rồi. Giám đốc Sở Tào có biết chuyện em tới huyện Bá không? Tào Thù Lê lắc đầu rồi lại gật đầu. Hẳn là không biết, không nói với ông ấy, tuy nhiên có lẽ ông ấy cũng có thể đoán ra được. Dù sao không ai nói gì thì cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Mễ Huyên ở phía trước cười. Không sợ chị mật báo à? Tào Thù Lê giơ nắm đấm về phía cô như thể thị uy. Chị dám, cẩn thận em cho chị biết tay. Mễ Huyên không quay đầu lại. Chỉ khẽ nhún vai, tỏ vẻ nhận thua. Về tới thị trấn, Hạ Tưởng bảo hai người nghỉ ngơi trước, hắn tới huyện ủy gặp Lý Đinh Sơn. Vào cửa, thấy Lý Đinh Sơn đang tự rót nước, hắn vội tiến tới lấy ấm nước. Bí thư Lý, để tôi làm, thư ký không hoàn thành nhiệm vụ, không thể phục vụ lãnh đạo kịp thời. Lý Đinh Sơn cười mắng. Bớt làm bộ với tôi đi, tôi đâu phải loại quan liêu như vậy chứ. Hơn nữa cậu cũng là đi làm công việc. Không cần phải lúc nào cũng ở cạnh tôi làm mấy việc vặt quét nhà, rót nước làm gì. Tán gái cũng là đi làm công việc, Hạ Tưởng suýt nữa xấu hổ không chịu nổi, tuy nhiên ngẫm lại vì xây dựng cơ sở tương lai, mặc kệ là cho bản thân hay cho Lý Đinh Sơn, đều cực kỳ cần thiết kéo gần quan hệ với Tào Vĩnh Quốc, hơn nữa Mễ Huyên còn là con gái của Vương Toàn Hữu. Lý Đinh Sơn nhận được điện thoại từ Bắc Kinh, đã điều tra rõ quả thật làng du lịch Tam Sơn đã được duyệt. Do một công ty có thực lực hùng hậu khai phá, còn ngày cụ thể khởi công thì không rõ ràng lắm, nhưng có lẽ là trước khi băng tuyết đóng dày khắp núi. Có thể nói, chuyện làng du lịch Tam Sơn đã là ván đã đóng thuyền, sẽ không có gì bất chắc nữa. Tuy nhiên công ty thương mại Bối Hà đột nhiên đề xuất nhận thầu vùng núi Hoang Cổn Long Câu đúng vào thời khắc cực kỳ mẫn cảm, có phải họ biết phong thanh gì không? Lý Đinh Sơn lo lắng không phải là không có lý. Vốn ông ta nghĩ chuyện khai phá làng du lịch Tam Sơn là cực kỳ bí mật, chỉ có mình và Hạ Tưởng biết. Ông ta có thể mượn việc này chiếm lĩnh tiên cơ trong rất nhiều vấn đề, đánh cho đối thủ trở tay không kịp. Nhưng nếu Lưu Thế Hiên cũng biết việc này, như vậy thủ đoạn xuất kỳ bất ý,
nối thông đường núi đã mất đi toàn bộ ý nghĩa. Hạ Tường nói lại tin tức thu được từ miệng Hoàng Hải ngày hôm nay, Lý Đinh Sơn mới cảm thấy thả lòng. Hóa ra là như vậy, Lưu Thế Hiên cũng khá có ý nghĩ, quyết định thật nhanh. Xem ra Cổn Long Câu thật đúng là uy hiếp đối với hắn. Lý Đinh Sơn cũng biết ý nghĩa của cái tên thương mại Bối Hà, âm thầm cố ý liếc Hạ Tường một cái, thấy hắn không có phản ứng đặc biệt, trong lòng cũng bình tĩnh rất nhiều. Ông ta còn sợ Hạ Tường nhất thời không chịu nổi kích thích, sẽ gây ra phản ứng quá khích. Hạ Tường trầm ổn như vậy cũng khiến Lý Đinh Sơn không kìm nổi cảm thán. Nhớ lại năm xưa khi mình bằng tuổi hắn, tuyệt đối không có khả năng điềm tĩnh được như vậy. Nếu mình sớm có sự điềm đạm, chắc chắn và thành thục của Hạ Tường, lại có bố vợ ở sau lưng ủng hộ, Tống Chiêu Độ kéo mình một phen, hiện tại làm tới phó giám đốc sở cũng không phải vấn đề lớn. Tuy nhiên nói tới hiện tại, tuy rằng là cán bộ cấp huyện nhưng có một trợ thủ như Hạ Tường ở bên cạnh, sau này muốn lên chức cũng không quá khó khăn. Bí thư Lý suy xét thế nào ạ? Hạ Tường biết chuyện nhận thầu núi hoang là một chuyện lớn ở huyện Bá, phải đưa ra hội nghị thường ủy để thảo luận. Lưu Thế Hiên rất thông minh, không trực tiếp ra mặt mà để thương mại Bối Há ra mặt đề xuất với chủ tịch huyện Thạch. Khi báo cáo với tôi, chủ tịch huyện Thạch không tỏ thái độ, chỉ nói bên ủy ban nhân dân sẽ nghiên cứu trước một chút, đưa ra một phương án cụ thể, sau đó đưa ra hội nghị thường ủy thảo luận. Lý Đinh Sơn cũng rõ ràng là Thạch Bảo Lũy chắc chắn biết bối cảnh của thương mại Bối Hà. Ông ta có thể chủ động báo cáo trước với Lý Đinh Sơn mà không chờ đưa ra phương án mới báo cáo đã là biểu lộ lập trường trung lập. Nếu thật sự đưa ra hội nghị thường ủy, chỉ sợ tình thế không được tốt cho lắm. Hạ Tường tính nhầm tổng số các thường vụ huyện ủy, thấy hiện tại Lý Đinh Sơn vẫn chưa đủ sức ảnh hưởng để khống chế qua bán. Lưu Thế Hiên một phiếu, Hoàng Bằng Phi một phiếu. Mấy người phái trung gian theo tôi phỏng chừng sẽ thỏa hiệp với Lưu Thế Hiên trong chuyện này, bởi vì không xung đột với lợi ích của họ. Phó Bí thư Trịnh Khiêm, trưởng ban quân sự Quách Lượng, lại có Phó Chủ tịch huyện Triệu Kiến Tô và Bí thư ủy ban kỷ luật thái độ không rõ, khả năng Lưu Thế Hiên được thông qua ở hội nghị thường ủy là rất lớn. Hắn cố ý không nói tới Thạch Bảo Lũy, chính là muốn Lý Đinh Sơn phân tích, lưu lại cho ông ta phát biểu ý kiến mấu chốt cuối cùng. Đúng vậy, ý vị sâu xa nhất chính là ý kiến của Chủ tịch huyện Thạch. Nếu Chủ tịch huyện Thạch tỏ thái độ rõ ràng ủng hộ thương mại Bối Hà, gần như có thể khẳng định 100% thông qua. Lời vừa ra khỏi miệng, Lý Đinh Sơn mới đột nhiên phát hiện, không ngờ rằng người lúc nào cũng tỏ ra khiêm tốn là Thạch Bảo Lũy mới là người mấu chốt nhất nắm giữ cân bằng huyện Bá. Chỉ cần ông ta thiên hướng về ai, người đó sẽ có khả năng nắm giữ hội nghị thường ủy. Hạ Tường cũng nghĩ đến điều này mới đột nhiên tỉnh ngộ. Nếu Thạch Bảo Lũy là người thông minh, ông ta sẽ không tỏ vẻ rõ ràng thiên hướng về phe nào. Chỉ cần ông ta làm tốt phận sự là được, chỉ cần ông ta vẫn ở vị trí trung gian mới có thể thu được ích lợi lớn nhất. Tuy nhiên trên thế giới làm gì có chuyện không làm mà hưởng chứ? Hắn có biện pháp khiến Thạch Bảo Lũy không thể ngồi yên được, không cho ông ta lã vọng buông cần, ngồi mát ăn bát vàng. Tính toán xong, Hạ Tường mỉm cười. Bên Bí thư Lý, Ngô Anh Kiệt tính là một phiếu, trưởng ban Đỗ tính là một phiếu, còn có Bí thư Vương cũng có thể tính là một phiếu. Về phần chủ tịch huyện Thạch, trừ phi ông ta không muốn tiến lên, nếu không sớm muộn gì ông ta cũng sẽ đứng về phía chúng ta. Lý Đinh Sơn rất kinh ngạc. Bí thư Vương, Vương Toàn Hữu, sao lại nói vậy? Hạ Tường nói ra quan hệ giữa Tào Thù Lê và Mễ Huyên, lại chỉ ra quan hệ giữa Mễ Huyên và Vương Toàn Hữu. Đương nhiên, hắn cũng nói ra cuộc gặp gỡ hôm trước với Vương Toàn Hữu. Lý Đinh Sơn vô cùng vui mừng. Tiểu Hạ, rất giỏi. Cậu luôn mang tới cho tôi những điều vui mừng bất ngờ. Xem ra cậu đúng là phúc tướng của tôi. Đúng rồi, phải nói Tào Thù Lê cũng là phúc tướng của cậu, cần phải nắm thật chắc cơ hội. Nếu bước tiếp theo giám đốc sở Tào sẽ tới thành phố Yến làm phó thị trưởng thường trực, vậy tiền đồ chính trị sẽ tươi sáng rộng mở. Đúng rồi, ông ta năm nay mới hơn 40 tuổi nhỉ. Làm phó thị trưởng một nhiệm kỳ, sau đó lại tăng thêm một cấp, ít nhất cũng lên tới cấp phó tỉnh. Lý Đinh Sơn lại nghĩ tới ẩn ý trong lời nói của Hạ Tường liền hỏi. Vì sao chủ tịch huyện Thạch sẽ dựa về phía chúng ta? Bí thư Lý là người trong cuộc nên nhiều khi không nhìn rõ. Chủ tịch huyện Thạch là nhân vật số 1 của Ủy ban Nhân dân, nếu có một phần chiến tích sẽ là một nét bút đẹp trong lý lịch của ông ta. Ông ta sẽ lựa chọn hợp tác với ai? Đương nhiên là sẽ lựa chọn người có thể mang đến ích lợi lớn nhất cho mình.
Người này chính là người chẳng những có quyền quyết định trọng yếu về mặt nhân sự, hơn nữa còn nắm giữ rất nhiều tin tức quan trọng, lúc nào cũng đi trước người khác một bước, Bí thư Lý. Hạ Tưởng biết rất rõ, cho dù được Lý Đinh Sơn coi trọng, mình có thể bày mưu tính kế nhưng cuối cùng quyền quyết định vẫn phải giao về tay Lý Đinh Sơn, không thể để ông ta sinh ra hoài nghi với mình. Không ai muốn có thuộc hạ cao tay hơn mình, cho dù là người rất rộng lượng cũng khó tránh khỏi suy nghĩ này nọ. Lý Đinh Sơn hiểu ý tứ Hạ Tưởng, trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng, tuy nhiên trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái, nói. Về sau ở trước mặt tôi có cái gì thì nói cái nấy, đừng có luôn nói một nửa, đừng để tôi đưa ra câu kết luận. Đâu cần phải chú ý quá mức như vậy chứ. Nói tới đây, Lý Đinh Sơn lại cười nói tiếp. Cậu nói chính là việc đường núi nối thông tới Bắc Kinh hả? Nói cũng đúng, trước tiên biết được đường núi sắp thông, vậy sẽ bắt tay vào chuẩn bị phát triển du lịch của huyện Bá trước. Một sự kiện lớn lợi nước lợi dân như vậy, tôi lại lấy ra giao cụ thể cho chủ tịch huyện Thạch làm, ông ta sẽ có thái độ gì chứ? Đang nói chuyện, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Bí thư Lý có đây không? Tôi là Thạch Bảo Lũy, có chút chuyện muốn báo cáo với ngài một chút. Lý Đinh Sơn và Hạ Tưởng liếc nhau, vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đã tới. Thành tâm mà nói, Thạch Bảo Lũy cũng có tâm tư trong việc đối kháng giữa Lưu Thế Hiên và Lý Đinh Sơn. Lý Đinh Sơn hàng không tới khiến giấc mộng bí thư huyện ủy của ông ta tan biến, khó tránh khỏi trong lòng không có gút mắc. Năm nay ông ta tuổi cũng khá cao, ngồi ở vị trí phó chủ tịch huyện và chủ tịch huyện cũng đã thời gian quá dài, bỏ lỡ cơ hội bay lên lần này không biết chừng cho đến tận khi về hưu cũng không lên nổi bí thư. Ông ta vẫn tôn thờ một câu danh ngôn là, không được làm bí thư huyện ủy cũng phải làm một chủ tịch huyện tốt. Cho nên ông ta liền ôm thái độ không đối kháng cũng không hợp tác, duy trì khoảng cách, kiên trì trung lập, thích hợp thì nghiêng về phía Lưu Thế Hiên. Không phải là Thạch Bảo Lũy không muốn đối nghịch với Lý Đinh Sơn, liên hợp với đám người Lưu Thế Hiên làm mất quyền lực của Lý Đinh Sơn. Tuy nhiên ông ta không có sức ảnh hưởng đối với phái bản địa vốn thâm căn cố đế ở đây giống như Lý Đinh Sơn, lại không có bối cảnh như Lý Đinh Sơn hàng không từ tỉnh thành xuống. Ai mà chẳng biết người từ tỉnh thành tới khẳng định có chỗ dựa là tỉnh ủy sau lưng. Hơn nữa ông ta cho rằng, so sánh với Lưu Thế Hiên vốn hống hách và âm hiểm, Lý Đinh Sơn với khí chất văn nhân có thể khiến ông ta tin tưởng hơn. Cho nên trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ, cuối cùng ông ta quyết định áp dụng sách lược tọa sơn quan hổ đấu, ngồi trên núi chờ hai hổ đấu nhau chờ khi Lý Đinh Sơn và Lưu Thế Hiên phát sinh xung đột, đến lúc đó ông ta xuất hiện đúng lúc làm người cứu hỏa, mặc kệ thiên hướng về phe nào, khẳng định đều có thể thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Lý Đinh Sơn muốn làm việc ở huyện Bá, muốn mở ra cục diện, tất nhiên phải làm ra gì đó trong lĩnh vực nhân sự và kinh tế. Thạch Bảo Lũy tự biết mình, ông ta không có nền tảng gì ở huyện Bá, trong các thường vụ huyện ủy cũng chỉ có 2-3 người ủng hộ, các lãnh đạo phòng ban bên dưới lại không ai nghe lời, trong tay lại không nắm quyền nhân sự. Nói thật, nếu hỏi ai là ông chủ thực tế của Ủy ban Nhân dân, trên thực tế chính là Lưu Thế Hiên, không cần phải nói hai lời. Hơn nữa, chẳng những Lưu Thế Hiên phát triển an toàn bên Ủy ban Nhân dân, ngay cả trưởng ban tổ chức cán bộ Hoàng Bằng Phi cũng lại y nói gì thì nghe nấy. Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ trước hồi mới nhậm chức, mấy lần muốn động vào lợi ích của Lưu Thế Hiên, kết quả chọc giận y, mấy lần làm khó dễ trên hội nghị thường ủy, khiến đề nghị của cựu bí thư không thể thông qua, mặc kệ là thay đổi nhân sự hay mở rộng chính sách, đều không hề ngoại lệ bị phủ quyết trên hội nghị thường ủy. Khiến cựu bí thư bị quản chế khắp nơi khắp chốn, thậm chí không tiếc vận dụng một phiếu quyền phủ quyết của bí thư nhưng vẫn không được, cuối cùng tức giận thành bệnh nặng, vì bệnh phải rút lui. Bí thư mà không nắm giữ được hội nghị thường ủy chính là mất đi quyền uy của nhân vật số 1. Ở thời điểm này, Thạch Bảo Lũy coi như khá bội phục Lý Đinh Sơn. Đến huyện Bá mới một tháng, Lý Đinh Sơn còn không đưa ra một đề tài quan trọng nào để thảo luận trên hội nghị thường ủy. Bởi vì một khi xuất hiện tình huống đề nghị của nhân vật số 1 không thể được thông qua, vậy quyền uy của nhân vật số 1 sẽ hạ xuống rất thấp, sức ảnh hưởng của bí thư sẽ yếu bớt rất nhiều. Nếu không suy tính đã vội vàng đưa quyết nghị ra thảo luận trên hội nghị thường ủy, chính là biểu hiện của chính trị không thành thục. Ở điểm này, cách thức thực hiện của Lý Đinh Sơn khiến Thạch Bảo Lũy vô cùng đồng ý. Trước khi Lý Đinh Sơn tới, người của cả huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện đều nhất trí cho rằng, vì Lý Đinh Sơn chưa bao giờ trải qua chính trị cho nên khẳng định sẽ hành động một cách ngây thơ. Tuy nhiên hiện tại xem ra, bọn họ đều xem nhẹ trí tuệ chính trị của Lý Đinh Sơn. Đúng là bởi vì phong cách của Lý Đinh Sơn ẩn nhẫn không phát,
làm việc ổn thỏa, ít nhiều khiến Thạch Bảo Lũy hơi dao động, suy nghĩ có nên bắt tay với Lý Đinh Sơn, chèn ép Lưu Thế Hiên hay không. Trong lòng Thạch Bảo Lũy rất rõ ràng, so sánh với Lý Đinh Sơn, Lưu Thế Hiên nhiều lắm chỉ xem như một chính khách, một kẻ đầu cơ chính trị, còn xa mới có thể xưng là chính trị gia. Mà Lý Đinh Sơn đã hàng không đến huyện bá, trên tỉnh khẳng định có người, cho dù đến huyện bá không phải vì chiến tích thì khả năng cũng chỉ là một bước đệm nhỏ. Nhưng mặc kệ thế nào, khẳng định rằng ông ta sẽ có khát vọng chính trị, cho dù chỉ là vì chiến tích cũng có động lực để phát triển kinh tế huyện bá, không hề giống với Lưu Thế Hiên, thuần túy chỉ vì tiền tài của bản thân mà chiếm cứ vị trí phó chủ tịch thường trực huyện. Lưu Thế Hiên là người của bí thư thành ủy Thẩm Phục Minh, Thạch Bảo Lũy biết điểm này, bởi vậy ông ta cũng rõ ràng, cho dù mình và Lý Đinh Sơn liên kết, cũng chỉ có thể làm Lưu Thế Hiên mất quyền lực, không có cách nào đuổi y đi. Thạch Bảo Lũy đã cao tuổi, nói không muốn tiến thêm bước nữa chính là lừa mình dối người. Ông ta tính đi tính lại, Lý Đinh Sơn có lẽ chỉ làm một nhiệm kỳ rồi đi, 3 năm sau mình vẫn có thể kịp làm một nhiệm kỳ bí thư. Nếu trong thời gian còn tại nhiệm làm ra một chút chiến tích, khi đến tuổi về hưu cho dù không thăng lên chức phó giám đốc sở thì cũng có thể lui xuống với đãi ngộ của cấp phó giám đốc sở. Như vậy cũng là một sự vinh quang, tốt hơn rất nhiều so với chết già ở vị trí cấp huyện. Cho nên Thạch Bảo Lũy rất có tâm tư muốn thử hợp tác với Lý Đinh Sơn. Chương 107, Chủ tịch huyện Thạch thăm dò. Có hai điều khiến Thạch Bảo Lũy khó có thể hạ quyết tâm chính là, ông ta không rõ hậu trường của Lý Đinh Sơn thế nào, càng không rõ Lý Đinh Sơn đến huyện bá là chỉ ghé chân hay muốn thực sự thi triển tay chân. Đương nhiên khiến ông ta càng lo lắng hơn chính là, nếu chẳng may bởi vì động tới Lý Đinh Sơn mà chọc giận Thẩm Phục Minh, cho dù Thẩm Phục Minh e dè bối cảnh của Lý Đinh Sơn, không làm gì được Lý Đinh Sơn thì vẫn có rất nhiều biện pháp để đá đít mình. Hậu trường của ông ta không đủ cứng rắn, chính là nhân tố mấu chốt khiến ông ta vẫn không thể thăng tiến thêm được. Thạch Bảo Lũy muốn thăm dò Lý Đinh Sơn một chút. Khi Lý Đinh Sơn và Lưu Thế Hiên sinh ra xung đột ác liệt, ông ta ở một bên âm thầm quan sát phản ứng của các bên. Nếu Lưu Thế Hiên thu được thắng lợi, ông ta liền tiếp tục danh nghĩa chủ tịch huyện không có thực quyền của mình. Nếu Lý Đinh Sơn chiếm cứ thượng phong, ông ta sẽ thừa cơ bỏ đá xuống giếng tiêu diệt Lưu Thế Hiên, sau đó phối hợp công tác thật tốt với Lý Đinh Sơn. Có một điều khiến Thạch Bảo Lũy không hoàn toàn xem trọng Lý Đinh Sơn chính là, hoàn cảnh địa lý của huyện bá rất đặc thù, gần như là một thế giới khép kín, mặc cho thành phố và tỉnh ủng hộ cũng không có khả năng thay đổi hoàn cảnh mạnh mẽ. Ngu Công rời núi chỉ là chuyện thần thoại, một huyện bá có diện tích không nhỏ, có bình nguyên rộng gần như có thể tương đương với 4-5 huyện khác, nhưng bị cô lập giữa mấy ngọn núi bao quanh. Nếu bàn về khoảng cách chim bay, thực ra huyện bá còn gần Bắc Kinh hơn cả thành phố Chương Trình. Nhưng huyện bá là huyện của tỉnh Yến, Bắc Kinh khẳng định sẽ không để ý tới huyện bá bần cùng lạc hậu, mà thành phố Chương Trình cũng gần như quên sự tồn tại của huyện bá, tỉnh lại càng không cần phải nói. Ánh mắt của tỉnh đều đặt ở mấy huyện giàu có vùng duyên hải và những huyện lớn chuyên cung cấp nhiều lương thực ở Trung Bộ, bình thường sẽ không chú ý về mặt Bắc. Cho dù ngẫu nhiên đảo ánh mắt về phía Bắc thì bình thường cũng chỉ đến Bắc Kinh là thôi, mà nếu đứng ở tỉnh thành xem thì huyện bá vừa lúc ở phía Bắc của Bắc Kinh. 1. Ngu Công rời núi. China áp chuyện Ngu Công rời núi. Huyện bá trên cơ bản liền giống như một đứa bé bị bỏ rơi, cha không yêu, mẹ không thương, ngay cả ông bà cũng đều không thích, không có công nghiệp, nông nghiệp lại không phát đạt, dựa vào cái gì phát triển kinh tế? Dựa vào cái gì thay đổi hiện trạng? Cho nên lại nói tiếp, từ khi Lý Đinh Sơn nhậm chức bí thư huyện ủy tới nay, Thạch Bảo Lũy vẫn có tâm lý lo được lo mất, vừa muốn đánh bạc một phen, kết hợp với Lý Đinh Sơn lấy đi quyền lực của Lưu Thế Hiên, cũng tiện cho việc thi triển tay chân. Cho dù không có chiến tích chói mắt nhưng ít nhất cũng có thể thay đổi hiện trạng sống dở chết dở của huyện bá. Trong lòng ông ta không phải là không có khát vọng chính trị, cũng muốn được người lưu danh, chỉ có điều bị kẻ khác kiềm chế ở khắp nơi khắp chốn. Rất nhiều hùng tâm tráng trí đều bị sự thật vô tình làm phai mờ đi. Sự độc quyền của Lưu Thế Hiên chính là chướng ngại vật lớn nhất. Nếu Lý Đinh Sơn có thể ra tay thay mình giải quyết phiền toái, lại bỏ đi cái giá của bí thư huyện ủy, chủ động hợp tác với mình, vậy thì tốt biết bao nhiêu. Thạch Bảo Lũy cũng biết ôm cây đợi thỏ là chuyện không tưởng, nhưng ông ta không có hậu trường mạnh mẽ cứng rắn, cũng không có tài năng hơn người, có chút ảo tưởng không thực tế cũng là chuyện bình thường. Khi công ty thương mại Bối Hà chính thức đệ trình nhận thầu núi hoang với Ủy ban Nhân dân, ông ta chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra vấn đề, Cổn Long Câu.
Con trai Lưu Thế Hiên là Lưu Hà kiếm tiền bằng cách lợi dụng thôn dân xã cổ trại thu hoạch nấm khẩu bắc và rau quyết miễn phí cho mình chính là bí mật mà người nào ở huyện bá cũng biết. Nhưng bởi vì có Lưu Thế Hiên nên biết là một chuyện, không ai nói ra lại là chuyện khác. Dù sao Thạch Bảo Lũy cũng đã tới huyện bá hơn 2 năm, biết rất rõ ai có quan hệ với ai. Pháp nhân của thương mại Bối Hà là Dương Bối, sao ông ta có thể nhìn không ra vấn đề trong đó? Nếu không, có cửa làm ăn phát tài bí mật như vậy tại sao lại đưa ra ngoài cho người ta biết, trừ khi là Lưu Hà thối óc rồi. Óc Lưu Hà đương nhiên không thối, vậy khẳng định là đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào đó khiến y không thể không làm như vậy. Chẳng lẽ là Lý Đinh Sơn? Vốn luôn chờ Lý Đinh Sơn và Lưu Thế Hiên sinh ra xung đột, Thạch Bảo Lũy đột nhiên cảm thấy hai mắt sáng ngời, cho rằng một cơ hội tuyệt hảo đã xuất hiện trước mắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.